Tập 179 ngoài ra phù lục phái tổ đình một trong địa phế núi Cung Hoa Dương, có một đạo hiệu du nhiên tu sĩ trẻ tuổi, mà Thải Thu Sơn có một đạo hiệu Nam Sơn cô gái nói quan. Hai vị công nhận thiên tiên phôi tử, hôm nay đã là trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ. Cùng giờ phút này trên đường hai vị này, đều là ngũ lăng quận đi ra trẻ tuổi, du nhiên cùng Nam Sơn, cũng đều là đi ngũ thải thiên hạ 3.000 đạo quan một trong. Hai bên tuy rằng xuất thân từ đối địch tông môn, nhưng mà bọn hắn nhưng là đồng niên cùng tháng cùng sinh đã liền canh giờ đều chút xíu không kém, bực này ông trời tác hợp cho, thế cho nên địa phế núi cùng thải thu sơn hai tốp đạo quan đám, hôm nay lòng người đều có chút vi diệu biến hóa. Kỳ thật vương nguyên lục cùng thích cổ thật là nghĩ cùng đi chuyến ngũ thải thiên hạ đấy, chỉ là hạo nhiên thiên hạ văn miếu chế định quy củ bày ở bên kia, hai bên cảnh giới đều vượt qua ngưỡng cửa, muốn đi không đi được. Ở trên núi đạo quan trong mắt, cái này ngũ lăng quận chính là cái chậu châu báu, thần tiên ổ. Tại vài tòa thiên hạ trong mắt, càng là một cái có thể cùng hạo nhiên, Thiên hạ ly châu động thiên so sánh kim ngọc đạo tràng. Đã có nằm ở tổ tông công lao sổ ghi chép trên mùi ăn, rồi chờ chết ăn chơi thiếu ra cũng có thiếu niên cõng cường tráng khí, phấn khích mạnh đều có lúc ngũ lăng đệ tử, không tiếc đã chết tại nhà chức trách nơi biên giới, càng có vung tiền như rác gấp người khó khăn, hào hiệp bất luận cái gì khí trẻ tuổi hiệp sĩ. Dù sao đều là danh chấn thiên hạ ngũ lăng thiếu niên. Thế nhưng là tại vương nguyên lục cùng thích cổ trong mắt cũng chỉ là quê hương, kẻ có tiền rất có tiền, người nghèo cũng sẽ nghèo được đói, đều sống đều đấy. Ly Ly nguyên thượng thảo, trên quan đạo áo đẹp ngựa khỏe, bụi đất tung bay, đã đến một đám kim yên ngọc siết phú quý khách. Đám này cưỡi tuấn mã du lịch đấy, đều là một ít trẻ tuổi gương mặt nam nữ, bội kiếm vắc cung, cưỡi ngựa tìm hoa, phong lưu phóng khoáng, khí phách tin tưởng nghiêng, đầy người lăng lệ ác liệt chi khí. Đạo sĩ kia hoàn toàn trái lại, sợ hãi rụt rè, lấm la lấm nét đấy, tràn đầy bị tỏa khúm núm thái độ vương nguyên lục tranh thủ thời gian dịch bước không cùng đối phương tranh giành đạo chủ động tránh né những cái kia cực kỳ khỏe mạnh thần dị thượng cấp tuấn mã thích cổ đành phải đi theo đứng ở bên đường đợi đến lúc đám đó vương tôn đệ tử dục ngựa đi xa về sau thích cổ đưa tay cua cua bụi đất một tay thói quen móc móc đũng quần cười nói chỉ nói túi ra bề ngoài xác thực phải xem loại có được hay không hai ta liền cũng không được việc bị tổn thất nặng vì vậy tương lai cưới vợ nhất định phải tìm đẹp mắt đấy vương nguyên lục không đáp lời trầm mặc một lát, nói ra, đào đũng quần cái thói quen này, có thể thay đổi liền sửa lại đi, bị nữ tử thấy được, ít nhất hảo cảm giảm phân nửa. Thích cổ cười nói, ra hỏa cái quá lớn, bay bất chính vị trí. Vương Nguyên Lục nói ra, như thế nào mỗi lần xả nước, đều là ngươi trước để dây lưng quần. Thích cổ á khẩu không trả lời được. Ngươi theo ta so sánh cái này sức lực làm chi? Hai người đi ngang qua một chỗ bên đường đình nghỉ chân, bên trong có một đám ma bài bạc ở bên trong đổ xúc sắc, thích cổ trà sát trà sát tay, Vương Nguyên Lục lé mắt lướt thoáng nhìn. Thích cổ hắc hắc mà cười. Yên tâm, quy củ cũ, nếu như với người cam đoan đã qua, khẳng định nói được thì làm được. Hôm nay coi như xong, trước đưa người về nhà. Thích cổ từ nhỏ liền có một tật xấu, thì đánh bạc như mạng. Về sau nhận thức Vương Nguyên Lục, đã thành bằng hữu, vỗ ngực cam đoan, về sau cùng ta lan lộn, cam đoan thiếu cái gì có cái gì. Kết quả thích cổ đã từng bởi vì bài bạc, tại thanh thần Vương Triều Kinh thành cùng Lộc Châu, trước sau nếm qua hai lần nhiều thiệt thòi vừa vặn hai lần đều là vương nguyên lục vội vàng nghe hỏi tiến đến giúp đỡ giải quyết cái gọi là dọn dẹp rất đơn giản chính là ta vương nguyên lục lấy tiền bày bất bình sự tình liền lấy mệnh dọn dẹp hai lần cứu ra thích cổ mở một đường máu thậm chí có thể nói vương nguyên lục sở dĩ trở thành trộm gạo nhất mạch đạo sĩ đều là bái thích cổ ban tặng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha chẳng qua những năm kia vương nguyên lục nhiều nhất cùng thích cổ oán trách một câu đi theo đại ca lăn lộn ba ngày đói chín bữa ăn vương nguyên lục ý nghĩ rất đơn giản mộc mạc đáp ứng với người làm bằng hữu là ta lựa chọn của mình nếu như làm bằng hữu phải có bằng hữu bộ dạng bằng hữu không đem ta làm bằng hữu đó là của ta ánh mắt vấn đề không có gì có thể phản nản đấy nếm qua mấy lần đau khổ cảm thấy chịu không nổi rồi mỗi người đi một ngả là được sau đó vương nguyên lục liền cho thích cổ định rồi một cái quy củ chỉ cần ngươi đang ở đây trên chiếu bạc bên cạnh không nghĩ kiếm tiền tùy ngươi bài bạc mấy trăm mấy ngàn lượng bạc, thậm chí là cái kia thần tiên tiền cũng không việc gì, không có tiền, cùng ta vay tiền đi đánh bạc cũng không có vấn. Để gì? Nhưng mà chỉ cần ngươi muốn lấy kiếm tiền, dù là chỉ là mấy văn tiền tiểu đà tiểu nháo, đều đừng đánh bạc. Bằng không thì về sau chúng ta cũng đừng làm bằng hữu. Vương Nguyên Lục kết giao bằng hữu duy nhất tôn chỉ, chính là không nhỏ khí, có mấy cái thổ lộ tình cảm bằng hữu, loại người tài giỏi này đáng giá kết giao. Thích cổ hỏi, hay là không đánh tính xuyên phá cửa sổ, không cùng ca ca ngươi tỏ rõ thân phận vương nguyên lục bất đắc dĩ nói sợ a à, thích cổ dầu dĩ nói được oán ta nếu như vương nguyên lục không phải là trộm gạo nhất mạch bảng môn đạo sĩ tại thanh thần vương triều triều đình bên này chịu phù lục ca ca hắn một nhà coi như là một trận đắc đạo phi thăng tiên kịp gà chó rồi không nói cái gì rất nhiều phú quý tại đây ngũ lăng quận đứng lên môn hộ đến khai chi tán diệp lại truyền nhận mấy đời hương khói không thể nói trước chính là đầy đất quận vọng tộc gia tộc hôm nay liền không được bị chính mình liên lụy vương nguyên lục trên núi kẻ thù thật sự quá nhiều vương nguyên lục lắc đầu không phải như thế cuộc sống gia đình tạm ổn có cuộc sống gia đình tạm ổn an ổn đại ca của ta cũng có mạng của mình thích cổ cũng chỉ cho là hào hữu tại tự an ủi mình vương nguyên lục anh ruột tên là vương lúc đầu phúc cụ là một cái địa phương đổ tể hôm nay cầm trong tay một bộ đại tràng cùng ven đường quán rượu mua được một cân tán tử dạo chơi đến rồi con rể nhà bùn đất cửa phòng cửa bên kia thối lấy khuôn mặt, thấy đi ra ngoài nghênh đón con gái con rể, oán giận nói, ta từ sụp đổ, đi rồi vận rủi, đem cái vốn nên gả cho có tiền môn hộ làm phu nhân con gái, gả cho ngươi cái này hiện thế bảo nát nghèo kiết xác, bao năm qua đến nay, không biết mệt mỏi ta bao nhiêu, hôm nay không biết bởi vì ta tổ tiên tích chuyện gì đức, mang xiết ngươi chúng rồi cái đạo đồng thân phận, về sau càng có lý do không làm chính sự rồi, tâm mập, về sau cũng không biết muốn chi tiêu ta bao nhiêu vất và bạc, chớ không phải là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Kiếp này đòi nợ đã đến, nếu có kiếp sau, ngàn vạn nhớ kỹ trả ta. Vương lúc đầu phúc khom lưng cúi đầu, nào dám cãi lại, liếc mắt bầu rượu, nuốt nhổ nước miếng, xác thực thèm ăn rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chứa một cân tán từ bầu rượu, uống xong rượu, cha vợ hay là muốn mang về nhà đi đấy. Cái kia bị cha vợ nói thành là bị hắn đề xiết mà đến đạo đồng thân phận, kỳ thật chính là cái đạo sĩ dự khuyết, cùng loại hạo nhiên thiên hạ đồng sinh công danh, đã có cái này thân phận, mỗi ba năm thì có một lần tham gia huyện nha thi học viện cơ hội khảo chúng rồi tham gia một nha phủ làm cho thụ phù lục mới có thể đạt được một cái triều đình nhận thức chính thống đạo sĩ thân phận chẳng qua khoảng cách chính thức đạo quan lão gia còn kém một bước phải đợi lấy bổ khuyết đã có thực thiếu bất kể là nha môn người hầu hay là đi cung quan mới tính chính thức đạo quan bàng đại thô tròn đồ tử cùng coi như cái kia dội đi ra ngoài nước con gái nói ra đi đem ruột nấu lại bị phỏng một bầu rượu đến ăn vương lúc đầu phúc tướng cha vợ lĩnh vào phòng đi tại sau đó bên cạnh cha vợ nói chuyện giọng lớn nước bọt văng khắp nơi đấy vương lúc đầu phúc vụng trộm nâng lên tay áo xoa xoa mặt đợi đến lúc cha vợ ngồi xuống vương lúc đầu phúc mới run rẩy áo bào nhẹ nhàng ngồi xuống đồ tử dùng khóe mắt liếc qua dò xét liếc nghèo chú ý thực đem tự mình giữa đường quan lão ra rồi chỉ là nhớ lại cái kia đạo đồng mức độ mới nhịn xuống không nói ra miệng hỏi người cái kia quanh năm không đến nhà em trai đâu vương lúc đầu phúc cười khổ nói rất lâu không có tin tức. Cha vợ cười nhạo nói, thư nhà cũng không hiểu được gửi một phong, nuôi không cái em trai. May mà hắn vương đường cũ còn là một đọc qua sách nhận biết chữ, những năm này là ở bên ngoài lan lộn nhiều lắm đáng thương, mới có thể liền một phong thư tiền đều không nỡ bỏ tiêu dùng. Dựa theo thôn bên này nhà thờ tổ gia phả, là lúc đầu chữ lót, tên bên trong đều cần khảm cái lúc đầu chữ, kỳ thật vương nguyên lục tên thật, là vương đường cũ. Vương lúc đầu phúc như cũ không dám tranh luận. Tại thanh minh thiên hạ, đạo quan có đủ loại thân phận, danh hiệu, không phải là chỉ có luyện khí sĩ mới có thể trở thành đạo quan, không có tu hành tư chất phàm tục phu tử, chỉ cần thông qua quan phủ khảo hạch cũng có thể đạt được đạo sĩ độ điệp, chẳng qua sẽ thụ lấy bất đồng pháp phù lục, ngoại trừ triều đình ban bố đấy, cũng có nhiều thế hệ tin tưởng tập kích đấy, còn có có chút đắc đạo cao chân giản chọn cao đồ, bí mật thụ phù bí quyết, mở lớn môn phong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Giống như cái này bị cha vợ dù sao xem thường vương lúc đầu phúc dù là tương lai may mắn trở thành đạo quan, hơn phân nửa như cũ tựa như cái kia chọc lưu quan lại nhỏ, không vào thanh lưu đánh giá, về sau lên chức đường, cũng sẽ tương đối hẹp hòi, vô cùng có khả năng là bị sai đến một cái tích xa tiểu đạo quan, hoặc là tại một ít cùng loại huyện nha bảo cáo ti, công tác chuẩn bị cục nước trong nhà môn làm nhàn xoa. Nhưng mà đối với xuất thân bần hàn, không có cùng không có chân vương lúc đầu phúc mà nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, đã coi như là dạng dỡ cửa nhà sự tình rồi là hoàn toàn có thể đi thôn trong đường bên cạnh tháp hương tế tổ đấy. Tựa như em trai Vương Nguyên Lục, cũng là nghiên cứu đạo thư luật điển tiểu nhị 10 năm, ghi danh nhiều lần, cũng không có thể khảo thi ra cái chính thức đạo quan. Chủ yếu vẫn là ngũ lăng quận bên này, đạo sĩ độ điệp danh ngạch có hạn, điển hình có nhiều còn hơn là bị thiếu, những cái kia phú quý đệ tử, thổi nhỏ đọc sách, lại có thầy giỏi truyền đạo thụ nghiệp, đương nhiên thì có bẩm sinh ưu thế, hơn nữa am hiểu áp đề, dù sao có cái kia luật sư đầu hàm quan chủ khảo đạo sĩ, như thế nào ra đề mục cũng là một môn học vấn còn nữa cũng là em trai vương đường cũ lòng dạ rất cao chui vào ngõ cụt tập trung tinh thần muốn thi đậu cái kia quê hương lớn nhất một tòa đạo quán uy nghi sư khảo chúng rồi tại hành tẩu rèn luyện vài năm thì có hy vọng chịu trách nhiệm trụ chỉ đạo quán khoa luật nghi quỹ chỉ thị đạo quan bọn họ ngồi làm tiến thối uy nghi chỉ là chúng ta ngũ lăng quận lớn nhất một tòa trong đạo quan uy nghi sư nào có dễ dàng như vậy khảo chúng đừng nói là vương đường cũ chính là kia chút ít tổ tiên rộng rãi qua hiện nay cũng không có gì gia đạo sa sút cao lương tử đệ không giống nhau tranh giành bể đầu cha vợ nói ra người cái kia em trai chính là cái không đỡ nổi đồ vật đừng trở về tốt nhất nói là nhiều đôi đỗ sự tình kỳ thật không phải là chuyện này đâu năm đó con gái cầu chính mình giúp đỡ nàng cái kia chú em hắn liền giúp đỡ tại thị trấn tìm cái bạc phủ kín học đồ việc thật tốt nghề nghiệp bằng không thì có thể có câu kia rất chẳng qua thợ bạc châm ngôn chưa từng nghĩ tiểu tử kia không biết phân biệt chết sống không đi cứ phải ở tại trên núi thật vừa đúng lúc đấy cha vợ hai người chính trò chuyện vương đường cũ vương nguyên lục liền trở về quê hương giờ phút này đứng ở ngưỡng cửa bên ngoài hô một tiếng ca nhìn thấy ngoài cửa đã nhiều năm không gặp em trai ruột vương lúc đầu phúc tuy rằng trong lòng mừng rỡ nhưng như cũ nghiêm mặt vừa muốn đứng lên chẳng qua vừa nâng lên bờ mông liền tranh thủ thời gian ngồi trở lại ghế dài chỉ là gật gật đầu nói ra đi nhà bếp bên kia với người chị dâu lên tiếng kêu gọi vương nguyên lục ử một tiếng xoay người rời đi đồ tử vỗ bàn một cái tức giận nói gặp mặt cũng không biết cùng ta lên tiếng kêu gọi nửa điểm quy củ không hiểu đồ vật vương lúc đầu phúc cười nói đường cũ từ nhỏ chính là cái này bộ dạng tính tình là quái gở chút ít với ai cũng không thân cận đồ tử châm chọc khiêu khích nói liền cái kia kinh sợ bao đức hạnh muốn cùng người nào thân cận cũng phải có người cam tâm tình nguyện mới được ba mươi vài người liền cái chăn ấm xấu bà nương tìm khắp không đến nếu đặt ta nào có ra mặt viếng mồ mà tế tổ một đầu đâm chết cho xong, thắp nhang thơm cầu nguyện, kiếp sau tìm đến tốt thai, ít nhất đừng lớn lên như vậy khái sầm người. Đêm hôm khuya khoát đi đường trên, đừng nói hù chết người, quỷ đều muốn bị hắn hù chết. Vương lúc đầu phúc sắc mặt lúng túng. Dù sao cũng là cha vợ, không tốt nổi giận. Sau đó một bữa cơm, đồ tử cùng vương lúc đầu phúc ngồi ở trên bàn. Vương nguyên lục chết sống không muốn lên bàn ăn cơm, liền gắp mấy đũa thức ăn, bưng lấy cái bát ngồi sổm cửa ra vào. Vương lúc đầu phúc khuyên một câu, biết rõ cái này em trai là một cái chủ ý rất định người, cũng không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, khuyên không nổi, coi như xong. Vương Nguyên Lục ở ngoài cửa cúi đầu bới ra cơm, thích cổ sẽ không có tới cửa, ai về nha nấy. Trong bát cơm rất rắn chắc, môi cơm dùng sức theo như quá đấy, đợi đến lúc cơm thấy đáy, Vương Nguyên Lục bưng bát tô, ngơ ngẩn nhìn xem phía trước. Không oán trời trách đất qua đau khổ thời gian, người cơm cười ngậm bồ hòn mà im. Vương Nguyên Lục quay đầu, lại ngẩng đầu lên nuốt xuống cái kia cửa cơm, hỏi, bích tiêu động chủ làm sao tới rồi hà? Trước một vòng trăng sáng chuyển tỷ đến thanh minh thiên hạ, ở đằng kia bầu trời, vương nguyên lục xa xa gặp qua vị này lão tiền bối một mặt, cái giá rất lớn, đạo pháp rất cao, liền đứng ở bạch ngọc kinh đạo lão nhị bên người. Nghe tôn quan chủ đã từng nói qua, là cái kia lạc bảo than bích tiêu động động chủ, sống một vạn lại thêm hơn nghìn năm dài rằng giặc năm tháng, ưa thích cùng đạo tổ tách ra cổ tay, tương lai cùng vị tiền bối này gặp mặt, không nói hai lời nhiều dập mấy cái đầu, khẳng định không sai. Lão quan chủ thần sắc lạnh nhạt nói, tùy tiện dạo chơi. Vương Nguyên Lục gật gật đầu, nói ra, tùy tiện là tốt rồi. Giống như đối phương đạo Pháp càng cao, trẻ tuổi đạo sĩ càng không luống cuống. Lão quan chủ hỏi, nhìn thấy gì, như thế thương cảm. Vương Nguyên Lục đáp, bầu trời như rồng người, bàng nhiên, thân hình lặng yên rơi xuống đất, trên thi thể hiện đầy ruồi mũi dòi bọ, lái đi không được thời gian một lúc lâu cũng có thể có thể sẽ nở đầy hoa cỏ vì vậy thương cảm nói như thế nào thảo trường hoa nở đầy khắp núi đồi về sau tất cả đều không còn rồi đương nhiên có thể đợi lát nữa tiếp theo nhưng nếu như chúng ta chính là kia chút ít hoa cỏ đâu lão quan chủ nghe nói nói vậy toát ra một vệt khen ngợi thần sắc mỉm cười nói ngươi không tu đạo người nào tu đạo vương nguyên lục tiếp tục bưng lấy bát hỏi có phải hay không muốn thiên hạ đại loạn rồi hả lão quan chủ hỏi ngược lại, loại này tương lai sự tình, có liên hệ với ngươi sao? Vương Nguyên Lục gật gật đầu, tạm thời không có. Cúi đầu bới ra cơm, ăn tươi cuối cùng một cái cơm, nhai kỹ nuốt chậm, trẻ tuổi đạo sĩ thuận tiện cùng một chỗ nhai lấy đem cùng đến hai chữ. Lão quan chủ vuốt dâu mà cười, tạo mệnh tại trời, đứng mệnh tại ta. Thanh thần vương triều kinh kỳ nơi, một chỗ hoàng gia vườn ngự uyển, tên là Giải Tạc Cung, có một tòa minh hoàng vân xăm ngói lưu ly ba ngô xem, là một quốc gia đạo quán đứng đầu, hôm nay thiên nhã tin tưởng diêu thanh cùng quốc sư bạch ngẫu ở đây khoản đãi hai vị khách quý là một đôi tuổi cách xa đạo lữ đại triều tông tông chủ tử tuyển lưỡng kinh sơn khai sơn tổ sư chiêu ca diêu thanh mang theo cặp kia đạo lữ dạo xong ba ngô xem đi tới một gian thanh nhã phòng xá bên trong bạch ngẫu tự mình pha trà tiếp khách đạo quán như thế mệnh danh nguyên ở đạo quán trước có khai quốc hoàng đế tự tay gieo trồng ba gốc cây ngô đồng phân biệt tên là ghế dựa đồng ngô đồng gai đồng một ngày chi kế loại tiêu, một tuổi chi kế loại trúc, mười năm loại liễu trăm năm loại tùng. Làm nghìn năm vạn năm chi kế, trồng ngô đồng. Thanh thần lưu thị, quốc tộ kéo dài, có một không hai tịnh châu. Mà cái kia ba khỏa cây ngô đồng, cũng đều sớm đã luyện hình thành công, làm hoàng gia cung phụ. Nơi đây cũng là thanh thần vương triều tiên đế băng hà cùng ủy thác nơi. Mà nhã tương diêu thanh, đương nhiên vẫn là không hề lo lắng cố mệnh đại thần đứng đầu. Tại thanh minh thiên hạ, cũng không có hạo nhiên, thiên hạ cái loại này hoàng đế quân chủ không thể tu hành quy củ. Vì vậy thiên hạ 14 châu, thường xuyên có cái kia hoàng đế, đã là khai quốc đứng đầu, cũng là vong quốc tri quân. Tại hạo nhiên thiên hạ, xưng đế tại vị 60 năm, đều coi như là cực kỳ hiếm thấy trường thọ thiên tử rồi. Nhưng mà ở chỗ này, tọa long ghế dựa không cao hơn một 60 năm đấy, đều thuộc về đoàn mệnh hoàng đế. Tịnh châu trên núi, có một không theo có thể điều tra tin tức nho nhỏ, nghe đồn tiên đế trước khi lâm trung, cùng nhã tương diêu thanh từng có một trận thành thật với nhau đối thoại tiên đế từng nói chủ ít nước nghi không phải xã tắc chi phúc quân có thể tự lấy diêu thanh đáp lấy một câu ta nếu có trước mặt nam lực lượng đủ phụ tá thiếu chủ trở thành minh quân đến nỗi trận này quân thần mặt đối mặt lén lút đối thoại như thế nào lưu truyền ra đến đấy tôn quan chủ đối với cái này khẳng định nhất định là chúng ta lục lão tam làm cái kia đầu trộm đuôi cướp nghe lén đối thoại không quản được miệng đạo hiệu khôi phục kham nữ quan từ bạch ngẫu trong tay tiếp nhận chén trà Người hỏi, người nghĩ như thế nào đến muốn cùng quái vật kia hỏi quyền rồi hả? Nàng cũng không sao cả có thể hay không phạm húy kiêng kỵ, sẽ hay không hướng bạch ngẫu trên vết thương vung muối. Bạch ngẫu dung mạo cực kỳ xuất chúng, vũ mị tự nhiên. Nàng hông đeo một nhánh vô cùng có lai lịch đoản kích, tên là thiết thất. Cùng cái kia hạo nhiên thiên hạ đại đoan vương triều bùi bôi, đều là nữ tử tông sư, đều là một quốc gia quốc sư. Không sai biệt lắm cách mỗi người năm, bạch ngẫu sẽ phải cùng cùng trèo lên bình luận võ đạo một trong 10 người, hỏi quyền một trận trước sau bốn trận hỏi quyền bạch ngỗ toàn thắng đã chết ba cái duy nhất sống sót đấy cũng ngã cảnh vì vậy 60 năm một bình luận thiên hạ người tông sư thoáng cái tự ít đi rơi bốn cái võ bình luận tùy theo biến thành đàm tiếu cùng trang trí bạch ngỗ tuy là nữ tử cũng tại thanh minh thiên hạ võ học đỉnh bày biện ra một loại lỗi lạc đứng thẳng vô địch oai hùng một nhánh đoàn kích mũi nhọn vô cùng quét ngang thiên hạ chỉ có điều bạch ngỗ lần này lựa chọn cùng nhuận nguyệt phong vất và hỏi quyền tại ngoại giới xem ra tuyệt không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt dù sao cũng là một cái liền đạo tổ đều cực kỳ thưởng thức thuần túy vũ phu bạch ngẫu trước mặt có sầu khổ lắc đầu không quá nguyện ý nói cái này việc sự tình đều không thể leo lên nhuận nguyệt phong đỉnh chỉ là đi đến giữa sườn núi liền đã trúng một quyền là ta đề nghị bạch ngẫu đi nhuận nguyệt phong bên kia thử nhìn một chút chính mình chính thức cân lượng diêu thanh vừa cười vừa nói trước lâm giang tiên hai lần ra tay rất có đúng mực dễ dàng khiến bạch ngẫu hiểu lầm tự cho mình rất cao, bạch ngẫu cùng nhuận nguyệt phong vất vả, hai bên đều là vũ, phu chỉ cành thần đáo tầng một, một cái thiên hạ thứ hai, một cái thứ ba. diêu thanh cười nói, tranh lệch không nhỏ, như cũ không thể kiểm tra xong vất vả võ học sâu cạn. bạch ngẫu đối với vị này cũng sư cũng phụ nhã tương, có thể nói nói gì nghe nấy. triều ca nói ra, cái này trộm gạo vương nguyên lục, thần thức nhạy cảm đều nhanh bắt kịp phi thăng cảnh rồi, thanh thần vương triều không có ý định mời chào một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diêu Thanh cười nói, gia hỏa này chính là người chuyên gây họa, càng là trốn phiền toái, phiền toái càng là tới cửa tìm hắn, chúng ta Thanh Thần Vương triều không chịu nổi. Bạch Ngỗ lại biết rõ một môn bí mật sự tình, tại Vương Nguyên Lục thượng vị phát tích trước, thủ phụ đại nhân liền từng mấy lần mang theo chính mình cùng đi hướng Ngũ Lăng quận, thấy người trẻ tuổi này cũng không truyền thụ bất luận cái gì đạo pháp, giống như cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Triều ca thử dò hỏi, vậy hãy để cho Vương Nguyên Lục đi lưỡng kinh sơn, Ta có thể cam đoan hắn tương lai có thể làm sơn chủ như thế nào? Diêu Thanh lắc đầu nói, hắn cùng với Lưỡng Kinh Sơn đều không có cái này mệnh. Bạch Ngỗ một mực ở quan sát cái kia từ tuyển kỳ quái tai, cái này trẻ tuổi quỷ tu thấy thế nào cũng không đặc biệt a, à, làm sao lại có thể có được cơ duyên nhiều như vậy? Năm đó đúng là đối đầu Đại Triều Tông cùng Lưỡng Kinh Sơn, hôm nay chẳng phân biệt được cao thấp, hai tông kề vai sát cánh, dù sao tông chủ đều là từ tuyển lưỡng kinh sơn bên kia ngay từ đầu không phải là không có dị nghị có thể chiêu ca là khai sơn thủy tổ nàng cũng không có ý kiến bọn đồ tử đồ tôn lại có thể thế nào hơn nữa về sau trận kia được vinh dự trước không có người sau cũng không có người trên núi tiệc cưới uống rượu mừng chúc mừng khách nhân chính giữa chỉ là thanh minh thiên hạ người thứ hạng đầu đã tới rồi bốn cái dư đấu lục trầm ngô châu tôn hoài trung nếu như hơn nữa lúc ấy cái nào đó không có hiển lộ thân phận thuần túy vũ phu bởi vì hắn chỉ chịu ngồi ở nơi hẻo lánh trên bàn người này cũng là từ tuyển bạn vong niên hảo hữu cái kia chính là năm cái rồi đúng là thiên hạ võ học người thứ nhất lâm giang tiên huống hồ từ tuyển con đường tu hành thực sự quá truyền kỳ sắc thái nghe đồn bạch ngọc kinh tam trưởng giáo lục trầm truyền thụ qua từ tuyển mấy tấm mùa chú huyền đô quan tôn hoài trung đã dạy trẻ tuổi quỷ tu một môn thân truyền kiếm thuật thậm chí đã liền hạo nhiên thiên hạ văn miếu a thánh đều vì từ tuyển chỉ điểm qua học vấn hơn nữa vị kia thiên hạ luyện đan người thứ nhất cùng với lâm giang tiên quyền pháp thế cho nên ngoại giới đều tại suy đoán cái này từ tuyển có phải hay không đạo tổ chính thức quan môn đệ tử tựa như một chương bài thi coi như là sớm biết rõ đáp án người từ tuyển tốt xấu cũng muốn đặt bút viết chữ a từ biến thành quỷ vật bắt đầu tính lên tại ngắn ngủn hai mươi mấy năm bên trong từ tuyển muốn gặp nhiều như vậy nhân vật lớn loay hoay tới đây sao chiêu ca nói ra tư mỹ lần này bái phỏng cần phiền toái nhã tương một việc diêu thanh mỉm cười nói tiền bối mời nói nhã tương diêu thanh chữ tư mỹ dựa theo trên núi đạo tuổi đến tính chiêu ca là hoàn toàn xứng đáng tiền bối số tuổi nếu so với diêu thanh trọn vẹn lớn hơn hơn nghìn năm chiêu ca nghiêm mặt nói ra cần mời ngươi rời núi một chuyến giúp đỡ hộ đạo diêu thanh gọn gàng dứt khoát nói ra địa điểm chiêu ca nói ra ngay tại lưỡng kinh sơn diêu thanh hỏi cụ thể canh giờ chiêu ca như chút được gánh nặng tạm thời chưa định chờ ta mật tín Diêu Thanh cười nói, ở đây cầu chúc từ tông chủ, khôi phục kham đạo hữu toại nguyện. Từ tuyển đứng lên, lui về phía sau ba bước, tất cung tất kính đi chắp tay lễ, trầm giọng nói, vãn bối ở đây tạ ơn Diêu tiên sinh. Nguyên bản không có ý định khách khí như thế chiêu ca, đành phải phu sướng phụ tùy, đứng dậy cùng Diêu Thanh nói lời cảm tạ một câu. Vị kia đạo hiệu thái âm 14 cảnh nữ tu ngô châu, cùng chiêu ca quan hệ vô cùng tốt, lúc trước tham gia xong trận kia tiệc cưới, Trước khi chuẩn bị đi, Ngô Châu đưa tặng cho Từ Tuyển một đạo luyện vật tiên quyết, lại thêm vào truyền thụ một môn sớm đã thất truyền quỷ tu thuật pháp. Phu quân Từ Tuyển là quỷ tu, mà tương lai vài tòa thiên hạ, mới tinh 14 cảnh đại tu sĩ ở bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ có một vị quỷ tiên, có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vì vậy Từ Tuyển chẳng những muốn tranh giành, hơn nữa nhất định phải động tác nhanh, nắm chặt đưa thân phi thăng cảnh, mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Kỳ thật có câu đã rất khá câu cửa miệng Từ Tuyển. Căn bản không có cái ý nghĩ này, nhưng mà tại trong chuyện này, đạo lưỡi Chiêu Ca cực kỳ kiên trì, vậy cũng chỉ có thể là phụ sướng phu tùy rồi. Nếu như mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một trận bế quan. Tại từ tuyển cùng Chiêu Ca cáo từ sau khi rời đi, Bạch Ngỗ cùng Diêu Thanh đứng ở dưới mái hiên, nàng nhẹ giọng hỏi, cái kia vương nguyên lục, cho là thật không đi quản. Diêu Thanh cười nói, Mỹ Ngọc không mài rũa. Bạch Ngỗ do dự một chút, còn là nhịn không được hỏi ra trong lòng cái kia nghi hoặc xem ra thích cổ lập tức có thể phá cảnh, phần này võ vận tặng, chúng ta chẳng lẽ muốn cự chi môn ngoài. Căn cứ gián điệp tình báo biểu hiện, ngư phủ vương triều bên kia, chu tuyển đều tự thân xuất mã. Thích cổ cũng không phải một cái lòng dạ sâu nặng thuần túy vũ phu, hoàn toàn trái lại, hơi có vẻ lỗ mãng, là một cái ưa thích trực tiếp đến trực tiếp đi đấy. Yêu ghét rõ ràng, nếu như quê hương bên này hơi chút lấy lòng một phen, phải không khó đưa hắn ở lại thanh thần vương triều đấy. Kỳ thật năm đó trong kinh thành trận kia phong ba, Bạch Ngẫu liền cùng thủ phụ đại nhân nắm giữ không đồng ý với ý kiến. Tại nàng xem đến, đại khái có thể thừa cơ mời chào Vương Nguyên Lục cùng Thích Cổ, hai người này không đến mức cùng triều đình huyên náo như vậy cứng. Đúng là ở đằng kia trận cực kỳ nguy hiểm trốn chết trên đường, Vương Nguyên Lục cùng Thích Cổ, năm đó từng người phá cảnh, một cái đưa thân nguyên anh cảnh, một cái đưa thân viễn du cảnh. Diêu Thanh nói ra, lá dụng vẫn luôn về. Bạch Ngẫu bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là lá dụng a. Diêu Thanh cười nói, mỏi mắt mong chờ ở đằng kia đôi danh chấn thiên hạ đạo lữ rời khỏi màu xanh ngô xem không bao lâu, liền có một vị nam tử, chậm rãi đi tới, dĩ nhiên là một vị tại thanh minh thiên hạ cực kỳ hiếm thấy tăng nhân. Đầu chọc, đi chân trần, đang mặc áo tím áo cà sa. Vị này trung niên tăng nhân, phong gò má mũi cao, vẻ bề ngoài cổ giã. Bạch ngẫu chỉ biết là cái này vân du bốn phương tăng, tên tục khương đừng, chứ đạo ẩn, pháp danh đỏ xanh. Đến nỗi khuôn mặt, mong rằng đối với phương thi triển thủ thuật che mắt, Bạch Ngẫu trong mắt chứng kiến, khẳng định cũng không phải là chân tướng. Hôm nay tăng nhân ngay tại kinh kỳ nơi ngói hòm quan tài tự ngủ lại chùa khác, đã đem gần 10 năm rồi. Vô luận là tên thật Khương Đừng, còn là cái kia đỏ xanh pháp danh, tại thanh minh thiên hạ không có bất kỳ danh khí, nhưng mà nhã tương diêu thanh rồi lại đối với kia cực kỳ lễ nặng. Bạch Ngẫu là thuần túy vũ phu, nhìn không ra đối phương đạo hạnh sâu cạn, muốn nói luận thiền nói Phật hiệu, nàng càng là rốt đặc cán mai. Thanh minh thiên hạ 14 châu, đối với Phật môn chùa miếu cùng nho ra thư viện quản thúc, cực kỳ nghiêm cách. Nhất là tăng nhân, muốn ra ngoài dạo chơi, đạt được qua cửa văn điệp, cần cùng triều đình tầng tầng báo cáo chuẩn bị, hơn nữa 89 phần 10 đều bác bỏ, dù là đạt được phê chuẩn, cụ thể hành trình, cũng cần cùng Bạch Ngọc Kinh báo cáo chuẩn bị lục đương. Rất nhiều vương triều, dứt khoát liền trực tiếp mệnh lệnh rõ ràng cấm bất luận cái gì tăng nhân nhập cảnh. Thậm chí có hai cái châu, trực tiếp cấm tiệt Chùa miếu, không cho phép tăng nhân truyền pháp. Tịnh Châu coi như là tương đối tương đối rộng rãi đấy, nhưng mà to như thanh thần vương triều, cũng chỉ có 16 tòa chùa miếu. Chẳng qua thủ phụ đại nhân lực bài chúng nghị, triều đình những năm gần đây bắt đầu tay chủ hoạch kiến lập hai tòa mới tinh chùa miếu. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, tăng nhân muốn thành lập chùa miếu, khả năng so với Hạo Nhiên Thiên Hạ bên kia thành lập tông môn còn khó hơn. Việc này cần Bạch Ngọc Kinh bên kia cho phép, vì thế Thanh Thần Vương triều hao phí không ít công đức, nghe nói đã liền cái kia bị Đừng Châu giễu cợt vì gật đầu hoàng đế bệ hạ, cũng khó khăn được cùng thủ phụ đại nhân hỏi thăm nguyên do áo tím tăng nhân chắp tay trước ngực nói khẽ tiểu tăng tới đây cùng diêu tiên sinh nói lời tạm biệt diêu thanh cười gật đầu đại hòa thượng trước khi rời đi nhớ kỹ dựa theo ước định vì ngói hòm quan tài tự lưu lại cái kia tổ la hán bích họa một tòa chùa miếu cũng không phải là tất cả tăng nhân cũng có thể được xưng là hòa thượng đấy chỉ có trụ trì thủ tọa ở bên trong đắc đạo cao tăng mới chịu được cái này kính xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay bạch ngẫu hơi hơi động tâm nàng đoán ra đối phương thân phận nhớ kỹ thanh minh thiên hạ có một vị cực kỳ thần bí cao tăng đỏ xanh hay tuyệt dung mạo thân phận biến ảo không chừng tự cho mình siêu phàm tự xưng lòng ta tức là phật lại tuyên bố tổ sư tây đến bản vô tình ý này tăng thực tế am hiểu hội họa la hán giống như mỗi có bút tích thực hiện thế chính là một trận tranh mua đừng nói là những cái kia chủ miếu chính là thiên hạ đều châu đế vương sắc kiến đạo gia cung quan đều nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng thực bản càng có nghe đồn, mỗi khi hạn úng lụt thiên tai, tà ma quấy phá, căn bản không cần địa phương đạo quan thiết lập hũ tác pháp, chỉ cần lấy ra la hán giống như, vô luận là cầu mưa, còn là lay động uế, đều bị linh nghiệm. Tăng nhân cười nói, 16 bức, 18 bức. Diêu Thanh cười nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tăng nhân nói ra, đã vẽ đã xong. Diêu Thanh cũng không thấy được kỳ quái, hỏi, kế tiếp muốn đi đâu? Tăng nhân nói ra, đi trước U Châu ngắm. Tuyết. Diêu Thanh chắp tay từ biệt. Tăng nhân mỉm cười gật đầu, cao giọng ngâm tụng lấy một quyển sách tại thanh minh thiên hạ được ưa chuộng nhét trên, bước nhanh mà rời đi, phong thái tuyệt luân, thân hình tiêu tán, thiên địa linh khí không hề rung động, qua trong giây lát liền không thấy tung tích. Bạch ngẫu trầm mặc một lát, hỏi, người này tu vi, Phật hiệu bên ngoài, kiếm thuật tinh tuyệt, một cái thẳng khí, trong nước vô song. Diêu thanh nói ra, một kiếm xương hàn 14 châu là hắn nói, cũng là nói hắn đấy, hẻm kỵ long cửa hàng áp tuế trưởng quầy thạch nhu cùng nhỏ người câm đang tại thức đêm đón giao thừa truy cập halayzi com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé bên cạnh tiệm thảo đầu sẽ phải càng náo nhiệt chút ít một đôi huynh muội triệu thụ hạ triệu loan một đôi sư huynh muội triệu đăng cao điền tử nhi một đôi thầy trò tóc trắng đồng tử diêu tiểu nghiên còn muốn cộng thêm một cái bị ngỗng trắng lớn lừa gạt đến thôi hoa sinh tóc trắng đồng từ lúc này chính dẫm ở trên ghế dài, lôi kéo hai họ triệu oản tù tí đâu rồi, lớn tiếng la hét hai anh tốt năm thủ lĩnh người cả sành đường các loại. trấn nhỏ đêm 30 Tết, có cái kia hỏi cơm tối tập tục, đều đốt đèn, mang lên cả bàn rượu và thức ăn, lão nhân cùng chúng phụ nhân sẽ trông coi một cái chậu than, không đi gõ cửa đi đi lại lại, chỉ còn chờ những cái kia thanh trắng số tuổi các hàng xóm láng giềng, tới cửa làm khách. Quê nhà líu lo buộc lại hán tử, sẽ ngồi xuống uống rượu dùng bữa oản tù tì, quan hệ bình thường đấy phần lớn ăn chén rượu liền đi cả đàn cả lũ bọn nhỏ vào phòng không ngồi xuống cùng những cái kia thủ nhà lão nhân chúng phụ nhân bắt chuyện qua dựa theo bối phận ra ra nãi nãi cô cô thím một chàng hô liền hướng trong túi bên cạnh giả bộ chút ít trái cây mía ngọt các loại chỉ chờ đêm khuya từng nhà mới có thể đóng cửa lại sau đó một sáng sớm làm nhất gia chi chủ các nam nhân liền lại muốn đúng hạn rời giường bởi vì hàng năm đều có bất đồng canh giờ có cái kia mở cửa đốt pháo quy củ chú ý dùng để từ cũ đón người mới đến. Đến nỗi mở cửa cụ thể canh giờ, thường thường đều là chấn nhỏ có chút các lão nhân cân nhắc đi ra đấy. Nghe nói trước kia chấn nhỏ mở việc hiếu hỉ cửa hàng mấy cái trưởng quầy, cũng rất hiểu những thứ này. Hôm nay những cái kia dọn đi châu thành người trẻ tuổi, nào có như vậy chú ý. Nghe nói một ít cái đã liền mở cửa, cũng làm cho quý phủ quản gia đại lao, phối hợp ngủ nướng. Tuy rằng hôm nay huyện Hòe Hoàng Thành bên này, mùi vị năm mới đâu là một năm so với một năm thanh đạm rồi, hầu như sẽ không người nào đi tới mọi nhà hỏi cơm tối rồi, chẳng qua hẻm kỵ long hai gian cửa hàng, còn là chiếu vào quy củ cũ, mở cửa bày biện rượu. Ngồi ở chậu than bên cạnh Thạch Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào bên kia, đã đến một vị khách quý. Một thân trắng như tuyết trường bào. Năm đó hẻm nê bình tống tập tân bên người tỷ nữ, chỉ khuê, hôm nay chân long vương chu, quý vị hạo nhiên thiên hạ tứ hải thủy quân một trong. Chẳng biết tại sao, vị này đông hải thủy quân, giờ phút này giống như tâm tình không tệ cửa hàng áp tuế bên trong sáng như ban ngày thạch nhu bạo gan cẩn thận cân nhắc một phen xưng hô đối phương một tiếng chỉ khuê cô nương cười nữa nói ngồi xuống uống chút rượu vương chu gật gật đầu vượt qua ngưỡng cửa ngồi ở bên cạnh bàn thạch nhu giúp đỡ rót rượu vương chu cầm lấy chiếc đũa trên bàn vẫn còn có một bàn thối cá mè gấp một đũa nhai nhai gật đầu nói tay nghề không tệ trước kia hẻm nê bình chính là cái người xa cơ thất thế tụ tập đau khổ địa phương bằng không chính là kiếm được tiền, sớm dọn đi nơi khác càng thêm rộng lớn đường phố. Dựa theo chấn nhỏ châm ngôn cách nói, nơi này chính là cái nước chảy chỗ, căn bản không giữ được người, cho nên mỗi khi đêm 30 Tết, cũng chỉ có ngõ hẻm bên kia, bởi vì có một xinh đẹp quả phụ, mới không còn nhường một cả ngõ hẻm cũng không có người đi ngang qua. Đại khái ở vào trong ngõ hẻm ở giữa giới liền nhau hai tòa nhà, nhưng thật ra là không ai tới cửa hỏi cơm tối đấy, nhiều nhất là đến gần đường đấy, hoặc là đi chỗ đó quả phụ nhà đấy, lúc này mới đi ngang qua hẻm nê bình rồi lại nhìn cũng không nhìn liếc một cái là đầy người suối quẩy tảo bà tinh điểm xấu một cái là có mẹ sinh không có cha dưỡng không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng hơn nữa một cái không rõ lai lịch tỷ nữ đều là vô thân vô cố đấy ai mà thèm tới cửa mà cái kia hai cái bạn cùng lứa tuổi giữa lẫn nhau cũng không gõ cửa tống tập tân lúc ấy mỗi lần đến rồi đêm 30 tết liền thường xuyên vừa giận dỗi khiến cho chị khuê dứt khoát đóng lại cửa sân thích tới hay không đại gia còn hiếm có hầu hạ các ngươi. Bên cạnh không như vậy, Thủy Trung mở ra cửa chính, nếu là trong ngõ nhỏ bên cạnh có tuyết động, còn có thể giúp đỡ đem chọn đầu ngõ hẻm tuyết động tụ lại đến góc chân tường, thuận tiện khách qua đường đám đi đường. Tống tập tân ngẫu nhiên nhàn rỗi nhàm, chán, liền ưa thích đứng ở cửa phòng cửa bên kia, bắt đầu quái gở nói chuyện, hơn nửa đêm đấy, mở cửa chờ quỷ đến A, bên cạnh tòa nhà bên kia bạn cùng lứa tuổi, cũng cũng không cãi lại. Về sau Trần Bình An nhận thức lưu tiện dương, sẽ cùng một chỗ vây quanh bếp lò gác đêm, Lưu Tiện Dương thường xuyên cố ý lớn giọng nói chuyện. Vương Chu quay đầu nhìn về phía cái kia đứng, ở sau quầy bên cạnh trên ghế đầu đứa nhỏ, này, ngươi tên là gì? Đang tại lật sách xem nhỏ người câm ngừng đầu, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải là đã biết sao, ta là cho ăn. Vương Chu cũng không cùng cái này tính khí rất trọng đứa nhỏ so đo cái gì, rất tốt đấy, gai nhỏ đầu nha, nàng cười cười, gắp một đũa đổ nhậu, tư vị không tệ, chính mình không có uổng phí đi một chuyến bò bình châu quê quán tổ trạch cửa sân bên kia đều thay đổi mới tinh phúc chữ cùng câu đối xuân rồi thạch nhu vội vàng hòa giải nói ra tên thật chu tuấn thần nhũ danh a man bình thường không quá ưa thích nói chuyện vì vậy có một nhỏ người câm tên hiệu là bùi tiễn đồ đệ vương chú nhắc lên sứ trắng chén rượu nhấp một miếng rượu cười nói bùi tiễn đồ đệ vậy ngươi chẳng phải là muốn hô trần bình an một tiếng sư tổ nhỏ người câm vốn là muốn nói một câu liên quan gì đến ngươi chỉ là thấy trưởng quầy thạch nhu hướng chính mình nháy mắt đứa nhỏ đành phải đem lời nuốt vào bụng giả câm vừa điếc cửa ra vào bên kia có một tóc trắng đồng tử khoanh tay trước ngực nghiêng dựa vào cửa phòng ở đằng kia chực 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 vương chu quay đầu cười hỏi ngươi là vậy mà nhìn không ra đối phương chân thật cảnh giới tóc trắng đồng tử cười lạnh nói nói ra sợ hù chết ngươi thử nhìn một chút ta là núi lạc phách tạp dịch đệ tử độc nhất phần vương chu cười tủm tỉm nhấc lên chén rượu cho ta lấy lại bình tĩnh trên núi tiên phủ bình thường có thể chia làm tổ sư đường đích truyền ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử cái gọi là đích truyền cũng chính là sư phụ cùng truyền đạo người tại tổ sư đường bên kia có tòa ghế giữa đấy ngoại môn chính là sư thừa cùng pháp mạch bình thường sư phụ không thể tại tổ sư đường bên kia ngồi xuống tham dự nghị sự ví dụ như núi lạc phách bên này nếu đương nhiệm người giữ cửa tiên úy hoặc là sầm uyên ki tuy rằng đều vào tễ sắc phong tổ sư đường kim ngọc gia phả nhưng bởi vì tại tễ sắc phong tổ sư đường bên kia không có cái ghế bọn hắn nếu hôm nay thu đồ đệ, cho dù là thân truyền, như cũ thuộc về đệ tử ngoại môn. Đến nỗi tạp dịch, chính là liền sư thừa đều tạm thời không có, thường thường là tiến vào núi, miễn cưỡng coi như là bắt đầu lên núi tu hành, nhưng mà tư chất không được, không cách nào bái sư. Tóc trắng đồng tử ngây ngang đi vào trong phòng, nhón chân lên, đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế dài, khoanh tay trước ngực, chăm chăm nhìn chăm chăm vào cái kia thân phận đặc thù trẻ tuổi nữ tử, mắt xách, mặt trái xoan, xinh đẹp là xinh đẹp, chính là lạnh điểm, Vương Chu thần sắc tự nhiên, uống một mình tự uống, kẹp mấy chiếc đũa đồ nhậu. Tóc trắng đồng tử hỏi, nghe nói ngươi cùng chúng ta ẩn quan lão tổ là nhiều năm hàng xóm. Vương Chu ừ một tiếng. Tóc trắng đồng tử lấy tiếng lòng cười hỏi, có nghĩ tới hay không, man hoang thiên hạ đi không được, đổi thành thanh minh thiên hạ thì như thế nào đâu. Cây chuyển động thì dễ chết, người chuyển động thì sống nha. Vương Chu khẽ nhíu mày, là ý của hắn. Năm đó nàng nhịn xuống không có thông qua quy khư đi hướng man hoang thiên hạ, đúng là từng có một phen tâm cảnh dày vò đấy sự thật chứng minh không có trong lòng còn có may mắn là một cái chính xác lựa chọn bằng không thì hôm nay chính mình đoán chừng sẽ phải cùng cái kia đại yêu ngưỡng chỉ làm bạn tại lão quân lò luyện đan bên kia khui rượu cửa hàng hoặc là bị đám đó lén lén lút lút dưỡng long sĩ nhất mạch tu sĩ đem quy khư một chỗ bố trí xuống một chương lưới đánh cá bắt tại trận tóc trắng đồng tử liếc mắt ẩn quan lão tổ sự vụ nặng nề bận bịu đến bận bịu đi đều là bận rộn một ít tùy tùy tiện tiện có thể ảnh hưởng thiên hạ xu thế việc lớn, há có thể để ý loại này hạt vừng việc nhỏ. Ta chính là thuận miệng nhắc tới, chém long nhân Trần Thanh Lưu, tuy nói không phải là 14 cảnh thuần túy kiếm tu, nhưng tốt xấu là một cái hàng thật giá thật 14 cảnh này. Đợi đến lúc một trận trận chiến đánh xong, chuyện thiên hạ rồi, lấy hắn hợp đạo phương thức, phải không quá nguyện ý chứng kiến người đấy. Trần Thanh Lưu đã từng lập nhiều chí nguyện to lớn, muốn dạy thiên hạ không chân long trong này thì có cái lỗ thủng có thể chui chúng ta hạo nhiên thiên hạ không có, nhưng mà thanh minh thiên hạ có thể có gì, miễn cưỡng có thể không cùng Trần Thanh lưu đại đạo xung đột rồi, đến đó bên cạnh, chỉ khuê cô nương sẽ tìm tùy tiện mấy cái chỗ dựa, ừ, nói cho đúng đến, là lẫn nhau vì chỗ dựa, minh hữu nha, mọi người hào hào mưu đồ một phen, đem nào đó đầu sông lớn đổ ra biển làm nương nhờ chỗ, ngày nào đó đưa thân 14 cảnh, còn sợ cái, kia vượt qua thiên hạ mà đến chém long nhân. Đều nói cường long không áp địa đầu xà, như vậy một cái sang sông con rắn mà thôi, có thể không sợ địa đầu long. Hạo nhân thiên hạ cùng thanh minh thiên hạ đại tu sĩ, đi tới đi lui tại hai tòa thiên hạ, là muốn dựa theo văn miếu lễ thánh cùng Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo đính lập quy củ, ép cảnh dưới đấy. Vương Chu mỉm cười lắc đầu, dù là đồng dạng là 14 cảnh tu sĩ, chỉ cần đối phương là chém long người, ta liền không hề phần thắng, chỉ cần không chạy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù tại coi như nhà mình đạo tràng Đông Hải Thủy Vực, lại đưa thân 14 cảnh, vương chu tự nhận chống lại vị kia chém long người như cũ không có đánh duy nhất chỗ tốt là thân là văn miếu sắc phong tứ hải thủy quân một trong trần thanh lưu không dám tùy tiện hỏi kiếm thủy phủ tối tăm bên trong vương chu chắc chắc một chuyện không riêng gì chân long tăng thêm thế gian những cái kia huyết thống pha tạp hỗn tạp phần đông giao long chi thuộc còn muốn tăng thêm vài tòa thiên hạ tất cả thủy tộc tinh quái thủy tiên chi lưu càng lớn đến là chủ tu thủy pháp luyện khí sĩ chỉ cần chống lại vị kia chém long công thành Thân phụ nào đó đại khí vận Trần Thanh Lưu, đều bị thiên nhiên đại đạo áp thắng, nếu có chém giết, quả thực chính là một đầu đụng vào trên mũi kiếm đi kết cục. Đơn giản mà nói, đối mặt ba người này, Trần Thanh Lưu hoàn toàn có thể coi là một vị 14 cảnh thuần túy kiếm tu, một khi xuất kiếm, chính là chém dưa thái rau bình thường. Tóc trắng đồng tử nhíu mày không nói, thần tình ngưng trọng lên, nhìn qua là ở cân nhắc cái gì rất lớn nan đề, kỳ thật cũng chỉ là ở oán thầm không thôi. Thế nào cái cùng gián điệp tình báo trên tin tức không giống nhau đâu rồi, chớ không phải là tiểu mễ lạp tin tức có sai, báo cáo lão quân tình rồi hả? Không đều nói ẩn quan lão tổ cái này hẻm nê bình hàng xóm, ánh mắt sinh trưởng ở lông mi bên trên đấy, vì sao như vậy tự mình biết rõ. Mà thôi mà thôi, làm cái kia thuyết khách, xác thực không phải ta sở trường. Tuế trừ cung tiểu bạch, mới là cái loại này chia rẽ người thạo nghề. Tại dạ hàng thuyền bên kia, người nào đó giận dò qua nàng có thể thuyết phục vương chu đi hướng thanh minh thiên hạ quán tức lâu tu đạo là tốt nhất khuyên không nổi liền tùy ý rồi dựa theo người nọ lời nói dù sao vương chu coi như là đi thanh minh thiên hạ đối với tuế trừ cung mà nói sự hiện hữu của nàng cũng là gân gà ngoại trừ giúp đỡ tụ lại thủy vận một chuyện bên ngoài nàng đã định trước không thể giúp cái gì đại ân vừa nghĩ tới ngô xương hàng tóc trắng đồng tử vội vàng nâng lên chén rượu một cái nhịn uống rượu lấy lại bình tĩnh luyện khí sĩ không sợ tâm ma của mình thiên ngoại ma ngược lại sợ vị này luyện khí sĩ, loại này tai nạn xấu hồ truyền đi, vẫn không thể bị người cười đến rụng răng. Vương Chu đột nhiên hỏi, nghe nói thanh minh thiên hạ bên kia, có một đại tông môn gọi là Tuế Trừ Cung, mép nước có tỏa quán tức lâu. Tóc trắng đồng tử ngẩn người, chuột dạ nói, ta là hạo nhiên thiên hạ sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, đối với cái kia thanh minh thiên hạ cái gì Tuế Trừ Cung không quen a? À. Vương Chu cười trừ, tóc trắng đồng tử tâm sự nặng nề, thử dò hỏi, không đầu không đuôi đấy, ngươi hỏi cái này làm chi?" Vương Chu nhấc lên chén rượu, cười nói, "Không trò chuyện những thứ này phiền lòng sự tình, nếu như vừa thấy hợp ý, vậy uống rượu." Tóc trắng đồng tử nhấc lên chén rượu, nhẹ nhàng va chạm một cái, đi một cái. Tóc trắng đồng tử đối đãi Vương Chu trong ánh mắt có loại hai ta đều tốt thảm đồng bệnh tương liên. Vương Chu phát giác được loại này tâm tình, ít thấy không có sinh khí, giống như bị một cái tự xưng là núi lạc phách tạp dịch đệ tử đáng thương, không đáng tức giận. Vương Chu uống rượu xong, đi ra gian phòng này cửa hàng áp tuế, tại hẻm Kỵ Long bên này, người bậc mà lên. Nàng chậm rãi lên cao, có chút hoài niệm rời khỏi trấn nhỏ trước trời giá rét thời tiết, nàng cũng sẽ đẩy tay nứt ra, vì vậy mỗi lần đi ra cửa giếng thiết tỏa bên kia múc nước, nàng đều chỉ để hơn nửa thùng nước, lảo đảo, đến rồi hẻm Nê Bình, đổ vào vạc nước, không sai biệt lắm cũng liền vừa vặn chỉ còn lại có nửa thùng nước. Về sau, một lần cuối cùng gặp mặt, có người đã từng lưu lại một câu cùng loại lời tiên tri mà nói, trèo lên quán tức lâu trời cao đất rộng, xuống quán tức lâu bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Người này, vẫn từng vì nàng tiết lộ qua trời cơ, dạy nàng như thế nào ứng đối vị kia tái khởi đại đạo chi tranh chém long người. Giống như bất kể là đi là lưu lại, nàng đều có lựa chọn. Hơn nữa cuối cùng, người kia cười nói, về sau thực gặp cái loại này tự nhận không qua được khảm, liền đi tìm hắn tiểu sư đệ, đã nói là tề sư huynh thỉnh cầu. Vương Chu Tâm tình có chút bực bội, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía hẻm kỵ long phía dưới liền nhau hai gian cửa hàng. Trong phòng ngọn đèn tuôn ra cửa hàng, dù là chưa từng có đường người đi đường, như cũ, yên lặng chiếu sáng trong ngõ nhỏ đường ban đêm. Nàng không thích này tòa trường tư bên trong tiếng đọc sách cùng người nào đó đạo lý, không thích hẻm nê bình bên cạnh người kia hào tâm hiền lành ý, không thích cái kia một lớn một nhỏ, trên người bọn họ cái loại này không có sai biệt không quan hệ, kỳ thật khá tốt, từng hôm nay ngày hôm qua đều chưa từng sống uổng, từng ngày mai đều là hôm nay hy vọng có thể là nàng không biết như thế nào ưa thích vì vậy cố ý giả vờ chán ghét có thể là biết rõ có chút đạo lý chỉ là làm không được không dám chán ghét chính mình mềm yếu đành phải chán ghét những cái kia hiểu rõ người tựa như lớn mùa đông trong một cái nhà người ta than lồng chỉ có thể che nóng hai tay một lát sẽ phải trả nợ núi lạc phách cửa sơn môn hôm nay tới đây điểm danh hương khói tiểu nhân cùng tiên úy đạo trưởng uống cái say rượu lung la lung lay bò qua đạo kia cửa phòng hạm kết quả đến rồi tòa nhà cửa chính bên kia tiểu gia hỏa nhịn không được mắng một câu, chỉ có thể lần nữa như chui vào chuồng chó bình thường, nằm dạp xuống trên mặt đất, bò qua cửa chính khe hở, vỗ vỗ bụi đất, cái kia kỳ đôn sơn thổ địa ra dưới trứng lâu la bạch hoa con rắn, vẫn còn ở xa xa đang chờ đâu. Kết quả nhìn thấy một vị tướng mạo nho nhã người đọc sách, tuổi không lớn lắm, nhìn 30 tuổi xuất đầu đi, liền đứng ở chân núi bên kia ngẩn người. Áo đỏ đồng tử một đường chạy vội đi tới, ngăn tại sơn môn cổng đá chính giữa, cất cao giọng hô, ngươi người nào a? À? không đợi đối phương trả lời, cảm thấy cùng người ngừa đầu nói chuyện, cổ quá mệt mỏi, áo đỏ đồng tử vội vã quay người chạy lên mấy cấp bậc thang, hai tay chống nạnh, tiểu gia hỏa nghiêm trang nhắc nhở, cũng không thể tự tiện xông vào sơn môn a, hôm nay chúng ta núi lạc phách không đợi khách đấy, ngươi muốn là tới trên núi tìm ai, được đi trước tiên úy đạo trưởng bên kia báo cáo chuẩn bị. Thư sinh cười tự giới thiệu mình, ta là Lý Hy Thánh, đến từ trấn nhỏ bên kia phố Phúc Lộc, là Lý Bảo Bình huynh trưởng. Hương khói tiểu nhân trợn mắt há hốc mồm, Tim gan run rẩy cái gì? Dĩ nhiên là chúng ta lý tổng đà chủ huynh trưởng. Tuy nói đối phương không ở quan trường pha trộn, nhưng mà gánh không được đối phương trong chiều có người A. Nếu như lai lịch lớn như vậy, đi ra ngoài thế nào cái không đồng nhất đường khua chương gõ trống để pháo đâu? Áo đỏ đồng tử vừa chạy lên đài dai, lập tức hấp tấp chạy xuống bậc thang, một lần nữa trở lại cửa sơn môn bên kia, làm một cái lớn ấp, cung kính môn phần nói, nho nhỏ quê quán ở đằng kia man đầu sơn thổ địa miếu hôm nay tại châu miếu thành hoàng bên kia người hầu kiếm miếng cơm ăn nhận được chúng ta núi lạc phách chu hộ pháp thưởng thức thẹn vì hẻm kỵ long hữu hộ pháp ở đây bái kiến lý đại nhân vinh hạnh đã đến không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón lý hy thánh cười nói ta cùng với trần sơn chủ là quen biết cũ cũng không cần đã quấy dày tiên úy đạo trưởng đọc sách rồi ta đối với núi lạc phách coi như quen thuộc có thể tự hành lên núi áo đỏ đồng tử lập tức tại trong lòng tính toán suy nghĩ một phen, cảm thấy nếu là Lý Tổng Đà chủ huynh trưởng, lại cùng Trần Sơn chủ là bằng hữu cũ, tại tiên úy bên kia không ký danh liền lên núi, giống như cũng không tính hư mất quy củ. Áo đỏ đồng tử thử dò hỏi, Lý Đại Nhân, cho nho nhỏ giúp đỡ dẫn đường. Sau đó lên núi trên đường, được ám chỉ một phen Lý Đại Nhân, trở lại cho chúng ta Lý Tổng Đà chủ nói tốt vài câu. Ha ha, đến lúc đó đừng nói hẻm kỵ long luôn hộ pháp rồi, làm cái cùng Lý Hoè địa vị ngang nhau nhỏ đà đà chủ, cũng không phải si nhân nằm mơ đấy. Tiên úy mở ra cửa chính, khoác trên vai quần áo mà ra, tốt xấu là một cái tu hành người trong, cửa sơn môn bên này động tĩnh, tiên úy còn là đã nhận ra. Áo đỏ đồng tử đâu vội vàng giúp đỡ vị kia lý đại nhân giới thiệu thân phận, miễn cho canh cổng tiên úy mắt vụng về, lũ lớn cuốn trôi miếu long vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Hy Thánh cười mời nói, tiên úy đạo hữu, cùng nhau lên núi. Tiên úy vội vàng cự tuyệt nói, gác đêm đọc sách, phải đi về đọc sách chỉ cảm thấy cái này một bộ mặt lạ hoắc người đọc sách, thiệt tình cái giá không nhỏ, hơn nửa đêm gõ cửa thì thôi, lại vẫn nghĩ lôi kéo chính mình cùng một chỗ leo núi. Nghĩ cái gì đâu rồi, nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu đấy. Nho sinh Lý Hy Thánh trên mặt vui vẻ, cùng vị kia trẻ tuổi đạo sĩ chắp tay thì lễ hành lễ. Đạo sĩ tiên úy thản nhiên chịu chi, chỉ là có qua có lại, liền trở về một cái đạo môn chắp tay. Dương ra tiệm bán thuốc hậu viện, nhũ danh son phấn tô điếm, vị nữ tử này vũ phu, một thân một mình trông coi trống rỗng tiệm bán thuốc hậu viện sư đệ thạch linh sơn trở về hẻm đào diệp trong nhà tô điếm cũng không thấy được cô đơn lạnh lẽo buồn khổ gì gì đó từ nhỏ thành thói quen nhiều người ngược lại cảm thấy không được tự nhiên tiệm bán thuốc là trước khách điếm sau phường kiểu dáng thuốc tiên phơi nắng dược liệu đều tại hậu viện chính phòng bên kia là dương lão đầu chỗ ở đông xương phòng giam giữ cửa bình thường chỉ có lý hòe hồi hương đến bên này dạo chơi dương lão đầu mới có thể mở ra cửa phòng chỉ có tây xương phòng sớm dọn ra đến cho tôi điếm sân nhỏ nơi hẻo lánh còn có phức tạp vật phòng bên trong chất đống các loại lão vật bình bình lọ lọ đấy cửa phòng chìa khóa để lại cho tôi điếm sư phụ đã từng giao cho qua nàng đợi đến lúc lần sau lý hoè về quê liền cùng lý hoè lên tiếng kêu gọi nói trong phòng ra hỏa cái một đống lớn cũ kỹ vật đều lưu cho hắn là bán là đưa đều tùy ý cùng phía bắc chính phòng tương đối phía nam dưới mái hiên bày đặt một đầu dài băng ghế tôi điếm cũng không đi ngồi bình thường cũng không cho phép sư đệ tùy tiện ngồi ở đó nàng tựa như trông coi một tòa lão cửa hàng cũng giúp đỡ sư phụ trông coi một ít quy củ cũ tô điếm là một cái vũ si chẳng qua tối nay nàng rồi lại ít thấy không có cũng chỉ là ngồi ở trên ghế bên cạnh ngẩn người hai chân dẫm ở chậu than ven bên trên nghĩ đến một ít chuyện cũ rốt cuộc lấy lại tinh thần tô điếm cúi đầu khom lưng duỗi ra ngón tay nắn vuốt bị lò lửa nướng đến hơi hơi nóng lên ống quần tiệm bán thuốc cửa chính hờ khép có người đẩy cửa vào Xuyên qua trước khách điếm, vén rèm xe lên, nam nhân trẻ tuổi hô một tiếng, "Sư tỷ." Sương phòng bên này tôi điếm đáp một tiếng, là sư đệ Thạch Linh Sơn đến gõ cửa rồi. Thạch Linh Sơn vào phòng, chuyển đầu ghế dài, ngồi ở chậu than một bên, tôi điếm cười nói, "Hỏi cơm tối đã hỏi tới tiệm bán thuốc, ngươi cũng không chê suối quẩy." Thạch Linh Sơn thò tay sưởi ấm sưởi ấm, cố ý giả ngu, "Còn có cái này chú ý." Trong nhà là náo nhiệt chút ít, bốn đời cùng đường, tổ trạch tại hẻm đào diệp môn hộ, đều nghèo không đi nơi nào chỉ là Thạch Linh Sơn còn là lo lắng sư tỷ một thân một mình, tại tiệm bán thuốc bên này quá lạnh thanh. Hắn biết rõ sư tỷ từ khi cái kia sống nương tựa lẫn nhau thúc sau khi qua đời, tại chấn nhỏ liền vô thân vô cố rồi, giống như liền cái như thường ngày hỏi han ân cần vài câu nghèo thân thích đều không có. Thạch Linh Sơn từ trong tay áo lấy ra một bao cửa hàng áp túi bánh ngọt, cười nói, hẻm kỵ long bên kia, thạch trưởng quỹ cho. tôi điếm do dự một chút, còn là thỏ tay tiếp nhận một giấy dầu bao bánh ngọt, ngươi thật đúng là đến hỏi cơm tối rồi hả? Tại 30 Tết đêm giao thừa hôm nay hỏi cơm tối, phố Phúc Lộc cùng hẻm Đào Diệp đấy, cùng cái này hai con đường ngõ hẻm bên ngoài người, một trời một vực, bình thường chắc là sẽ không qua lại đi đi lại lại đấy. Năm đó, chấn nhỏ, phố Phúc Lộc cùng hẻm Đào Diệp bên kia, có bốn họ mười tộc. Trước kia trấn nhỏ nhà cao cửa rộng nhà giàu, tứ đại họ, lưu lý triệu tống. Một mực này đây Lô Thị cầm đầu, bởi vì Lô Thị Vương Triều Tại bị diệt trước, từng là đại ly tống thị mẫu quốc, mà Lô Thị khai quốc hoàng đế, liền cùng phố Phúc Lộc Lô Thị có ngàn vạn lần nguồn gốc. Ngoài ra cùng loại viên, tào, tạ tà ở bên trong 10 tộc, tổ tiên đều xuất hiện nhân vật lớn, bọn hắn rời khỏi ly châu động thiên sau đó, đều từng dương danh lập vạn, ví dụ như bị coi là đại ly trung hưng chi thần tào hãng, viên giới, tạo ra được hôm nay đại ly triều đình hai đại thượng trụ quốc dòng họ. Ngoài ra còn có năm bà Sa Châu kiếm tiên Tào Hy, cùng với Bắc Câu Lô Châu thiên quân tạ thực trở. Chỉ nói một cái hẻm nê bình, thì có ẩn quan Trần Bình An, đại ly phiên vương tống tập tân trịnh cư trung đệ tử đích truyền cố sán bên kia còn là nam bà sa châu này tòa trấn hải lâu đóng giữ kiếm tiên tào hy tổ trạch chỗ mà tô điếm ngoại trừ tiệm bán thuốc bên này quan hệ tại quê hương trấn nhỏ bên này duy nhất được xưng tụng người quen biết chỉ có một gọi là hồ phong đấy so với nàng lớn tuổi mấy tuổi hồ phong trong nhà trước kia là mở việc tăng lễ cửa hàng đấy hắn cũng sẽ thường xuyên đi theo ông nội cùng một chỗ làm cái kia làm công nhận làm chút ít gạch ngói thợ mộc việc hoặc là đi khắp mọi nơi giúp đỡ mài đao. Chẳng qua Hồ Phong cũng rời quê rồi, có thể đã Hồ Phong tính ở lại đây bên cạnh, tôi điếm cùng hắn cũng không có gì có thể nói chuyện. Thạch Linh Sơn cười nói, ngươi đoán ta vừa rồi tại hẻm Kỵ Long bên kia, nhìn thấy người nào? Tôi điếm giữ im lặng, nho nhỏ nhai lấy bánh ngọt, dù sao thấy được người nào, đều không đáng được ngạc nhiên. Nhiều năm trước, hẻm Kỵ Long bên kia thường xuyên sẽ có một cái rối bù, xanh sao vàng vọt tiểu cô nương, giả vờ trong lúc vô tình đi ngang qua cái kia hẻm Kỵ Long đi được rất chậm, nhẹ nhàng lau nước mũi, nghe bánh ngọt mùi thơm, nữ hài bụng càng đói bụng đến phải xì si xào gọi là. Khi còn nhỏ nằm mộng cũng muốn mỹ vị bánh ngọt, còn có tiệm vải trong kia chút ít màu sắc rực rỡ vải vóc, đều từng khiến cái kia đói khổ lạnh lẽo nữ hài, cảm thấy là trên đời nhất xa không thể chạm thứ tốt, nhưng mà nhịn đến sau khi lớn lên, đỉnh đầu đã có tiền, chẳng biết tại sao, ngược lại giống như nửa điểm không niệm suy nghĩ. Thạch Linh Sơn nói ra, xa xa nhìn nàng một cái, hình như là hẻm kỵ Long Vương Chu trước kia là cái gần trong găng tất chấn nhỏ đồng hương, hôm nay nhưng là cái xa cuối chân trời đại nhân vật. Tô điếm chỉ là ừ một tiếng, dù sao không phải là người một đường, nàng đối với mấy cái này đồng hương phú quý phát tích, cũng không có hứng thú. Hôm nay cũ Long Châu, mới sử Châu, là một châu công nhận tàng long ngọa hổ nơi, kỳ nhân dị sĩ tụ tập, có thể tại tô điếm xem ra, so với dĩ vãng, căn bản không cách nào so sánh được. Sớm nhất một đám người nơi khác, tại phía tây dãy núi mua sắm đỉnh núi trên núi tiên phủ, chỉ cần trên đường không có qua tay bán đồ bán tháo hôm nay đều được coi là cái tài nguyên rộng rãi tiến trậu châu báu lại về sau chính là một ít cái tin tức linh thông nghe hỏi chạy tới tu sĩ cùng dân chúng địa phương mua sắm trong trấn nhỏ bên cạnh tổ trạch hoặc là giá cao vào tay những cái kia từ sông long tu bên trong nhặt được đá xà đảm trên tường khảm lấy đồng xanh kính cùng với tiền cổ tệ đồ sứ các loại lão vật giống như trong vòng một đêm tất cả không thứ đáng giá đều trở nên vô cùng quý giá đứng lên duy nhất trở nên không đáng tiền, ngược lại mà lại là những cái kia đời đời, vất vả tích góp từng tí một đứng lên bạc vụn, hoặc là từng nhà lấy ra ẩn giấu đồ trang sức. Hôm nay không ít tại trấn nhỏ bên này may danh ẩn tích luyện khí sĩ, quanh năm suốt tháng, du rú trong nhà, đem những cái kia rách nát tòa nhà trở thành tu hành đạo tràng. Bọn họ hộ tịch cùng trên núi Gia Phả, âm thầm đều về long tuyển quận hầm lò đốc tạo thự quản lý, đến nỗi huyện Hòe Hoàng Nha bên kia, Thủy Trung không rõ ràng lắm những thứ này trên núi thần tiên thân phận bối cảnh dù sao cũng không có người nào gây chuyện. So với bình thường thị trấn, quả thực chính là cái đường không mất đi địa phương, thế cho nên huyện Nha Chính vụ thanh minh được tột đỉnh. Tại Châu Thành bên kia mỗi năm đều là loại ưu nhận xét, dù sao liền cái leo tường đi trộm kẻ giặc đều không có, chớ nói chi là cái loại này chuyện nhà lông gà vỏ tỏi tranh chấp rồi. Thiên địa linh khí, sơn thủy khí vận, pháp bảo linh khí, đám này mắt sắc, ra tay còn nhanh sứ khác tu sĩ, xác thực đều kiếm đến rồi, đều có thu hoạch, hầu như không người hai tay thất bại chỉ nói một chuyện, đã từng có người đi hướng màn trời, cùng vượt cảnh vi phạm lệnh cấm viễn cổ thần linh đệ quyền, vì bò Bình Châu đã mang đến mấy trận màu vàng mưa to, tuy nói hầu như đều bị Bắc Nhạc Ngụy Sơn quân bỏ vào trong túi rồi, tuy nói nhìn qua là núi Phi Vân một nhà được lợi, có thể Ngụy Bách dù sao cũng là một châu sơn quân, toàn bộ Bắc Nhạc hạt cảnh hãy theo nước lên thì thuyền lên, sơn thủy khí vận trở nên nồng hậu dày đặc, thiên địa linh khí sẽ càng dồi dào. Tại huyện Hoè Hoàng Thành cùng phía tây dãy núi giữa ẩn cư người tu đạo, ăn sông uống đường, ăn no bụng, cái này hơn 20 năm gần đây, thỉnh thoảng thì có tu sĩ lặng yên phá cảnh. Thạch Linh Sơn thuận miệng hỏi, sư tỷ, ngươi nói chúng ta cái này một môn, đến cùng có mấy người a? À? Dựa theo bọn hắn cái này nhất mạch bối phận phân chia, ra phả lại đơn giản chẳng qua, dù sao liền một cái dạy quyền sư phụ, bên ngoài, tôi điếm cùng Thạch Linh Sơn, bên trên còn có hai cái sư huynh, chỉ là Lý Nhị cùng Trịnh Đại Phong, một cái chuyển nhà đi Bắc Câu Lô Châu, một cái đi ngũ thải thiên hạ, đến nỗi có còn hay không kia sư huynh của hắn sư tỷ, một mực là một câu đố. Dương lão đầu không thích để cái này, Thạch Linh Sơn đã từng hỏi, kết quả đã trúng một lần độ ập xuống thoá mạng, Dương lão đầu luôn luôn như thế, hoặc là dứt khoát không mở miệng, nếu không mới mở miệng đã nói lời nói rất khó nghe. Mắng Thạch Linh Sơn người đệ tử này, nghĩ như vậy đi bên ngoài nhận thức sư huynh, là muốn đi nâng cái chân thúi, còn là hẻm đào diệp thạch ra bị đói ngươi rồi, cứ phải chạy tới nhà khác đòi hỏi một cái nóng hổi cướp ăn. Đánh cái kia sau đó, Thạch Linh Sơn cũng không dám hỏi lại nửa câu rồi. Tô Điếm suy nghĩ một chút, nói ra, cụ thể có mấy người, sư môn trên gia phả tổng cộng mấy người, hôm nay trên đời lại có mấy cái, ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà ngoại trừ lý, trịnh hai vị sư huynh, xác thực còn có những người khác. Thạch Linh Sơn ngẩng đầu, tràn ngập tò mò thần sắc. Tô Điếm lắc đầu nói, ta biết rõ hai cái sư huynh sư tỷ tên, nhưng mà sư phụ chưa nói được hay không được tiết lộ bọn họ thân phận, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Trong phòng sư tỷ đệ hai cái, tính tình rất không giống nhau, tại Thạch Linh Sơn xem ra, sư phụ chưa nói không thể đấy, chính là có thể. Nhưng mà tại sư tỷ Tô Điếm bên này, nhưng là sư phụ chưa nói cũng được, chính là không thể. Tô Điếm đột nhiên nói ra, ta ý định dựa theo sư phụ phân phó, qua hết cái này năm, đợi đến lúc Lý Hoài trở về, bản giao hắn chút ít sự tình, ta liền đi ra ngoài đi xa một chuyến. Thạch Linh Sơn hỏi, sư tỷ chuẩn bị đi chỗ nào? Đi xa là bao xa? Là châu khác cổ chiến trường di chỉ? hắn cùng với sư tỷ, hôm nay còn không có rời đi bảo bình châu đâu. Chấn nhỏ trẻ tuổi, giống, như một cái so với một cái ưa thích đi xa nhà. Tô điếm biết rõ người sư đệ này đã hiểu lầm, giải thích nói, lần này ta ý định một mình rèn luyện, sẽ không mang ngươi rồi. Thạch Linh Sơn thất vọng, nhưng mà cũng không có dây dưa, bởi vì hiểu được sư tỷ tính khí, ngang bướng rất, nàng nhận định sự tình, sẽ không sửa lại. Tô điếm ít thấy có một khuôn mặt tươi cười, lần sau gặp trước mặt, mời ngươi uống rượu. Thạch Linh Sơn chỉ lo vui vẻ, ngây ngốc cười. Mời người khác uống rượu mừng, thì tốt hơn. Nam nhân trẻ tuổi nhưng không có phát hiện, cúi đầu sư tỷ, cái kia trương bị lửa than chiếu dọi kiều diễm khuôn mặt, giữa lông mày có chút thương cảm. Một cái lạc quan, một cái bi quan. Cái trước trong mắt, tất cả đi xa, là vì gặp lại ngày. Cái sau xem ra, tất cả gặp gỡ, đều là ly biệt làm nền. Lần này ra ngoài rèn luyện, đợi đến lúc tôi điếm tại hạo nhiên thiên hạ bên này đưa thân viễn du cảnh, nàng sẽ đi tìm một cái sư huynh tên là tạ mới ư ừ, đối phương tại phía xa thanh minh thiên hạ dựa theo sư phụ lời nói cái này tạ sư huynh hôm nay lăn lộn được không tệ chẳng qua thay đổi tên không hề gọi là tạ mới ân chỉ là nghe sư phụ khẩu khí tôi điếm đoán được tạ sư huynh ở đằng kia tòa thiên hạ đã tích lũy xuống một phần không nhỏ gia nghiệp sư phụ mỗi lần nói đến bọn hắn những thứ này đồ đệ bình thường đều cái gì tốt sắc mặt đấy cho dù là đề cập đã là chỉ cảnh vũ phu sư huynh lý nhị cũng không có khuôn mặt tươi cười sư phụ lưu cho vị kia nghe tên nhưng không biết mặt tạ sư huynh vài câu lời nhắn, khiến tô điếm giúp đỡ gửi lời nói. Đại khái ý tứ, chính là khiến tạ mới ư thấy sư muội tô điếm sau đó, cùng loại thay sư phụ thụ nghiệp, vì nàng truyền thụ quyền pháp cùng kiếm thuật, sau đó chờ tô điếm đưa thân sơn điên cảnh, sẽ giúp lấy sư muội ở bên kia khai sơn lập phái, như vậy cắm rễ, tự lập môn hộ, khai chi tán diệp, ở đằng kia sau đó, hai bên liền đường ai nấy đi, đối ngoại không muốn để lộ ra hai bên đồng môn quan hệ, đến nỗi tôi điếm như thế nào đi hướng thanh minh thiên hạ, lại nên đi nơi nào tìm kiếm tạ sư huynh, sư phụ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thạch Linh Sơn tò mò hỏi, sư tỷ, cái kia Lý Huệ rút cuộc là lai lịch gì a? À? Nghe nói vị kia trẻ tuổi ẩn quan, đã từng đưa cho Lý Huệ một cái tên hiệu, khôn nhà dạy trợ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Như vậy tại đây tòa trấn nhỏ, có thể khôn nhà dạy trợ người, Lý Huệ thật sự độc nhất phần rồi. Tôi điếm lắc đầu nói, dựa theo trên núi lời nói, Lý Hoè bản thân không có lai lịch gì, cũng chỉ là một cái bình thường nhất chẳng qua mắt thường phàm thai. Bất quá bọn hắn sư phụ, đối với Lý Hoè thật sự là đích thân cháu trai đối đãi đấy. Chỉ là loại chuyện này hâm mộ không đến. Thạch Linh Sơn tại phòng ngồi bên này ước chừng nửa canh giờ, cáo từ rời đi, tôi điếm đưa đến cửa tiệm thuốc, đợi đến lúc sư đệ thân ảnh biến mất tại đường phố góc rẽ, nàng lúc này mới đóng cửa một lần nữa trở lại hậu viện ngơ ngẩn nhìn xem dưới mái hiên cái kia ghế dài nghe sư huynh trịnh đại phong đã từng nói qua này dài băng ghế ở chỗ này đặt thả rất nhiều rất nhiều đầu năm không có người số tuổi lớn hơn nó một lần cuối cùng nhìn thấy sư phụ lão nhân như cũ ngồi ở chính cửa phòng ngoài trên bậc thang cầm trong tay tẩu thuốc dài hút mây nhà khói sư phụ nói một câu khiến tôi điếm nghe không rõ ngôn ngữ lão nhân dùng tẩu thuốc dài nhẹ dập bậc thang lại để lên tẩu thuốc dài chỉ chỉ cái kia ghế dài, nói cái kia ghế gỗ, chính là chúng ta. Thấy Tô Điếm muốn nói lại thôi, lão nhân nói tương lai nếu có cơ hội, tại thanh minh thiên hạ bên kia gặp gỡ, ngươi có thể hỏi vừa hỏi người kia, hắn khẳng định biết rõ đáp án. Một cái ghế gỗ, cùng chúng ta, có thể có quan hệ gì? Tô Điếm trăm mối vẫn không có cách giải. Một vị nữ tử, dung mạo trẻ tuổi, tóc mai màu xanh tuyệt, dáng người uyển chuyển, như ngư du dắt tại sông Long Tu giữa, nàng đang lấy bản địa hà bá thân phận dò xét nhà mình hạt cảnh bên người dẫn theo mấy cái hai đồng bộ dáng hà bá thủy phủ nhỏ tùy tùng đám đó khuôn mặt non nớt đứa nhỏ chính giữa nữ có nam có bọn hắn kỳ thật ngoại trừ sắc mặt trắng bệch không màu nhìn tương đối khiến người dùng mình ngoài ra trang phục ăn mặc thần sắc cùng với trẻ con tiếng ngây thơ nói chuyện ngữ khí đều cùng trên bờ phố phường nhi đồng cũng không có gì khác nhau đi theo hà bá nương nương cùng một chỗ lắc lư chơi đùa tuy rằng đều là quỷ nước theo lý thuyết đã sớm thích ứng trong nước nhưng mà ngẫu nhiên sẽ có một loại cùng loại sặc nước bộ dáng, tay chân lộn xộn, phịch vài cái, thật giống như dương gian không tốt mượn sức nước hài đồng ngâm nước bình thường, chỉ là rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, sau đó cùng bên người bạn cùng lứa tuổi, giữa lẫn nhau làm mặt quỷ, coi như đều cảm thấy đây là một việc chuyện thú vị. Bởi vì tối nay là 30 Tết, dựa theo tập tục, Hà Bá nương nương cho đám này nhỏ tùy tùng nhân thủ một phần tiền lì xì, hồng trong gói giấy bên, cạnh tiền đều là chút ít trước kia thất lạc ở khe nước ở bên trong, dì xét loang lổ đồng tiền, không có cách nào khác, nhà mình Hà Bá Nương Nương là nổi danh tiết kiệm công việc quản gia, nói đơn giản đến, chính là keo kiệt nha. Mã Lan Hoa vị này đại ly triều đình chính thống phong chính sông Long Tu Thủy Thần, như cũ là dừng bước tại sông Long Tu cùng sông Thiết Phủ, tiếp giáp chỗ cái kia thác nước cửa, lại ngược dòng mà lên, trong lúc đi ngang qua ở vò sông Long Tu bờ tiệm rèn, thừa dịp hôm nay cửa hàng không ai, nàng từ trong nước ló sọ, nhìn mấy lần. Trước sau thay đổi ba nhóm chủ nhân, sớm nhất là Nguyễn Sư Phó, một cái dung mạo không đặc biệt thợ rèn, dĩ nhiên là đời cuối cùng tọa trấn ly châu động thiên binh ra thánh nhân, xuất thân miếu phong tuyết. Về sau là Nguyễn Cung Đồ đệ từ Tiểu Kiều, một cái tay phải thiếu ngón tay cái nữ tử kiếm tu, lại về sau là Lưu Tiện Dương, cùng với một cái nhìn đầu không quá linh quang sứ khác nữ tử, Dư Thiến Nguyệt. Hôm nay Long Tuyển Kiếm Tông, Sơn Quân Ngụy Bách tự mình giúp đỡ di chuyển tổ sơn thần Tú Sơn, ở bên trong vài tòa đỉnh núi, một tia ý thức dọn đi đi phía bắc, coi như là cùng năm đó ly châu động thiên triệt để làm cái khế đất giao hàng mỗi lần bơi qua này tòa bị đại ly tống thị dỡ xuống cầu hành lang cũng không treo lão kiếm đầu cầu đá vòm nàng đều đặc biệt kinh hồn bạt vía rất nhanh bơi qua cầu đá vòm đi tới một chỗ hồ sâu có mảnh màu xanh vách đá mã lan hoa rừng thân hình treo đứng trong nước mấy cái không kịp dừng bước lại đứa nhỏ nhẹ nhàng đụng vào nhau líu diêu oán trách sau đó lại là một hồi tiếng hoan hô nói cười đã từng hẻm hạnh hoa bà lão tại năm đó bị cái nào đó nữ tử tiên sư trả thù tới cửa vốn là tuổi tác lớn mã bà bà một cái không cẩn thận thì chết rồi rồi lại nhân họa đắc phúc bị cái kia dương lão đầu tụ lại âm hồn có thể làm hà bà liền dần dần khôi phục dung mạo coi như càng muốn sống trở về dung mạo càng trẻ tuổi này sông long tu sớm nhất là một cái khe nước sông thiết phù từ sông lên cao sông lớn sau đó làm thượng du cùng ngọn nguồn suối long tu hãy theo thuận thế lên cấp vì sông mà nàng cũng từ một vị hà bà đưa thân hà bá không hiểu thấu liền lên chức. Chỉ là gần 30 năm qua đi, thật vất vả bờ sông đã có cái nương nhờ chỗ từ miếu, trong miếu bên cạnh nhưng như cũ không có đắp nặn tượng thần, liền cái lư hương cũng không có. Nào có như vậy bần hàn quẫn bách hà bá nương nương. Chỉ là mã lan hoa cũng không dám có bất kỳ bất mãn, năm này qua năm khác, nắm chặt lấy ngón tay, nói là sống một ngày bằng một năm, nửa điểm không khoa trương. Nàng lại nhường một vị quan hệ quen biết thổ địa công, giúp đỡ tìm hiểu tin tức, châu thành bên kia, đến cùng còn thừa lại mấy cái biết rõ mã lan hoa cái tên này, nhận ra nàng lúc tuổi còn trẻ tướng mạo lão bất tử. Nghe nói bên kia hôm nay chỉ còn lại có hai cái cùng nàng không sai biệt, lắm bối phận, nghiên kỳ đồng hương lão nhân, càng là như thế. Mã Lan Hoa liền đối với cái kia tiệm bán thuốc dương lão đầu, càng là kính sợ, bởi vì nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ chờ 30 năm kỳ hạn vừa đến, châu nội thành bên cạnh cái kia hai cái lão nhân, sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi hả? Tam cô lục bà sáu bà chiếm được một nửa, giả thần giả quỷ sư bà, bắt cầu dắt mối bà mối, thay phụ nhân đỡ đẻ bà đỡ, hẻm hạnh hoa mã lan hoa cũng làm qua. Kết quả về sau lại nhiều ra cái hà bà. Mã lan hoa âm u thở dài một tiếng, tại xanh biếc hồ sâu giữa hiện ra thân hình, dẫm ở trên mặt nước, dòng sông tự hành lan tràn hướng vách đá. Nàng liền như vậy đi tới, ngồi ở màu xanh trên vách đá bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một thanh bạch ngọc lược, trải vuốt một đầu tóc đen, hôm nay chuẩn bị đổi lại búi tóc những tiểu tử kia cũng đi theo thủy thần nương nương nhảy về phía trước nổi trên mặt nước trước mặt tụ lại tại trên bờ núi vây quanh vách đá chạy tới chạy lui vui sướng nháo đằng tình hình chung mã lan hoa là tuyệt đối không cho phép bọn hắn lên bờ đấy không nói cái kia ban ngày ánh mặt trời như lửa tùy tiện một cái bộc phơi nắng liền sẽ khiến quỷ vật hồn phi phách tán cho dù là ban đêm huống chi chính bọn hắn cũng không dám tự tiện vượt cảnh nếu không cùng dương gian người tùy tiện một cái sông tới âm khí dương khí tin tưởng kích đánh nhau chẳng qua, sẽ chết vỉnh lên vỉnh lên rồi. Mã Lan Hoa nhìn xem những thứ này vô ưu vô lự đứa nhỏ, thở dài, nàng nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiếng nói nhu hòa, dặn dò vài câu lật qua lật lại lặp đi lặp lại, chớ đi tản, trung thực chút ít, không cho phép đi trên bờ, bằng không thì sẽ phải ra pháp hầu hạ bị ăn gậy rồi. Kỳ thật bọn hắn tại trên bờ bên kia dương thọ, cũng không lớn, biến thành quỷ vật về sau, tựa như lâm vào một loại cổ quái tuổi mụ, lớn lên chậm, nói cho đúng mà nói tới là rất khó lớn lên, không giống phố phường trên phố đứa nhỏ, cái đầu vọt được nhanh như vậy, giống như mấy cái thời gian nháy con mắt, sẽ từ đứa nhỏ biến, thành thiếu niên thiếu nữ, rất nhanh sẽ đến rồi bàn chuyện cưới gà số tuổi, thành ra lập nghiệp, có nữa con gái của mình, sau đó biến thành giấc ngủ rất cạn, thói quen dậy sớm lão nhân, ngày nào đó ngủ một giấc không có mở mắt. Mã Lan Hoa ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa, lúc đêm khuya, nàng chỉ là xa xa mắt nhìn núi Phi Vân, sẽ cảm thấy đốt mắt đại ly triều đình sớm nhất thiết lập ba tòa miếu sơn thần núi phi vân là sơn quân lớn miếu cao không thể chạm nhất phía nam núi lạc phách đã từng có cái bị đồng liêu diễu cợt vì kim đầu sơn thần sơn thần lão gia từng tại bên kia đang trực tại đỉnh núi còn có tòa quy cách không thấp sơn thần tử đáng tiếc những năm kia lăn lộn được thảm hề hề hào hào một tòa sơn thần tử miếu đều nhanh biến thành hẻm nê bình cái kia cô nhi từ đường rồi có thể có cái gì hương khói mã lan hoa biết được cái kia kim đầu sơn thần tống dục trương lai lịch không nhỏ khi còn sống làm quá nhiều năm hầm lò quan đốc tạo tại trấn nhỏ không có huyện nha trong những năm đó coi như là duy nhất quan lão ra rồi tiền nhiệm quan đốc tạo tảo canh tâm tuổi còn trẻ đấy từ nhiệm sau coi như đại ly một bộ thị lang trái lại tống đốc tạo tống đại nhân người tốt không có tốt số không thể bắt kịp tốt canh giờ chứ sao đến nỗi kiến tạo tại phong lương sơn bên kia miếu sơn thần bởi vì đỉnh núi vị trí địa lý ưu việt ở vào dãy núi nhất bắc vì vậy cách châu quận quản lý làm cho cùng tồn tại một thành phồn hoa khu vực gần nhất từ miếu hương khói một mực rất vượng thiện nam tín nữ khách hành hương như mây lên núi thắp hương nối liền không dứt mỗi khi mùng một mười sườn núi cùng đỉnh núi miếu hội đi chợ càng là náo nhiệt đến làm cho sơn thủy quan trường các đồng liêu không ngừng hâm mộ cái kia thắp hương thần đạo lên núi chủ đường rộng lớn hình thành giống như là một cái quan đạo dịch chạm đường ven đường đều là quán trà quán rượu cùng khách sạn cửa hàng phong lương sơn khu vực một vị thổ địa công cùng mã lan hoa quen biết chính là cái già mà không đứng đắn đồ vật cũng không dám đối với nàng động tay động chân chính là mỗi lần gặp mặt lão già cũng nên thay đổi biện pháp nói vài lời lời nói thô tục giống như ngoài miệng không chiếm điểm tiện nghi sẽ chết mà vị này thổ địa công người lãnh đạo trực tiếp đúng là phong lương sơn sơn thần lão gia bằng vào cái kia cỗ tượng thần khuôn mặt mã lan hoa lờ mờ nhận ra chính là cái trước kia tại trấn nhỏ mờ việc tăng lễ cửa hàng đấy nhìn một cái người ta hôm nay khí phái nhìn lại một chút chính mình từ miếu quang cảnh, người so với người tức chết người này. Nói thật, cái kia sơn thần lão ra tại trẻ tuổi lúc ấy, còn từng làm cho người ta cùng nhà mình đề cập qua thân đấy. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại nàng còn là hà bà lúc ấy, đối phương còn có thể thỉnh thoảng lân cận sông Long Tu, đụng cái trước mặt, chỉ là cũng không lâu lắm, liền xa cách. Đem mã lan hoa khí cái không nhẹ, lão nương nhưng mà cho người nghe ngóng một cái cháu trai tin tức, điểm ấy việc nhỏ cũng không chịu giúp đỡ sao. Tại đây sông Long Tu, người lãnh đạo trực tiếp là hạ du cái kia sông thiết phù thủy thần dương hoa nghe nói là đại ly thái hậu nương nương bên người người trước mặt lạnh rất mã lan hoa căn bản không dám để sát vào ngẫu nhiên tham gia sông thiết phù thủy phủ nghị sự nàng cũng là nơm nớp lo sợ đấy gặp phải những cái kia trước sau như một mắt cao hơn đầu thủy phủ quan lại nhỏ mã lan hoa cũng là chỉ dám cười làm lành mặt tuyệt không dám bày nửa điểm cái giá sợ câu nào nói được không được thân thể rồi cái nào sự kiện làm được chỗ sơ suất rồi sẽ phải vứt bỏ viên chức vì vậy một châu bên ngoài chuyện đã xảy ra, Mã Lan Hoa chỉ có thể thông qua những cái kia đến, từ châu Miếu Thành Hoàng bên kia Sơn Thủy Quan Trường công báo, đến phỏng đoán một chút. Dựa theo dương lão đầu cho ra cái kia hứa hẹn, đợi đến lúc 30 năm thoáng qua một cái, hiểu được nàng dung mạo trẻ tuổi, thân phận chấn nhỏ lão nhân, đi được không sai biệt lắm, nàng có thể đứng lên tượng thần, hưởng thụ hương khói, bằng này rèn luyện kim thân. Nhưng mà Mã Lan Hoa đối với cái này đã chờ mong, vừa lo lo trùng trùng điệp điệp, sông thiết phủ cùng ngọc dịch giang thủy thần miếu cầu duyên đều rất linh nghiệm man đầu sơn thổ địa miếu cầu quân cờ cũng là vô cùng có danh khí đấy còn có tống đốc tạo bình điều đi kỳ đôn sơn cùng với phong lương sơn cái này hai nơi miếu sơn thần giống như người đọc sách xin xăm cầu nguyện chờ mong lấy khoa cử trôi chảy văn vận che chở hiệu quả đều là coi như không tệ đấy vì vậy đến bây giờ mã lan hoa cũng nghĩ không ra cái cách thức về sau coi như là đứng lên tượng thần nhà mình từ miếu hương khói từ chỗ nào đâu đến muốn nói chấn áp thủy vận một chuyện, đến phiên nàng. Sử châu khu vực, không nhất thiếu sông lớn chính thần. Mã lan hoa trải lấy tóc, thở dài thở ngắn. Cái mảnh này gồ ghề màu xanh trên vách đá bên cạnh, trước kia chấn nhỏ đứa nhỏ, đến. Bên này mượn sức nước mò cá, đều có từng người chọn lựa tốt chỗ ngồi. Trở thành một mà thần núi thần sông về sau, cùng dương gian những cái kia phàm tục phu tử tầm mắt, là hoàn toàn bất đồng đấy. Ở vào phía tây núi lớn cùng chấn nhỏ tiếp giáp chỗ, này tòa tầm thường núi chân châu, dĩ nhiên là một viên ly châu chỗ. Mà mã lan hoa dưới chân này sông Long Tu, thì là danh xứng với thực một cái dâu rồng, cho nên năm đó trong nước mới có thể xuất hiện nhiều như vậy, giá trị liên thành đá xà đảm. Đến nỗi mặt khác một đầu long sợi dâu, chính là chấn nhỏ cái kia đường lớn, trên đường theo thứ tự gạt ra bằng giải phường, giếng thiết tỏa, lão cây hòe, cho đến thẳng phía đông lan tràn mà đi, dừng bước tại phía đông hàng rào cửa, đã từng có cái tỏ ra nguy hiểm trẻ tuổi độc thân. Người giữ cửa trịnh đại phong, hôm nay cũng không biết chết đi nơi nào, chỉ để lại một tòa không người ở bùn đất phòng. Có một vẻ nho nhã lời nói, gọi là cái kia long bằng hổ cứ, giống như những cái kia long diêu hầm lò cửa, liền kiến tạo tại đây con rồng trên thân thể. Kỳ thật những năm gần đây này, mã lan hoa chỉ sợ hẻm nê bình cái kia gầy teo yếu ớt tiểu cô nương, tìm đến mình lôi chuyện cũ. Dù sao trước tại giếng thiết tỏa bên kia gánh nước, mỗi lần nhìn thấy cái này tống đốc tạo con riêng bên người đê tiện tỷ nữ, Mã Lan Hoa thường xuyên chính là kia cái dẫn đầu vỡ miệng bà Nương năm đó xác thực nói chút ít không quá nghe được mà nói dù sao hẻm Nê Bình quả phụ còn có cái kia cô nhi bọn hắn lại nghèo cũng không phải ti tiện tịch nha lại nhà chỉ có bốn bức tường tốt xấu có một thanh bạch thân phận ngược lại là cái tên này cổ quái tiểu cô nương thời gian trôi qua giàu có xa xỉ thì như thế nào năm đó chấn nhỏ phụ nhân đừng nói là đối với chị khuê chỉ trò rồi dù sao chỉ cần cãi nhau chửi đồng rồi quản ngươi là ai luôn có thể lấy ra một đống tật xấu đến ở trước mặt nói vài lời quấy trái tim đâm cột sống ngôn ngữ ví dụ như trong nhà người có mấy cái tiền dơ bẩn lại gì vậy hôm nay có có chim thằng nhóc sao cẩn thận đứt gãy tổ tiên hương khói tương lai tiền về người nào cũng không chính là khó nói sự tình cái này qua lại nói rõ chỗ yếu thật sự là quá bình thường bất quá đợi đến lúc một phương nói không lại rồi bắt nữa tóc gãy mặt chỉ nói cãi nhau một chuyện không nói chuyện động thủ như vậy hẻm hạnh hoa mã bà bà hẻm nê bình lo chuyện nhà quả phụ trấn nhỏ nhất phía tây lý gia phụ nhân bán rượu hoàng nhị nương các loại đều là nhất đẳng cao thủ phần này thuần phát dân phong nguyễn thợ rèn bày thầy tướng số sạp hàng lục trầm mỗi ngày say khướt tào đốc tạo những thứ này người nơi khác đều từng tự mình lĩnh giáo qua không nhận kinh sợ còn không được trên thực tế tất cả tiếp xúc qua trấn nhỏ trẻ tuổi đấy mặc kệ là cái gì thân phận cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng loại cảm thụ chỉ nói trận kia văn miếu nghị sự người nào đó một phen ngôn ngữ vì man hoang cộng chủ phỉ nhiên cùng văn hải chu mật quan môn đệ tử phân biệt đưa ra hai cái nổi tiếng mới tinh tên hiệu một cái là nằm nằm liền làm lên một tòa thiên hạ cộng chủ thác nguyệt sơn nằm thánh cùng cái kia chưa từng thắng tích giáp thân chướng thua thánh trẻ tuổi ẩn quan còn tuyên bố nên vì hai vị này hạo nhiên thiên hạ đại công thần phân biệt đưa ra một phương tự tay điều khắc tư trương chăm chết không hối hận tầm hướng hạo nhiên càng làm cho có tư cách tham dự thác nguyệt sơn nghị sự man hoang đại yêu đám càng cảm thấy vị kia trẻ tuổi ẩn quan không phải là người trong nhà đáng tiếc thật sự là thật là đáng tiếc mã lan hoa vuốt vuốt hai má chính mình còn từng bị cái kia miệng lưỡi bén nhọn nhỏ bà nương dùng sức đập qua một bạt tai đấy nàng từ trong tay áo lấy ra mấy phần cũ kỹ sơn thủy công báo duy nhất giống nhau điểm chính là công báo bên trên có nàng cháu trai tin tức kỳ thật nàng chống lại bên cạnh nội dung đã sớm thuộc lầu rồi đọc lầu lầu những năm này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vị này hà bá nương nương, liền bắt đầu thay đổi biện pháp nhiều nhận thức mấy chữ rồi. Mà cái này Sơn Thủy quan trường công báo, là từ châu miếu thành hoàng bên kia xuống phát đấy, trên cơ bản từng quý đều có hai ba phong, thành hoàng gia Trương Bình sẽ để cho âm minh quan lại nhỏ phân biệt đưa, đến các cấp quận huyện thành hoàng cùng thần núi thần sông trên tay. Điều này làm cho mã lan hoa thực tế dương dương đắc ý, làm hà bà lúc ấy, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy phong công báo tới tay. Đợi đến lúc tấn thăng làm hà bá về sau, viên chức tương đương vào đại ly sơn thủy quan trường thanh lưu hàng năm tới tay công báo số lượng thoáng cái tăng rồi trên không lo thì dưới lo làm quái gì sống nha người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy ngẩng đầu nhìn nhìn chút ít trôi qua tốt cái này gọi là còn sống có hy vọng lại cúi đầu nhìn xem không bằng chính mình đấy tâm liền bình rồi phụ nhân quên là ai nói câu nào rồi người vất vả còn sống đã lừa gạt chính mình chính là hy vọng chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio Lữ Nha mang theo tiểu mạch cùng thanh đồng dọc theo hành lang, đi hướng nơi khác, cố ý khiến hai vị tuổi cách xa người đọc sách trò chuyện điểm thường ngày sự tình. Chi Thánh Tiên Sư cười hỏi, Trần Bình An, ngươi là nghĩ như thế nào đến ăn sách hay sao? Trần Bình An ngẩn người, chẳng qua rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch cái gọi là ăn sách, là chỉ luyện chữ. Trần Bình An giải thích nói, trước tại đầu tường bên kia, thật sự là vô sự có thể làm, trùng hợp bên cạnh đầu tường bên kia ly chân, ném đi bản sơn thủy du ký cho ta, liền sử dụng rồi. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười nói, trùng hợp chi lại trùng hợp, vừa đúng. Trần Bình An ngẩng đầu liếc mắt màn trời. Chí Thánh Tiên Sư hiển nhiên là lời mang thâm ý. Nếu như không phải là luyện hóa cái kia bản sơn thủy du ký toàn bộ văn tự, cùng với cái nào đó ngẫu nhiên, Trần Bình An coi như là tại đầu tường bên kia khô thủ nhất vạn năm, cũng không nghĩ ra sư huynh thôi sàm muốn làm cái gì. Đại khái tựa như ly chân về sau oán thầm như vậy, chỉ có não có bệnh đấy, mới có thể cùng não có bệnh người trong đồng đạo, có trò chuyện, nói được thông, ngầm hiểu. Chí Thánh Tiên sư suy nghĩ bay xa, nhớ lại lần lượt từng cái một gương mặt, bọn hắn đều đưa thân vào viễn cổ kiếm tu trận doanh chính giữa. Từng đã là kiếm tu quan chiếu, cũng không phải là về sau cái kia ly chân mà nói lao, mà lại là cái nổi danh hũ nút, hầu như với ai cũng không nói chuyện, mỗi lần bí mật nghị sự đều trốn ở góc phòng, hoặc là đứng ở Trần Thanh Đô bên cạnh, từ đầu tới đuôi không nói một lời. Nhưng mà quan chiếu không động thủ thì thôi, một khi quyết tâm cùng người hỏi kiếm không thể nói toàn thắng ít nhất có thể cam đoan chính mình dựng ở thế bất bại thậm chí nào đó trình độ trên có thể nói quan chiếu cả đời giống như điều tại vì người khác mà sống vì đại cục mà luyện kiếm đệ kiếm vì vậy quan chiếu là tất cả kiếm tu chính giữa sống được không nhất nhẹ nhõm một cái trái lại cùng thế hệ kiếm tu cái vị kia long quân thuần túy chính là ưa thích cùng người hỏi kiếm giống như thắng thua không để ý mỗi lần gặp được chiến sự càng là bất kể sinh tử muốn xa xa so với kia cái không dám tùy tiện chết quan chiếu tiêu sái hơn. Ba vị hình đồ kiếm tu lĩnh tụ, Trần Thanh Đô, Quan Chiếu, Long Quân, là này tòa kiếm khí trường thành người sáng lập. Chẳng qua là vừa đứng vững gót chân không bao lâu, ngay tại Trần Thanh Đô dưới sự dẫn dắt, ba vị kiếm tu dắt tay nhau đi xa. Trận kia ảnh hưởng sâu xa hỏi kiếm Thác Nguyệt Sơn, thành công ngăn trở vị kia chỉ kém nửa bước Thác Nguyệt Sơn đại tổ, cái sau làm man hoang thiên hạ người nhậm chức đầu tiên cộng chủ cuối cùng không thể luyện hóa một tòa thiên hạ thiên thời địa lợi nhân hòa, đưa thân 15 cảnh. Mà Trần Thanh Đô ba người cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, Trần Thanh Đô bổn mạng phi kiếm bèo, triệt để nghiền nát, không thể không hợp đạo kiếm khí trường thành, Trần Thanh Đô càng bởi vậy đã mất đi đưa thân 15 cảnh hy vọng. Nếu không dựa theo đạo tổ suy tính, chỉ cần một lần nữa cho Trần Thanh Đô 2000 3000 năm luyện kiếm thời gian, thì có cơ hội trở thành cái kia trước không có người sau, cũng không có người 15 cảnh thuần túy kiếm tu xưa nay chưa từng có, là vì những cái kia có hy vọng đưa thân này cảnh kiếm tu, tại viễn cổ thần linh dưới áp chế, đều chết ở trên nửa đường rồi. Sau này cũng không có, là một khi Trần Thanh Đô đưa thân này cảnh, tựa như một người độc chiếm cả kiếm đạo, đứng ở một tòa cầu độc mộc trên, không đường có thể khiến. Chí Thánh Tiên Sư đã từng mang theo lễ thánh, cùng đi kiếm khí trường thành khuyên qua Trần Thanh Đô, nhưng mà khuyên can không có kết quả. Trần Thanh Đô chỉ dùng hai câu nói liền đem hai vị thư sinh chặn trở về chúng ta kiếm tu chưa hẳn muốn làm việc tốt nhất tình các ngươi người đọc sách nhớ kỹ hết lòng tuân thủ hứa hẹn long quân nguyên bản đối với kiếm tu biến thành hình đồ liền cực kỳ bất mãn cho nên trận kia đi xa long quân liền căn bản không có nghĩ tới còn sống phản hồi kiếm khí trường thành hắn là chuẩn bị lấy thuần túy kiếm tu thân phận mà không phải là cái gì kiếm khí trường thành hình đồ lưu dân long quân muốn dùng một loại oanh oanh liệt liệt phương thức vì nhân sinh của mình rơi xuống màn tre vì vậy đã chết sau đó đối với này tòa kiếm khí trường thành cũng tốt đối với trần thanh đô vị này đã từng kề vai chiến đấu bạn lâu năm cũng được long quân cũng đã không thua thiệt nửa điểm long quân bổn mạng phi kiếm tên là đại khư tiên mộ lên núi một trận tăng thêm lên núi trước nhân gian mặt đất phía trên tiền bối kiếm tu chết không có chỗ trôn vô số kể hắn long quân có thể lấy bổn mạng phi kiếm làm phần mộ đã tính chuyện may mắn mà quan chiếu có được một thanh càng thêm đặc thù bổn mạng phi kiếm một vạn năm trước cái kia hai trong ba ngàn năm, bị viễn cổ thần linh nhằm vào nhiều nhất kiếm tu, đúng là có được một thanh bổn mạng phi kiếm thời gian sông dài quan chiếu, thậm chí không có một trong. Vì vậy quan chiếu tu đạo lộ trình, nhất nhấp nhô, hung hiểm, vì quan chiếu hộ đạo kiếm tu, nối liền không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ là viễn cổ địa tiên kiếm tu vẫn lạc số lượng, là hơn đạt hai tay số lượng. Chỉ thánh tiên sư thu hồi suy nghĩ, hỏi, nếu là tìm nguồn gốc đâu rồi, núi có đến long nước có nguyên nha, trần bình an nói ra năm đó lý tiên sinh cùng nhỏ noãn thủ nói cái đạo lý mặc dù là dự thính chẳng qua ở đằng kia sau đó ta vẫn nhớ kỹ phố phúc lộc lý hy thánh đã từng đi hẻm nê bình đi tìm trần bình an lúc ấy trần bình an là lần đầu tiên đi xa trở về bên người hơn nhiều áo xanh tiểu đồng cùng phấn váy nữ đồng lần kia lý hy thánh dạy cho thói quen nói chuyện không đem cửa áo xanh tiểu đồng một cái đạo lý nói thế gian tất cả văn tự đều cũng có lực lượng chữ tổ từ, từ sâu chuỗi thành câu, câu nói liên tiếp thành văn, đại đạo ngay tại trong đó. Những lời này, Trần Linh Quân không có cho là thật, tiến tay trái ra tay phải rồi. Lại làm cho Trần Bình An trí nhớ khắc sâu, mặc dù không có bị khắc dấu ở phía sau đến trên thẻ trúc bên cạnh, nhưng mà Thủy Trung nhớ cho kỹ. Sau đó nhỏ noãn thụ còn bạo gan, cùng vị kia người đọc sách, hỏi một cái trong nội tâm nàng nghi hoặc hồi lâu vấn đề, vì sao đọc sách thời điểm, trong lúc đó thật giống như không nhận biết cái nào đó chữ rồi sẽ cảm thấy mạch sinh. Lý Hy Thánh cười cho ra đáp án, nói đó là bởi vì một lúc nào đó nào đó khác, trên sách văn tự, bị có chút thánh nhân vụng trộm mượn đi rồi. Lúc ấy nhỏ noãn thụ, hiển nhiên không quá tin tưởng loại này thần thần đạo đạo lời nói, nàng liền trực tiếp mở miệng phản bác Lý Tiên Sinh rồi, tại cái nào đó ở ngoài đứng xem trong mắt, chính là đem Lý Tiên Sinh cho giáo huấn một chàng. Đây chính là khó gặp hiếm có cảnh tượng. Ở đằng kia sau đó, tổ trạch tại hẻm Nê Bình Nam bà Sa Châu kiếm tu Tào Tuấn, tùy tiện dùng cái động thủ trên đầu thái tuế lấy cớ, muốn tìm Trần Bình An phiền toái. Kết quả vị này hôm nay tiên đô sơn ghế chót cung phụ, lần kia hãy cùng chủ động ôm sự tình lý hy thánh. Tại trong hẻm nhỏ bên cạnh, gặp nhau trong hẻm nhỏ, từng người không muốn nhường đường, liền đánh một trận. Một cái chỉ là quan hải cảnh luyện khí sĩ, một cái nhưng là tự xưng cảnh giới tại tám, chín ở giữa kiếm tu. Tào Tuấn sở dĩ có này cổ quái cách nói, là vì lúc ấy hắn kim đan cảnh, có tiếng mà không có miếng, bởi vì kiếm tâm nứt vỡ rồi một viên đạo tâm nát nhừ tâm tướng cảnh tượng biến thành đầy ao khô hà phải biết rằng tại kiếm tâm nứt vỡ trước tào tuấn ở đằng kia nam bà sa châu luyện kiếm tư chất tốt là số một kiếm tiên phôi tử chỉ là một cái lại gà mờ lại giấy trúc miệt vẫn là là kim đan cảnh kiếm tu vậy mà tại một cái sáu cảnh tu sĩ bên kia bất kể như thế nào dốc sức xuất kiếm còn là rơi xuống cái không công mà lui kết cục mà trận kia luận bản đấu pháp năm đó trần bình an chỉ là nhìn cái đại khái theo tầm mắt càng ngày càng rộng lớn, nhất là đợi đến lúc chính mình trở thành kiếm tu sau đó, lại càng phát cảm nhận được trong đó bất thường. Một vị không phải kiếm tu luyện khí sĩ, đối mặt một vị kiếm tu hỏi kiếm, hơn nữa cảnh giới so với đối phương thấp hơn, lại có thể có đầy đủ nắm chắc lấy được thắng lợi. Năm đó Lý Hy Thánh trận kia khí định thần nhàn, nhìn như cực kỳ thành thạo đón kiếm, tựa như giao cho tương lai kiếm tu Trần Bình An, một cái không tiếng động đạo lý. Nếu như kiếm tu một kiếm có thể phá vạn pháp, phá giải phương pháp, liền rất đơn giản rồi chỉ cần tích góp từng tí một ra một vạn lẻ một pháp trong tương lai trong năm tháng trần bình an cảm thấy nhất tiếp cận lý hy thánh cái loại này cảnh giới hai trận một lần tại kiếm khí trường thành đầu tường nhà tranh phụ cận một lần là ở ngoài thành chiến trường tào từ quyền pháp phỉ nhiên kiếm thuật không riêng gì bọn họ cái loại này biết trước liệu địch tiên cơ cùng năm đó lý hy thánh thuật pháp cực kỳ tương tự còn có một loại từ tào từ phỉ nhiên trên người phát ra khí thế cùng hoàn cảnh không cần trận pháp thần thông, phi kiếm hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngoại vật gia trì liền có thể đủ tự thành tiểu thiên địa mà đánh nhau bên ngoài vẫn còn hai người cũng sẽ mang cho trần bình an loại cảm giác này tại núi lạc phách lầu trúc lầu hai vì chính mình dạy quyền thôi tiền bối cùng với ngồi ở bàn cờ trước chuẩn bị hạ cờ thôi đông sơn người tu đạo đều nói thân người tiểu thiên địa nhưng mà mấy vị này dường như bọn hắn bản thân tức là đại thiên địa chí thánh tiên sư nhớ tới ban đầu ở chấn nhỏ bên kia nghiêm trang áo xanh tiểu đồng. Hảo ý xin khuyên đạo tổ một câu, đạo tổ cái tên này quá lớn, tốt nhất sửa lại tên. Chí thánh tiên sư buồn cười, cười trêu ghẹo nói, nhà các ngươi vị kia cảnh thanh đạo hữu, có chút đạo hạnh đấy. Trần Bình An rất cảm thấy bất đắc dĩ, tự diễu nói, như là mời cái tiểu tổ tông về nhà. Chẳng qua nói những lời này thời điểm, trẻ tuổi sơn chủ ánh mắt ôn nhu. Tại núi Lạc Phách, dù là Trần Bình An làm đã quen vung tay trưởng quầy, nhưng mà chỉ cần mỗi lần về quê về nhà, sẽ không có trẻ tuổi sơn chủ không biết tin tức nho nhỏ. Bên ngoài công lao đều là tiểu mễ lạp đấy, kỳ thật Trần Linh Quân cũng là không thể khinh thường phía sau màn công thần. Một cái chịu khó tuần sơn, một cái ưa thích đi dạo, chứng kiến hết thảy, đều giấu không được lời nói. Chí Thánh Tiên Sư nói ra, Trần Linh Quân lúc trước đi Bắc Câu Lô Châu sông lớn đổ ra biển đi lấy nước, cảm giác mình phạm sai lầm, giống như không phải là nghĩ đến dấu giếm cái gì, mà lại là nghĩ đến sớm chút hồi hương, cùng lắm thì tại ngươi bên kia chịu trận mắng, trong lòng một viên tảng đá lớn coi như là lạc định rồi phải biết rằng người bình thường phạm sai lầm mặc kệ lớn nhỏ vẫn luôn hy vọng là trời không biết mà không biết tốt nhất là thần không biết quỷ không hay đây là nhân tính trần bình an nghi hoặc khó hiểu chẳng biết tại sao chí thánh tiên sư sẽ nói đến trần linh quân chí thánh tiên sư hỏi trần linh quân hoặc là sĩ diện duy chỉ có tại ngươi bên này hắn giống như hoàn toàn không để ý mặt mũi không mặt mũi người biết tại sao không trần bình an thật đúng là không có nghĩ qua cái này gốc hơi chút suy nghĩ, thăm dò tính đáp, bởi vì ta đi qua thư giản hồ. Tất cả núi lạc phách người, tu sĩ cũng tốt, vũ phu cũng được, vô cùng có ăn ý, giống như điều tận lực lách qua này tòa thư giản hồ, cũng không đi đụng vào cái đề tài này. Càng là không tì vết người, người bên cạnh tới ở chung, vô hình áp lực càng lớn. Nhất là Trần Bình An loại này tâm tư rất nhỏ hạng người, hơn nữa từ tuổi nhỏ lên, hẻm nê bình cô nhi, cả đời đều tại siêng năng truy cầu không sai hai chữ, một cái thường xuyên uống rượu rồi lại một lần cũng không có say quá người, thật là đáng sợ đấy. Chính là bởi vì những người kia sinh lộ trên từng cái một tiếc nuối cùng sai lầm, là những cái kia không muốn người biết tự vấn lương tâm có xấu hổ, mới khiến cho Trần Bình An biến thành một cái cực ít say đổ, có thể cuối cùng là sẽ say rượu thiện uống người. Chí Thánh Tiên Sư nói ra, trừ lần đó ra, còn có một tầng dụng ý, thôi xàm biết rõ tình thế gấp gáp, không kịp dùng một loại tương đối ôn hòa thủ đoạn, hắn liền dứt khoát trước giúp người trong lòng trên đường hung hăng ném ra một cái động không đáy, lại buộc ngươi cầm những vật khác đi bổ sung cái này cực lớn lỗ thủng, đến nỗi chỉ dùng để lương chi, áy náy, còn là dùng nào đó càng thêm hòa hợp học vấn, tóm lại bất kể là cái gì, đều đã có cái nơi đi. Chí thánh tiên sư cố ý nói được hàm xúc vài phần, kỳ thật thôi sàm giống như là, dùng một loại cùng đền bù chỗ thiếu ngược lại một con đường riêng hành chi thủ đoạn, nói là tạc ra một cái giếng nước, cũng không thỏa đáng, căn bản là trực tiếp đem Trần Bình an tâm cảnh ở trong cứng rắn tạc ra một tòa không có nước chi tâm hồ. Đến nỗi may vá một chuyện, dựa vào ngươi Trần Bình An chính mình. Gian nan, thụ lấy. Bằng không thì lấy Trần Bình An nguyên bản đạo tâm, là thừa nhận không ở kia phần thần tính đấy, nói cho đúng đến. Trong lòng thiện ác hai cái tuyến cực kỳ dựa sát vào Trần Bình An, là quá mức phù hợp thần tính rồi. Càng tu hành, càng lên cao, nhân tính càng là hướng thần tính dựa sát vào. Đây là một loại không tự chủ được chiều hướng phát triển tựa như lúc trước trí thánh tiên sư lúc trước lấy phất trần khoanh tròn luận đạo cố ý hỏi thăm trần bình an cuối cùng có vài loại khả năng trần bình an đáp không được tại trí thánh tiên sư xem ra một cái không cẩn thận vô cùng có khả năng chính là chỉ có một loại kết quả lên trời mà đi chiếm cứ cũ thiên đình di chỉ chu mật ngược lại thua bởi nhìn như ở lại nhân gian thua ra tay trước trần bình an bởi vì cái sau thần tính trở nên càng thêm thuần túy tiệm bán thuốc chính là cái kia dương lão đầu không phải là không đang đánh cuộc hơn nữa sẽ không thua. Vô luận cái kia đem trên chiếu bạc tất cả thần tính đều bò vào trong túi Trần Bình An, mặc kệ Trần Bình An trận này nhân tính cùng thần tính kéo co, thắng hay thua, tại dương lão đầu trong mắt, đều là tay trái tiến tay phải chuyện xảy ra, cũng còn là cái kia một. Năm đó nam tử địa tiên tri tổ, 12 địa vị cao thần linh một trong, tay cầm một tòa phi thăng đài thanh đồng thiên quân, đau khổ chờ đợi một vạn năm, không tính lãng phí thời giờ. Vì vậy thôi xàm mới có thể sớm ra tay, như vậy Trần Bình An một ngày kia, cho là thật trở thành cái kia một sau đó, thành công gom cả tòa giọt xương động thiên tất cả tranh dành sang người thần tính, trở thành trên chiếu bạc cuối cùng lưu lại chính là cái người kia, đại bộ phận thuần túy thần tính, mặc dù là nguyên bản không thể chế đấy, cùng lắm thì chính là thần tính tựa như một cái thác nước rủ xuống chảy nước, từ phía trên mà rơi xuống, rót tâm hồ trong đó, luận sự tình, đã bớt lo dùng ít sức, luận người, lại có thể ích lợi tu hành. Chí Thánh Tiên, sư đột nhiên lại hỏi có nghĩ tới hay không vì cái gì Thôi Đông Sơn sẽ sợ Lý Bảo Bình. Năm đó các ngươi đi đại tùy thư viện đi học, Thôi Đông Sơn tại áo hồng tiểu cô nương bên kia, Thủy Trung đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng. Trần Bình An sững sờ ở tại chỗ, lại là một cái giống như chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa vấn đề. Sau đó Trần Bình An rất nhanh liền ánh mắt phức tạp đứng lên. Lần thứ hai du lịch kiếm khí trường thành, cùng sư huynh tả hữu ở bên kia gặp lại, kỳ thật sớm nhất, một cái không nhận cái kia tiểu sư đệ, một cái cũng không thấy được hắn liền là đại sư huynh của mình rồi. Nhưng mà Trần Bình An đối với khi sư diệt tổ đại sư huynh thôi sàm, mới là nhất tâm tình phức tạp. Bởi vì Lý Bảo Bình cùng Bảo Bình Châu là cái loại này vui buồn cùng, phúc họa tương y quan hệ, ngươi cho rằng thay mận đổi đào một chuyện, là ai thủ bút. Chí Thánh Tiên Sư một câu nói toạc ra thiên cơ, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo khấu danh, chí hướng cao xa, nhất khí hóa tam thanh, muốn lấy ba loại thân phận, cuối cùng chính thức dung hợp tam giáo học vấn căn bản chỉ thần cáo tông chu lễ là đạo sĩ phố phúc lộc lý hy thánh là nho sinh thôi sàm chính là đoán chắc lý hy thánh biết rõ sự thật chân tướng như cũ sẽ bảo vệ em gái lý bảo bình an ổn lý hy thánh chọn lựa như vậy như vậy bạch ngọc kinh đâu rồi thậm chí là thanh minh thiên hạ người tin hay không vạn nhất bảo bình châu chiến sự bất lợi thủ không được sông lớn đổ ra biển cùng thủ đô thứ hai đại ly thiết kỵ không thể không lui giữ đất bắc kinh thành lý bảo bình lại có cái tốt xấu lý hy thánh sẽ trực tiếp một đường phá cảnh trong vòng một ngày trở về 14 cảnh, lựa chọn trực diện chu mật. Đến lúc đó sư đệ dư đấu, cùng lục trầm, lại sẽ làm gì lựa chọn? Thậm chí là đạo tổ có hay không khả năng vì cái này, nhất ký thác kỳ vọng đứng đầu học trò, phá lệ ra tay một lần. Không nhất định. Chí thánh tiên sư chậm rãi nói, nhưng mà thôi xàm chỉ cần có cái này không nhất định như vậy đủ rồi. Cho nên năm đó tề tĩnh xuân, nói câu kia quân tử có thể lừa gạt chi lấy phương đã là nói cho ngươi cái này, tiểu sư đệ nghe đấy, cũng là nói cho đại sư huynh thôi xàm nghe đấy, là hy vọng cái sau công lao sự nghiệp học vấn không muốn quá đi cực đoan, làm việc hơi chút giảng một chút đúng mực, muốn gần như nhân tình. Đáng tiếc thôi sảm không nghe, nếu như nói câu gần như nhân tình đấy, thật đúng là chẳng trách hắn, một cái đều không cho mình lưu lại nửa điểm đường lui người, chúng ta lại có thể yêu cầu thôi sảm nhiều làm cái gì đấy. Chi thánh tiên sư chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một cái năm đó hạo nhiên cổ sinh, từng đã là man hoang chu mật, hôm nay thiên đình tân chủ. Bằng vào sức một mình, có thể làm cho tam giáo tổ sư không thể không liên thủ đối phó. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, hỏi, tính không đến sao? Đạo tổ đều không được. Chí Thánh Tiên Sư lắc đầu nói, vẫn thật là tính không đến. Có một số việc cực kỳ rắc rối phức tạp, nếu như đại đạo suy diễn một chuyện, chỉ là diễn hóa suất mấy trăm, mấy nghìn con đường một con đường đi đến cùng, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không khó, tùy tiện như vậy một cái thượng ngũ cảnh tu sĩ, cũng có thể chạy tới làm âm dương ra rồi, khó liền khó tại lòng người khẽ động thiên tâm tức là di chuyển nói cách khác chỉ nói ngũ thải thiên hạ phùng nguyên tiêu cái này sự tình đạo tổ đương nhiên có thể được coi là đến sự xuất hiện của nàng chúng ta lại giả thiết đạo tổ không phóng khoáng điểm nhất định phải nhằm vào nàng như vậy đạo tổ chẳng khác nào cùng cả tòa ngũ thải thiên hạ đại đạo làm chống lại đã định trước cố hết sức không định nọt đấy chỉ biết đè xuống hồ lô hiện lên cái muôi dù sao cùng lúc trước vị kia binh ra lão tổ cũng không phải là một con ngựa sự tình có thể nếu là chúng ta mấy cái từng người đạo hóa một tòa thiên hạ chỉ nói tại nhà mình địa bàn đương nhiên cũng liền tính toán không bỏ sót rồi ta cảm thấy được không có ý gì đạo tổ cho rằng biết dừng lại thiên hạ đem từ chính phật tổ cảm thấy chúng sinh thành phật là mình sự tình dù sao mấy người chúng ta làm nhân dân sớm nhất đạo sĩ đều cảm thấy đạo tại thiên hạ trần bình an bỗng nhiên thấy hoa mắt dị tượng lóe lên rồi biến mất lập tức nói tâm chấn động lại tập trung tư tưởng suy nghĩ chăm chú nhìn lại đã không thấy tung tích vừa rồi dường như thấy được một đầu trong truyền thuyết đấy. Kỳ lân, từ trong tầm mắt vượt qua. Chí thánh tiên sư thần sắc thông dong đột nhiên cười nói, ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên. Thất thần làm chi, lại đến bầu rượu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Sử châu châu thành, cùng long tuyển quận quận thành, quản lý làm cho cùng tồn tại một thành. Tự nhiên muốn so với kia tam giang hợp dòng nơi chấn hồng trúc, càng thêm phồn hoa một vị ăn ngon mặc đẹp phụ nhân, về quê sau đó, trải qua những năm này sống an nhàn sung sướng, khí độ ung dung, nếu là chỉ nhìn khuôn mặt, bỏ, qua một bên khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng, tán thưởng nàng một câu nửa lão từ mẹ, nửa điểm không che giấu lương tâm. Nếu như không phải là hiểu rõ người, đều muốn nghĩ lầm nàng là phố phúc lộc bên kia xuất thân hào phú nữ tử. Trong trạch viện trải có địa long, bên chân ở đâu cần chậu than, đã liền trên tay than lồng cũng có thể giảm đi. Trước kia từ thư giản Hồ Thanh Hạp đảo phản hồi quê hương, nàng liền trực tiếp tại Châu Thành bên này mua nhiều tòa nhà. Sự thật chứng minh, năm đó khẽ cắn môi vung tiền như giác, chẳng những không có chạm lướt trên mặt nước, ngược lại thu lợi tương đối khá, chỉ là hàng năm những cái kia cửa hàng tiền thuê, chính là một số lớn bạc nhập trướng. Đương nhiên, nàng đã sớm không nhìn chúng những cái kia vàng bạc rồi, thần tiên tiền mới là tiền. Những năm này phụ nhân đi huyện Hoè Hoàng Thành tòa nhà phần lớn là thanh minh tế tổ, mới hồi hẻm nê bình bên kia ngồi trong chốc lát. Nàng tất cả tâm tư, vẫn còn là nhà mới bên này, ví dụ như trong trạch viện, mọi thứ đứng lên một cái thể thống đến, phải có tôn ti cao thấp phân chia, mới tính quản lý nhà có phương pháp. Châu nội thành bên cạnh có cái kia trên núi tiên gia khách sạn, nàng sẽ để cho quý phủ quản gia, định kỳ qua bên kia mua sắm sơn thủy công báo. Đây là một khoản không nhỏ chi tiêu, dù sao hoa đều là thần tiên tiền, nhưng mà phụ nhân không có chút đau lòng vừa đến muốn nghe ngóng về trung thổ thần châu nhất là thành bạch đế tin tức còn nữa có thể hiển lộ rõ ràng nhà mình nhà cao cửa rộng thân phận trong phòng phụ nhân lôi kéo mấy cái nha hoàn trò chuyện thường ngày vây lô đêm ngồi ôn một bình gạo nếp rượu cất từng người uống xoàng ghế kệ bên trên bay đầy các loại ăn đầy mồm miệng một vị thân thể đẫy đà lớn nha hoàn cúi đầu nhấp ngụm rượu cất xinh đẹp cười nói phu nhân lấy thiếu gia tu hành tư chất hơn nữa thiếu niên cái kia thành bạch đế đích truyền thân phận tương lai trở về quê hương khai tông lập phái cũng không khó đấy năm đó phụ nhân từ thanh hạp đảo hoành ba phủ bên kia dẫn theo mấy vị thiếp thân tỷ nữ các nàng ở chỗ này cũng coi như nhập ra tùy tục rồi hôm nay đi theo phu nhân cùng một chỗ dán câu đối xuân thắp hương mời thần giữ cửa mời ông táo các loại phu nhân quê hương bên này chú ý nhiều chỉ là quen tay hay việc năm này qua năm khác các nàng cũng thành thói quen tựa như ngày mai là tháng riêng mùng một còn muốn đi theo phu nhân đi phong lương sơn bên kia miếu sơn thần thắp hương vừa đưa đến châu thành bên này phu nhân còn có thể nghĩ đến đêm trừ tịch, đêm ba sẽ lên đường, đuổi cái sớm, nóng quá năm mới đầu lô hương, thậm chí còn muốn nghỉ đêm chùa miếu, thế nhưng là từ lúc lần trước Cố Sán hồi hương, cùng phu nhân tán gẫu qua một trận, phu nhân sẽ không tận lực đi tranh giành đầu hương rồi, nói nhà ta Cố Sán nói, dựa theo Phật môn bên trong chú ý, cái gọi là đầu hương, chính là hai loại cách nói, một loại là thành tâm thực lòng, tâm hương một, bất kể là tại chùa miếu vẫn còn là trong nhà, chỗ nào thắp hương đều là giống nhau lại một loại chính là thành kính hướng Phật, như vậy mỗi lần dâng hương, đều là mình ở đốt đầu hương, không cần cùng người tranh giành. Phụ nhân cười nói, nhỏ sán chỉ là trịnh thành chủ đệ tử đích truyền một trong, thành bạch đế coi như là sáng tạo hạ tông, dựa theo công báo bên trên ghi đấy, hơn phân nửa cũng là ở đằng kia phủ Diêu Châu, sẽ không tới chúng ta bảo Bình Châu đấy. Những năm này, thông qua này tòa tiên ra khách sạn trên núi công báo, phụ người biết được rất nhiều chuyện thiên hạ, hơn nữa này tòa khách sạn công báo, nghe nói so với châu miếu thành hoàng còn muốn lai lịch rộng rãi đâu." Phụ nhân đột nhiên thần sắc tiếc hận nói, "Chỉ là khổ các ngươi, ai có thể ngờ tới thư giản hồ bên kia sẽ toát ra cái chân cảnh tông, các ngươi nếu năm đó chưa cùng lấy ta đến bên này, không chừng hôm nay cũng đã là tông môn bên trong gia phả thần tiên, đi ra bên ngoài, đều muốn bị xưng hô một tiếng tiên tử đấy, đâu giống hiện tại, chỉ có thể uốn tại như vậy cái lòng bài tay lớn nhỏ trong trạch viện, cho ta một cái phụ nhân làm cái gì nha hoàn." Phụ nhân hiểu được các nàng những thứ này người tu đạo ở đằng kia có một tông chữ đầu tiên phủ, ở đằng kia kim ngọc trên da phả ký danh, được xưng tụng là kiện phần mộ tổ tiên bốc hơi chuyện. Nguyên bản quý phủ có hai cái cấm kỵ, một cái là thư giản hồ, một cái là họ trần phòng thu chi tiên sinh. Đầy đất một người, cũng không thể trò chuyện. Chưa từng nghĩ tối nay phu nhân vậy mà chủ động nói đến thư giản hồ. Trong phòng hai vị thiếp thân tỷ nữ, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, tương đối dáng người gầy gò cái vị kia tỷ nữ, lập tức cười nói phu nhân lời này nói được không đúng phụ nhân cười tủm tỉm hỏi nói một chút coi làm sao lại không đúng tỷ nữ nghiêm mặt nói năm đó để sát vào xem là phu nhân tự tay đem chúng ta mang ra hố lửa hôm nay lâu dài đến xem so với ở đằng kia chân cảnh tông làm cái không lý tưởng đệ tử ngoại môn lại có cái gì tiền đồ đâu rồi nhưng mà đi theo phu nhân bên người thiếu ra thế nhưng là trên đời nhất hiếu thuận người về sau sẽ kém chúng ta mấy cái tạo hóa thiếu gia hồng phúc tể thiên là cái kia nhất đẳng thiên tri kiêu tử cũng không nói thiếu gia sư phụ trịnh thành chủ chỉ nói cái kia sư cô hàn tiếu sắc chính là một vị tiên nhân còn có thân là lưu ly các chủ còn nhỏ sư thúc liễu đạo thuần cùng với sư huynh phó cấm càng là vị đại kiếm tiên bọn hắn cái nào không phải là cao nữa là trên núi nhân vật bọn hắn tùy tiện một cái đến bảo bình châu đừng nói là chân cảnh tông chính là đi chỗ đó thần cáo tông gặp được kỳ thiên quân cũng đồng dạng muốn lẫn nhau xưng một tiếng đạo hữu, lại làm này tòa khách quý đấy. Về cố sán đi thành bạch đế tu hành một chuyện, quý phủ biết được chân tướng đấy, ngoại trừ phụ nhân, cũng chỉ có các nàng mấy cái thiếp thân tỷ nữ. Đây là một phen lời thật lòng. Chỉ là nàng chưa nói toàn bộ. Cố sán đại đạo thành tựu cao thấp, chỉ là một phương diện, các nàng mấy cái, ai không sợ cái kia cố sán. Sợ cái kia thư giản hồ hỗn thế ma vương, các nàng quả thực chính là sợ đến tận xương tủy. Nói đến kỳ quái, đợi đến lúc cố sán lớn lên, coi như biến thành một cái nho gia thư sinh lần trước phản hồi quê hương gặp lại cố sán dù là cố sán thần sắc ôn hòa các nàng ngược lại càng sợ rồi càng kinh hồn bạt vía nếu như nói thanh hạp đảo tiệt giang chân quân lưu trí mậu đệ tử cố sán là một cái tùy thời tùy chỗ cũng có thể bạo khởi giết người nhỏ tên điên là một cái trời sinh dã tu như vậy về sau thanh niên cố sán giống như liền biến thành một cái lòng dạ sâu nặng tâm tư khó lường người dù là mặt đối mặt đứng đấy dường như vĩnh viễn không biết cố sán trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Đi ra thư giản hồ cố sán, vô luận là cảnh giới, tâm tính còn là thủ đoạn, đều cùng tuổi nghiêm trọng không hợp. Rời quê trước, cố sán đã từng bí mật đem các nàng mấy cái gọi tới cùng một chỗ, chẳng những không có làm dáng, lại không có chút nào còn trẻ lúc cái chủng loại kia ương ngạnh khí diễm, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, cùng các nàng khách khi nói chuyện, cùng các nàng ước pháp tam trương, thưởng phạt phân minh, thậm chí cho phép các nàng phạm sai lầm một hai lần nhưng mà yêu cầu các nàng hàng năm đều cần phi kiếm truyền tin thành bạch đế đến nỗi trên thư viết cái gì nội dung đều tùy các nàng dù là chỉ là thỉnh giáo một ít tu hành quan ải nan đề đều không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa khoản này trên núi thư chi tiêu từ hắn đến ra chỉ là dặn dò các nàng về chuyện này cũng đừng có cùng hắn mẫu thân nói cuối cùng cố sán cùng các nàng cười nói cùng các ngươi hàn huyên chút ít xuất phát từ nội tâm oa tử mà nói không muốn không xem ra gì hai bên ước pháp tam trương trong đó một cái chính là không cho phép các nàng tại mẫu thân bên kia châm ngòi thổi gió đem nguyên bản một chuyện nhỏ biến thành cần kinh động quận trưởng phủ hoặc là đại ly triều đình chuyện phiền toái không cho phép các nàng bên ngoài chủ động gây chuyện nhưng mà nếu như là người khác trêu chọc các nàng mặc kệ đối phương là người nào có bối cảnh gì chỉ cần là các nàng có lý vậy cũng không cần sợ phiền phức hắn cố sán thì sẽ lật tẩy bởi vì các nàng hôm nay coi như là nửa cái người trong nhà rồi cuối cùng cố sán còn đứng dậy cùng các nàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, nói là về sau mẫu thân ăn, mặc, ở, đi lại, làm phiền mấy vị nhiều hơn phí tâm. Phụ nhân nghe qua vị kia thì nữ thần sắc chân thành ngôn ngữ, vui mừng khôn xiết, cười từ trong mâm vê lên một khối bánh ngọt, nhẹ nhàng đưa tới. nhà ta nhỏ sán từ nhỏ có thể chịu khổ, hôm nay chỉ là đem đau khổ thời gian hết khổ rồi, không có người nói được khoa trương như vậy. đúng vậy a, à, nguyên bản giống như không có cái phần cuối đau khổ thời gian, vậy mà thật sự bị bọn hắn mẹ con cho một ngày một ngày vượt đi qua rồi. Nghĩ tới đây, phụ nhân đỏ mắt vành mắt, từ trong tay áo lấy ra một khối khăn tay nhỏ, trà lau khóe mắt nước mắt. Hai vị tỷ nữ vội vàng an ủi vài câu. Phụ nhân cười vẫy vẫy tay, cũng chỉ là nghĩ lại đau khổ đã qua mà vui, dù sao đi tới đều đi qua. Những năm này chủ động đến tìm nàng làm thân thích đấy, hơn nhiều đi. Kỳ thật đều là chút ít tám xào cũng không tới mặt hàng, phần lớn là từ quý phủ bên này cầm ít tiền, đã bị đánh phát tài sự tình, tóm lại không đến mức khiến những cái kia lừa đảo bị sập cửa vào mặt miễn cho chuyển đi không dễ nghe sau lưng buồn dưa lê nói nàng làm người quên gốc đã có tiền liền trở mặt cố sán lần trước rời nhà trước cùng sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân mẹ con hàn huyên chút ít thân thể mình lời nói phụ nhân đã vui mừng lại đau lòng con có mấy phần mạch sinh vui mừng chính là con trai chính thức trưởng thành có thể khơi màu một cái nhà cái xà nhà lớn rồi đồng thời đau lòng con trai niên kỷ nhỏ như vậy cứ như vậy hiểu chuyện mạch sinh chính là giống như đứa con trai này cùng trước kia hẻm nê bình cùng sau đó thanh hạp đảo con trai trở nên không quá giống nhau nói cho đúng tới là quá không giống nhau lần kia nói chuyện phiếm cố sán cùng mẫu thân nói chút ít sách vở ngoại trừ đạo lý lúc ấy mặc nho xăm người trẻ tuổi còn hay nói dỡ nói một câu những thứ này đều là hắn từ cửa nhà trong ngõ nhỏ bên cạnh từ trên mặt đất nhặt lên ngôn ngữ chỉ có nghèo qua mới biết được người bên cạnh hầu như đều là quỷ có thể chỉ chờ tới lúc người rộng rãi đi lên cho dù là đi đường ban đêm đừng nói nhìn thấy người coi như là trên đường gặp phải quỷ đều là tốt quỷ nhưng mà người có thể biến thành quỷ quỷ tuyệt đối sẽ không biến thành người mẫu thân hôm nay trong nhà chúng ta có tiền về sau chỉ biết lại càng không thiếu tiền vậy đừng quá tiết kiệm đối với trong trạch viện bọn hạ nhân quy củ nhất định rõ ràng mà lại nặng nhất định không thể có nửa điểm hàm hồ không thể một vui vẻ liền đối với tất cả người ngoài đặc biệt tốt một cái tâm tình không tốt liền đối với người bên cạnh loạn tức giận thời gian lâu dài thăm dò rõ ràng mạch lạc hạ nhân, sẽ xem thường mẫu thân rồi. Vì vậy mẫu thân nhất định không thể là chính mình xử lý việc nhà, muốn cho quy củ đến. Nhưng mà ra quy bên ngoài, mẫu thân có thể đối với bọn hắn khách khí chút ít. Trong này có hai loại ban ơn, một loại là tiền, là nhất thật sự đấy. Còn có thông qua tiền bạc diễn sinh mà ra những cái kia vị trí, thân phận, danh hiệu. Một loại là hư đấy, là mẫu thân ngươi làm nhất gia chi chủ, cùng bọn họ hàng ngày trung đụng vài câu ngôn ngữ, thậm chí là một ánh mắt. Bất luận một loại nào, đều không thể thu mua lòng người, chỉ có thể là cả hai đều có, hơn nữa quy củ cùng gia pháp, chúng ta cái nhà này mới có thể thật dài thật lâu, an an ổn ổn. Đương nhiên, mẫu thân nếu trong nội tâm khó chịu một hơi, cảm thấy đã qua quá nhiều năm đau khổ thời gian, thật vất vả mới vất vả hết khổ rồi, dựa vào cái gì sẽ phải đối với bọn họ tốt, đó cũng là không sao đấy, nếu như mẫu thân cảm thấy ta nói có đạo lý, nguyện ý chân tâm thật ý đối với bọn họ tốt đem bọn họ làm người xem không đem bọn hắn bây giờ người xem đó là không còn gì tốt hơn rồi lui một vạn bước nói có con trai tại dù là không ở quê hương cùng mẫu thân bên người bọn hắn cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng nhưng mà ta hy vọng mẫu thân cam đoan một việc tương lai trong nhà người nào phạm sai lầm ta hoặc là là ta làm cho người ta ra tay xử trí người này thời điểm mẫu thân nhất định không thể làm trái lại chúng ta cái gì cũng biết rồi càng muốn như thế nào đó là một người sống được rất tự do nhưng mà chúng ta rõ ràng cái gì cũng không biết còn càng muốn như thế nào, sẽ ăn chùa đau khổ. Nói đến cùng, như thế nào xử thế, cùng như thế nào làm người, là hai việc khác nhau. Ta cảm thấy được, nếu như có một người, có thể cả đời không hại người, chỉ có hai loại khả năng, một loại là thuần túy người tốt, chưa từng ý muốn hại người. Còn có một loại, là cường giả chân chính, bởi vì bọn họ căn bản không cần hại người, có thể sống được rất tốt. Ta hy vọng mẫu thân có thể đối xử tử tế cái trước, kính sợ cái sau. Phụ nhân lúc ấy chỉ là yên tĩnh nghe con trai nói chuyện, Cố sán dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí, nói qua một ít nàng đều nghe hiểu được đạo lý. Con trai lớn lên rồi, đều dạy nàng cách đối nhân xử thế đâu. Phụ nhân lấy lại tinh thần, trêu gẹo nói, hai người các ngươi có hay không chọn chúng đối tượng. Hai vị tỷ nữ nhìn nhau cười cười, đều lắc đầu nói không có. Mỗi khi mùng một mười lăm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, phụ nhân đều đi chỗ đó tòa hương khói cường thịnh phong lương sơn tử miếu, thắp hương cầu nguyện phù hộ con trai tại bên ngoài tu hành trôi chảy tâm tưởng sự thành hơn nữa mỗi lần đến rồi chân núi bên kia phụ nhân sẽ dừng lại xe ngựa đi bộ lên núi cầu cái tâm thành tức thì linh sở dĩ thường đi phong lương sơn thắp hương ngoại trừ cùng châu thành tòa nhà cách gần phụ nhân còn có một chút chính mình tiểu tâm tư xa nhớ năm đó tại hẻm nê bình bên kia thật sự là nghe hơn nhiều dạy người đau tim đau phổi ngồi châm chọc phụ nhân lẩm bẩm nói nàng nếu là có thể thấy hôm nay quang cảnh nên cao hứng biết bao nhiêu a à, thư giản hồ thanh hạp đảo cửa sơn môn chỗ một gian phòng ốc khóa cửa phòng bên cạnh bên trong đèn sáng hỏa sáng như ban ngày là tới bên này gác đêm tàng dịch cùng mã đốc nghi hầu như hàng năm đều là như thế cũng không có chút ngoài ý muốn tàng dịch tiểu tử này từ khi leo lên thanh hạp đảo liền bắt đầu đi đại vận cũng khó trách nhớ tình bạn cũ như vậy một khối long hưng nơi là nhiều lắm đi đi lại lại đến nỗi cái kia gọi là mã đốc nghi tiểu cô nương nàng là quỷ vật những năm này choàng lần lượt từng cái một ra cáo bùa chú giống như ưa thích thường xuyên mua chút ít son phấn bột nước khao chính mình lưu trí mậu chắp tay sau lưng đi tới sân môn cổng đá bên này nhưng không có đi trong phòng bên cạnh ngồi xuống chỉ là liếc mắt bên kia câu đối xuân cùng phúc chữ hình như là thanh hạp đảo nhị đẳng cung phụ chu huyền phụ cái kia đà cơm người xuất thân quỷ tu cùng hắn người gác cổng hồng tô cùng một chỗ rán đấy lưu trí mậu trực tiếp hướng đi bến đò một hồi gió mắt phất qua, bên người xuất hiện vị khách không mời mà đến. Lưu Chí Mậu quay đầu cười nói, tông chủ như vậy có nhàn hạ thoải mái. Bến đò một bên lão giả gật gật đầu, cho là thật nghĩ kỹ. Không hãy suy nghĩ một chút. Sẽ không nghĩ đến lần sau ngươi làm khách cung liễu đảo. Những lời này đổi thành ta mà nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Lão Thành, hôm nay chân cảnh tông tông chủ, cũng là bảo Bình Châu vị thứ nhất đưa thân thượng ngũ cảnh sơn trạch giã tu ngụ ý là nếu như đáp ứng hắn sự kiện kia, Lưu Chí Mậu chính là chân cảnh, tông trong lịch sử thứ tư bất luận cái gì tông chủ rồi. Lưu Chí Mậu lắc đầu nói, ta đây đầu ti tiện mệnh, coi như không được người đứng đầu, trước muốn tiếp nhận tông chủ, làm thư giản hồ cộng chủ, hào hết tâm tư, trước trước sau sau mưu đồ này sao nhiều, còn không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nếu không phải còn hiểu được vài phần làm người lưu lại một đường đạo lý, thiếu chút nữa sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này hôm nay mỗi lần nghĩ đến còn là nghĩ mà sợ không thôi tông chủ cũng đừng có làm khó ta lưu lão thành gật đầu nói ta đây liền khác làm an bài lưu trí mậu không khỏi cảm khái một câu trước đây thời tiết trước đây quần áo lại nói năm mới tân khí tượng lưu lão thành mỉm cười nói trên núi người chớ nói dưới núi lời nói lưu trí mậu lấy tiếng lòng thử dò hỏi tân nhiệm hồ quân bên kia dễ tiếp xúc sao lưu lão thành nói ra bây giờ còn được thông qua về sau nhất định sẽ càng ngày càng khó, chỉ là so với năm đó, cùng vị kia trẻ tuổi phòng thu chi tiên sinh lục đục với nhau, lúc nào cũng muốn nhẹ nhõm vài phần đấy. Lưu Trí Mậu đột nhiên cười ha hả, thật sự không cách nào tưởng tượng, ta sẽ cùng với cung liễu đảo Lưu Lão Thành kết bạn dạ du, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị đánh chết. Lưu Lão Thành cười cười, quay đầu nhìn về phía trong hồ, san sát hòn đảo như không nổi chi thuyền. Sóng đào xa, dạ hành thuyền, hương thảo mỹ nhân không dám ngâm, phòng có giao nghe, trước kia thư giản hồ ai cũng muốn ở lâu trong đầu duy nhất quy củ nếu không có quy củ muốn ngủ cái ăn ổn cảm giác cũng không dễ dàng sơn môn phòng bên kia quỷ tu mã viễn trí mang theo người gác cổng hồng tô ở chỗ này cùng một chỗ gác đêm dù sao một phòng đều là không sai biệt lắm trên núi nền móng thiên nhiên thân cận vài phần tằng dịch nói chút ít qua lại sự tình dù sao lúc nào cũng không tránh được hai người trước kia trần tiên sinh về sau cố sán mỗi khi tằng dịch nhắc tới cái sau Mã Đốc Nghi liền nhịn không được trêu chọc vài câu, cũng không hiểu được trước kia là sợ cái kia cố sán sợ đến phải chết. Kết quả đợi đến lúc năm đó cuối cùng một trận phân biệt, người nào đó chợt bắt đầu yên lặng rơi lệ, rút cuộc là đau lòng đến cực điểm đâu rồi, còn là vui đến phát khóc đâu. Tăng dịch sắc mặt lúng túng, chính mình cho tới bây giờ ầm ý chẳng qua Mã Đốc Nghi, chỉ dám lầm bầm một câu, ai biết cố sán sẽ tính tình đại biến, trước trước sau sau, tưởng như hai người. Trần Tiên Sinh đã từng nói, chúng ta có thể trở thành cha mẹ con cái, tương lai lại trở thành con cái cha mẹ, có thể là một trận đòi nợ, cũng có thể có thể là một trận trả nợ. Trần Tiên Sinh nói đến đây thời điểm, liền cười nói, hắn chính là cái đòi nợ quỷ. Một phòng trầm mặc xuống, trong chậu than vang lên một hồi rất nhỏ than củi văng tung tóe âm thanh. Mã Đốc Nghi bỗng nhiên thở phì phì nói, ta như thế nào không biết Trần Tiên Sinh hàn huyên với ngươi những thứ này. Tăng dịch bất đắc dĩ nói, ta cùng Trần Tiên Sinh luôn có một chỗ thời điểm. Mã Đốc Nghi oán giận nói, Trần Tiên Sinh cùng ta một mình trung đụng thời điểm, làm sao lại không trò chuyện những thứ này. Bọn hắn uống rượu, đều là hồng tô quê hương bên kia rượu cất, tăng dịch đã nói chút ít Trần Tiên Sinh về uống rượu rảnh rỗi lời nói, tiếng người sinh ra hai sự tình cực kỳ có nhai sức lực, cùng bạn cũ xa cách từ lâu gặp lại, uống rượu nửa hun say, trở lại xem bình sinh, uống trà có hồi cam. Mã viễn trí sắc mặt có vài phần không tình nguyện, nói ra, Trần Bình An tiểu tử này, vẫn có chút học vấn, nếm qua mực nước người, chính là không quá giống nhau. Hồng Tô mở chừng hai mắt, cười nói, như thế nào không hô Trần Công Tử à nha. Mã Viễn Trí xì một tiếng khinh miệt, đã nói nên vì ta viết quyển sách, hào hào ghi ghi ta cùng với trưởng công chúa điện hạ chuyện xưa, kết quả lề mà lề mề, cũng không hiểu được khúc dạo đầu mấy nghìn chữ mở đã xong không có. Mã Đốc Nghi quay đầu nhìn về phía Hồng Tô, Hồng Tô chỉ dám lặng lẽ lắc đầu, ý bảo căn bản không phải có chuyện như vậy đâu. Tăng dịch không khỏi nhớ tới một vị nữ tử, đã nhiều năm như vậy rồi, còn là sẽ thường xuyên nhớ mong. Đại khái cái, gọi là nhớ mong, chính là nội tâm chính giữa treo lên một bức nữ nhân trong lòng bức họa, nhớ mãi không quên. Mã Đốc Nghi Thuận miệng hỏi, cái kia Trần Tiên Sinh có hay không đã từng nói qua, đời này có thể kết làm phu thê. Vậy là cái gì đâu? Tăng dịch cười gật đầu, cho ra một đáp án. Là một loại lễ tạ thần. Trấn yêu lâu cái kia tòa nhà cao nhất kiến trúc tầng cao nhất hành lang, bình phất đeo kiếm thuần dương đạo nhân, cùng cái kia tiểu mạch cùng thanh đồng, hầu như đồng thời thấy được dị tượng lấy dưới chân bọn họ nhà này kiến trúc làm tâm, không chung theo thứ tự xuất hiện từng vị sơn thần thủy thần, tu sĩ dân hương thân hình, bọn hắn đưa lưng về phía tầng cao nhất hành lang mấy người, theo thứ tự gạt ra, tựa như đồng thời mở ra hơn 10 trận kính hoa thủy nguyện, hoặc như là một trận xưa nay chưa từng có sau không người đến tổ sư đường nghị sự, tâm tư như một, chỉ nghị một chuyện, chỉ là một chuyện. Trung đạm giang thủy thần, Lý cầm được hai bức mạ vàng họa quyển, rời khỏi hiệu sách, phản hồi thủy phủ, đắm chìm thay quần áo, thay đổi một thân nước sông chính thần triều phục quan bào, nhen nhóm một đốt nước hương, lễ kính phía nam đồng Diệp Châu, khởi tâm niệm phát tâm nguyện, trong lòng mặc niệm, nguyện một châu người đã khuất nghỉ ngơi, kẻ sống không việc gì. Sông Tú Hoa Thủy Thần, một vị rắn lục quấn quanh cánh tay nước sông chính thần, nghiêm nghị dâng hương, nguyện đồng Diệp Châu nghiền nát núi sông quay về nguyên vẹn, nguyện một châu chiến trường anh linh có thể chuyển thế. Ngọc Dịch Giang, Thủy Thần nương nương Diệp Thanh Trúc, nhen nhóm một đốt nước hương về sau, nói lầm bầm, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta nguyện vì đồng diệp châu bỏ hết non nớt lực lượng, chúc một châu bản đồ an cư lạc nghiệp. Núi lạc phách giữa này tòa liên ngẫu phúc địa, lấy thủy giao hoàng hạ cầm đầu, dẫn phúc địa bên trong một đám sông lớn thủy thần, từng người nhen nhóm một đốt mùi thơm ngát, hương khói thướt tha lên không, bỗng nhiên gian ngay ngắn hướng đi về phía nam phương tung bay mà đi. Bắc câu lô châu tể độc, cũ tể độc trung từ thủy chính, hôm nay long đình hầu lý nguyên có được một đôi màu vàng đôi mắt áo đen thiếu niên, tại sông lớn đổ ra biển hầu trong phủ, cao giọng nói ra chính mình tâm nguyện, nguyện cái kia đồng diệp châu, một châu nơi mưa thuận gió hòa. Đại nguyên vương triều sùng huyền thự vân tiêu cung, quốc sư dương thanh khủng, lão chân nhân tay nâng một thanh chữ khắc vào đồ vật có phong thần hai chữ phất trần, nhen nhóm ba đốt mùi thơm ngát. Lão chân nhân một bên là vị kia đạo hiệu đoàn bùn ngọc phát cảnh tu sĩ, dương hậu giác thần sắc cung kính, cùng dương thị lão tổ cùng nhau hai tay cầm hương, mặt hướng phía nam. Hai cốt gành diêu duệ hà, Hà Bá Tiết Nguyên Thịnh, không còn là cái kia chống thuyền lão lái đò trang phục, hiện ra kim thân, mặc pháp bào, nhen nhóm nước hương. Sông lớn đổ ra biển linh nguyên công trầm lâm, cũ nam huân thủy điện thủy thần. Nàng như một cây núi xa phủ dung, duyên dáng yêu kiều, đứng ở công phủ cửa ra vào, đưa lưng về phía Đức Du cung tấm biển, trầm lâm mặt hướng phía nam, nguyện đồng diệp châu lúc cùng năm phong. Ngân Bình quốc cảnh nội, dẫn một hồ ba sông hai kênh mương thương quân hồ thủy quân ân hầu, người mặc một bộ xá tím pháp bào hồ quân, cách một tòa bò bình châu hai tay cầm hương lễ kính đồng diệp châu cầu chúc đồng diệp châu mặt đất hồi xuân vạn vật đổi mới hoàn toàn tiên đô sơn mật tuyết phong trên đến từ mặc tuyến độ vu phụ sơn nhen nhóm hương khói về sau hy vọng đồng diệp châu vạn họ an sinh mưa dương lúc như trăm cốc được mùa trong ngoài thanh may mắn đến từ sắc lân giang lão sừng rồng cừu độc vị này sông lớn đổ ra biển long cung cũ lại chuyên môn chuyên môn chịu trách nhiệm giáo tập long tử long tôn đám lễ nghi quy củ giáo tập ma ma cầm trong tay hương khói thì thào nói nhỏ mong ước đồng diệp châu tại mới một năm trời yên biển lặng thiên hạ thái bình hy vọng mới đồng diệp châu dân chúng nhỏ có chỗ dạy lão có chỗ theo đại tuyền vương chiều mai hà bích du cung thủy thần nương nương liễu nhu nàng hy vọng về sau đồng diệp châu không chiến tranh lão bách tính môn đều có thể ăn no bụng mặc ấm trên núi thần tiên các lão gia ít bảy người trên người cái giá nói nhiều điểm đạo lý hạo nhiên thiên hạ lục địa thủy vận cộng chủ đạo hiệu thanh trung đạm đạm phu nhân cầu nguyện đồng diệp châu trời trong nắng ấm kho cạn mới biết lễ tiết nam hải thủy quân lý nghiệp hầu nhen nhóm hương khói hy vọng đồng diệp châu mặt đất núi sông cây khô gặp mùa xuân chăm họ an cư trú lạc nghiệp các nước quốc thái dân an nặng nghênh đón thái bình thịnh thế vũ long tông tiền nhiệm tông chủ hôm nay trưởng luật tổ sư nữ tu vân thiêm ưng thuận tâm nguyện hy vọng đồng diệp châu các quốc gia tiếng đọc sách lanh lảnh mọi người cơm no áo ấm quốc thái dân an muôn dân chăm họ có phúc tương chuyển là đạo tổ lò luyện đan chỗ nhỏ trong quán rượu phụ nhân cũ vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ mang theo vừa thu nhập thất đệ tử chiêu tư hà bà cam châu cùng nhau nhặt lên nước hương cầu nguyện đồng diệp châu từ cũ đón người mới đến mưa gió thời tiết ngũ cốc được mùa xã tắc an bình bảo bình châu tề độ trường xuân hầu thủy thần dương hoa nhen nhóm nước hương trong lòng mặc nhiệm vạn vật chứa nhiều nhân dân trung hiếu tức thì gây nên lúc cùng năm phong nguyên do lần hoa thử tuổi phong thích hợp thử tắc nam đường hồ tần hồ quân thắp hương cầu nguyện tâm tư thành kính nguyện cái kia đồng diệp châu ngũ cốc phiên quen thuộc được mua đầy nhà khiêu ba hà đã đổi tên lên chức vì lão cá hồ sầm văn thiến tại trường xuân hầu phủ cùng đại ly triều đình bên kia đều đã lục đương chính thức lên chức là một mà hồ quân sầm văn thiến trai giới sau đó nhen nhóm một đốt nước hương xa xa lễ kính đồng diệp châu núi sông nguyện hạo nhiên thiên hạ đông nam khu vực một châu núi sông như vậy rời xa tai ương phú quý an khang Ngoài ra vẫn còn Bảo bình châu tề độ đầm đìa bá, cũ tiễn đường trường tảo dũng. Hoàng đình quốc cảnh nội, tử dương phủ khai sơn tổ sư, lão giao trưởng nữ ngô ý, cũ thiết khoán hà thủy thần, cao cất, bạch học giang thủy thần nương nương, tiêu loan, từng cái hiện thân. Bảo Bình Châu thủ đô thứ hai trên không, mô phỏng Bạch Ngọc Kinh. Năm đó thôi sàm cùng người mượn núi, nước hai cái này thánh hiền bổn mạng chữ. Chữ Sơn, là lễ ký học cung đại tế tử bổn mạng chữ, Chính như Trần Bình An làm cho suy đoán như vậy, sư huynh thôi sàm cho mượn nước chữ. Đương nhiên là vị này đạo chẳng tại thư giản hồ, viết ra qua một quyển sách vấn thiên đích thực lão tiền bối. Đã từng đem sơn quỷ, vượt sông lớn cùng đông quân, chiêu hồn bốn quyển sách, đều giao cho văn thánh. Vị lão tiên sinh này, không ở văn miếu đạo thống văn mạch ở trong, thuộc về tự lập môn hộ. Cho nên vị này thầy đồ cái kia đốt tâm hương, chính là trong trời đất nhất linh nghiệm một đốt nước hương. Giống như các châu thủy thần nhe nhóm hương khói một chuyện, từ vị lão tiên sinh này chịu trách nhiệm thu quan. Thư sinh lại mời chư quân đi vào giấc mộng đến, cùng quân mượn vạn trọng sơn. Du suy nghĩ sáu kinh thần càng khinh biển kết nghĩ núi cao, ta vì chủ nhà. Bảo Bình Châu Bắc Nhạc, núi Phi Vân Ngụy Bách. Trung Nhạc Sơn Quân Tấn Thanh. Nam Nhạc Nữ Tử Sơn Quân, Phạm Tuấn Mậu. Từng người nhen nhóm một đốt núi hương, vì đồng diệp châu cầu phúc trừ họa. Trung Thổ Thần Châu, Đại Ung Vương Triều Cảnh Nội Cửu chân Tiên Quán tiên nhân vân diệu cùng đạo lữ ngụy tử tại một tòa man trướng mọc lan tràn quỷ vật quần cư nghiền nát phúc địa điểm giống nhau hương lễ kính đồng diệp châu trung thổ tuệ sơn thần hào lớn tiếu sơn quân chu du hiện ra nguy nga kim thân pháp tướng mặt hướng hạo nhiên thiên hạ đông nam phương hướng hai tay cầm hương núi cao cư tư sơn hai tòa thái tử chi núi một trong điều cử sơn lục địa chân nhân đạo sĩ phong quân cây hương phỉ núi lão sơn thần cung mới thuyền bảo bình châu điệp vân lĩnh sơn thần đậu yêm đường danh giới sơn thần vi úy dẫn hai vị miếu sơn thần bồi tự thần nữ mặt hướng phía nam cùng một chỗ xa xa dân hương cuối cùng một vị coi như là thiên hạ núi cao anh linh thu quan núi hương người dĩ nhiên là chân thân tại bảo bình châu thuần dương đạo nhân lữ nham trấn yêu lâu tầng cao nhất hành lang tiểu mạch cùng thanh đồng đều cùng bên người vị này thuần dương đạo nhân chắp tay thi lễ gửi tới lời cảm ơn lữ nham mỉm cười chắp tay hoàn lễ hương khói thước tha lấp lánh vô số ánh sao giọt nước chi thủy, rót thành sông lớn, tích đất thành núi, mưa gió hưng yên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Chí Thánh Tiên Sư nhìn xem những cái kia dần dần tiêu tán thân ảnh, vuốt râu mà cười nói, trở lại khiến văn miếu bên kia, đưa bọn chúng cùng việc này đều ghi chép trong danh sách. Trần Bình An cũng không tốt như vậy nói cái gì. Chí Thánh Tiên Sư hỏi, người hôm nay trên tay còn thừa lại một khoản công đức. Trần Bình An gật gật đầu, đại khai tính ra, ước chừng còn thừa lại ba thành. Tiếng sấm lớn, hạt mưa cũng không có thể nói nhỏ. Nói thật, đã tính là rất lớn khí tượng rồi, đã triệt để giải quyết hết đồng diệp châu khẩn cấp. Lời này nghe giống như bình thường, kỳ thật không cần động tay rồi, tựa như các ngươi thuần túy vũ phu, chuyển đổi một cái chân khí, có thể không phải là cái gì lấy thuốc kéo dài mạng sống cử động, mà lại là triệt để sống lại. Chi thánh tiên sư quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, cười ha hả nói, có thể nếu là dùng cái này kết thúc công việc, tương lai ngươi chẳng phải là hồi tưởng một lần, cuối cùng khó tránh khỏi tiếc nuối một lần. Trần Bình an nghi hoặc khó hiểu, chính mình còn có thể làm cái gì? Chẳng có lẽ trí thánh tiên sư nguyện ý giúp bận bịu bắc cầu rắt mối, đem còn thừa ba thành công đức, tặng cho những cái kia chính mình cũng không quen thuộc thần núi thần sông. Trí thánh tiên sư cười cười, nghĩ sai rồi. Vừa đến ta hôm nay đã không thích hợp nhúng tay bất luận cái gì cụ thể sự vụ, nếu không đối với hạo nhiên thiên hạ mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, mặt mũi của ta, chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền, cần mày dạn mặt dày tự thân xuất mã, giúp ngươi một nhà một hộ gõ cửa đi tới, hỏi bọn hắn có muốn hay không cùng ngươi làm cái này cái cọc mua bán. Còn thể thống gì? Trần Bình An nghe được càng mơ hồ, đành phải chậm đợi bên dưới. Chí Thánh Tiên Sư cũng không có thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói, không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa. Các ngươi văn thánh nhất mạch mấy cái sư huynh, tuy nói bẩm sinh tính tình khác lạ, nhưng mà luôn có như vậy vài món sự tình, sẽ đặc biệt tâm ý tương thông. Sớm nhất là tề tĩnh xuân, giao phó bạch giáo một chuyện. Sau đó là kiếm khí trường thành bên kia tả hữu, giao phó trần thanh đô một chuyện, kế mà lại là quân thiến tại đi hướng thanh minh thiên hạ trước, đã từng giao phó kinh sinh hy bình một chuyện. Cuối cùng là thôi Sàm. Cái gì cũng chưa nói, nhưng mà ý của hắn nha, văn miếu bên này đều hiểu. Kỳ thật chính là cùng một sự kiện, đưa bọn chúng văn miếu công đức, đều đưa cho tiểu sư đệ xử trí. Chỉ thánh tiên sư vỗ vỗ người trẻ tuổi bả vai, cho nên nói, trừ bỏ bị người cho hy vọng, là một kiện làm cho người ta cảm thấy sẽ không cô đơn sự tình. Như vậy cùng hắn người, đại đạo đồng hành, chắc hẳn cũng thế. Không đơn thuần là những thứ này sư huynh, tin tưởng mình tiên sinh quan môn đệ tử, bọn họ tiểu sư đệ, có thể khơi màu tương lai văn thánh nhất mạch cái xà nhà lớn, sẽ vì tiên sinh lại truyền các đệ tử hộ đạo. Càng là một loại năm vị văn thánh nhất mạch đích truyền giữa sư huynh đệ, không cần ngôn ngữ trao đổi tâm ý tương thông khả năng chúng ta đều từng đối với cái thế giới này cảm thấy thất vọng nhưng mà chúng ta đều nguyện y đối với cái thế giới này kỳ thác hy vọng thanh minh thiên hạ huyền đô quan đào hoa lâm ở bên trong một vị lão đạo trưởng cùng một cái đầu đội mũ đầu hổ thanh tú thiếu niên kề vai sát cánh mà đi đi theo phía sau cái mập mạp nhìn chung quanh nhìn xem trên mặt đất có hay không cành đào có thể nhặt đám đó đến từ kiếm khí trường thành đi xa kiếm tu phân biệt đặt chân tại thanh minh thiên hạ bạch ngọc kinh thần tiêu thành tuế trừ cung huyền đô quan Huyền Đô Quan bên này chỉ phân đến nơi này cái tham tiền mập mạp, chẳng qua trẻ tuổi kiếm tu cùng lão quan chủ tương đối hợp ý, đương nhiên cũng có thể có thể là tự nhận hợp ý, dù sao Yến chắc những năm này vụ trộm đánh lão quan chủ cờ hiệu, mua bán làm được không nhỏ. Huyền Đô Quan như vậy quái vật khổng lồ, phiên thuộc đỉnh núi một đôi tay đều đếm không hết, hơn nữa phụ thuộc Huyền Đô Quan hơn 10 cái vương triều cùng phiên thuộc nước, mặc dù chỉ nói Huyền Đô Quan nhất mạch bản thân, hạt hạ đạo quan liền đem gần 10 vạn người nhiều lão quan chủ cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao những số tiền kia tiền tài qua lại, đều là nước phủ xa không chảy dụng người ngoài. Yến Mập nếu ngày nào đó có thể từ Bạch Ngọc Kinh bên kia hố đến tiền, cho hắn đưa khối chữ vàng tấm biển cũng không có vấn đề gì, thậm chí lão quan chủ có thể cho lục lão tam viết lưu niệm lạc khoản. Lão quan chủ trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vẫn phải nói trắng ra, Bạch Giã, tương lai ngươi có nguyện ý hay không làm huyền đô quan trụ trì? Bạch Giã tự hồ cũng không cảm thấy bất ngờ, lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói không thể nào sự tình lão quan chủ gật gật đầu biết là như vậy cái đáp án chính là nhịn không được hỏi nhiều một miệng vạn nhất đâu lão quan chủ trầm mặc một lát lại hỏi quan chủ không muốn làm thế tục công việc vặt một đống lớn giám sát viện so với làm quan chủ phiền toái hơn cũng tự không khả năng rồi như vậy làm cái ghế trên đâu một tòa đạo quán quan chủ có hư có thực nguyện ý quản sự tình nên cái gì cũng có thể quản không rõ chi tiết toàn bộ ôm đồm cũng không có vấn đề gì không muốn quản, cũng chỉ là một cái chức xuông. Đại khái có thể buông tay cho đạo quán giám sát viện, mà lên tòa, được vinh dự đạo giáo cung quan chi trụ cột, đạo nhiều người chi điển hình, chỉ có công đức chắc chứ, tinh thông luật lệ đắc đạo cao chân, mới có thể đảm nhiệm, bằng này làm gương mẫu rừng rậm, người thiên nhãn mắt. Có chút cùng loại hạo nhiên thiên hạ trên núi môn phái, một người kiêm nhiệm cấp cao nhất cung phụng cùng khách khanh. Bạch giã còn là lắc đầu, thật sự không muốn phân tâm. Lão quan chủ than thở một tiếng, cho ngươi đi làm cái chấp sự, coi như là ngươi bạch giã nguyện ý, bần đạo cũng không có cái kia ra mặt cho ngươi, không công cho thanh minh thiên hạ chế diễu. Bình thường quy mô lớn hơn đạo quán, ngoại trừ thiết chỉ có bát đại chấp sự, còn có ba đều năm chủ 18 đầu. Yến Trác phát hiện bầu không khí có chút nặng nề, liền tự đề cử mình nói, lão quan chủ, quan chủ ghế trên gì gì đó, nếu không chê, vãn bối. Lão quan chủ đã gật đầu nói tiếp, ghét bỏ. Yến chắc lại, không có bị điên nào dám hy vọng sao vời làm cái gì huyền đô quan quan chủ ghế trên chỉ là hắn trước đây ít năm liền bắt đầu tính toán có cả con cảm thấy lấy chính mình cùng lão quan chủ giao tình thâm hậu như thế nào đều muốn suy nghĩ một chút cái kia thập phương mây nước đường chức đường chủ chuyên môn chịu trách nhiệm thu xếp các lộ vân du bốn phương đạo sĩ tuy nói chất béo không nhiều lắm nhưng mà yến chắc đều có thủ đoạn rộng rãi mở tài lộ đương nhiên không phải là cái loại này thiên môn tiền tài lão quan chủ đột nhiên nói ra yến mập ngày nào đó chờ ngươi đưa thân ngọc phát cảnh rồi bần đạo liền tìm một cơ hội mở một trận tổ sư đường nghị sự trôi chảy để nhắc tới tiến cử tiểu tử ngươi làm cái kia phòng thu chi chấp sự chẳng qua trước đó đã nói bần đạo lâu mặc kệ sự tình tại trong đạo quan uy vọng chưa đủ chưa hẳn có thể thành a ngươi hôm nay nghe qua một lỗ tai đừng quá để tâm có thể thành là tốt nhất làm không được cũng đừng oán bần đạo không dùng được yến chắc trà sát tay mà cười ta hiểu ta hiểu dễ nói dễ nói Bát đại chấp sự một trong phòng thu trì chấp sự, lấy huyền đô quan cực lớn quy mô cùng hùng hậu nội tình, không sai biệt lắm tương đương với một cái dưới núi đại vương triều hộ bộ thượng thư rồi. Lão quan chủ quay đầu nhìn về phía một chỗ, liền cáo từ rời đi, Bạch Giã muốn nói lại thôi, lão quan chủ hiểu ý cười nói, nếu có cơ hội, gieo hoa đào. Lão quan chủ xúc địa núi sông, một bước đi tới rừng đào nơi khác, khe nước bên cạnh, đứng đấy một vị đầu đầy tóc trắng nhưng là thiếu nữ khuôn mặt nữ quan. Lão quan chủ đánh cái chắp tay trầm giọng nói, sư tỷ. Thiếu nữ chỉ là gật đầu thăm hỏi, ngửa đầu nhìn lên trời. Huyền đô quan vẫn đối với ngoài tuyên bố nàng là bế quan. Nhưng thật ra là bên ngoài vân du tứ xứ, hôm nay công đức đã đủ. Lúc này mới trở về huyền đô quan. Chậm đợi thiên thời, chỉ chờ trời, trời mưa. Đã là phòng ngừa chu đáo một trận sâu xa mưu đồ, cũng là một loại có chút bất đắc dĩ có chút bất đắc dĩ. Vì vậy lần này hiện thân, cũng liền không cùng cháu nhỏ bày cái gì sư tỷ giá tử. Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía khe nước, lẩm bẩm nói, hoa đào nước chảy yểu nhưng đi. Này câu xuất từ bạch giã ngày đó trong núi đáp tục nhân hỏi. Nàng tên là Vương Tôn, đạo hiệu không núi, từng là huyền đô quan trong lịch sử công nhận từ chất tốt nhất đạo quan. Thậm chí có thể nói mấy cái sư đệ, từ nhỏ liền là bị nàng đánh lớn đấy. Trong đó có hôm nay quan chủ tôn hoài trung, tóc để chỏm nghe thấy đạo, là ngoại giới đối với nàng khen ngợi. Đồ bạc không làm nổi, là nàng đối với chính mình đánh giá. Tuế trừ cung, quán tước lâu ngoài, nước sông cuồn cuộn chảy về hướng đông, có một chỗ trụ cột vững vàng, là thế gian số lượng không nhiều lắm nghỉ long thạch một trong, kiến trúc như rừng, sườn dốc khắc phần đông. Lão Nguyên Anh kiếm tu trình thuyên, giờ phút này liền cùng một vị cố nhân đứng ở sườn dốc bờ xem nước, chỉ là hai bên thân cao cách xa, lão kiếm tu bên người đứng đấy một cái khuôn mặt non nớt hài đồng, nhưng mà lộ ra làm ra vẻ. Đúng là kiếm khí trường thành đỉnh cao mười kiếm tiên một trong nạp lan thiêu vi. Nếu so với phi thăng thành Trần Hy, chậm một chút một ít hiện thế, đơn giản là tuế trừ cung bên này thật sự quá khách khí hưng sư động chúng vì hắn tìm tới một bộ phi thăng cảnh đại tu sĩ tiên thuế mà lại là còn là một vị kiếm tu binh giải qua đời còn sót lại quý hiếm di thuế bờ sông cao lầu đứng đấy một vị dựa vào lan can mà đứng trẻ tuổi đạo quan đầy người phong độ của người trí thức nhìn về phía bên kia bờ sông suy nghĩ xuất thần một cái nước sông coi như rãnh trời một bên như con kiến cầm giữ đám một bên thân ảnh giải rác bởi vì ở đây mắt người ở bên trong tựa như lấy này sông lớn làm giới tuyến, một bên là 14 cảnh đại tu sĩ, một bên là 14 cảnh phía dưới có linh chúng sinh. Nạp Lan Thiêu Vi liếc mắt quán tức lâu bên kia trẻ tuổi đạo quan, rất giống cái người đọc sách, liền thuận miệng nói ra, tuế trừ cung tu sĩ, không phải là đang bế quan, chính là tại bắt tay vào làm chuẩn bị bế quan, như thế nào thường xuyên chứng kiến ra hỏa này lên lầu đi dạo. Trình Thuyên nói ra, hắn gọi Cao Bình, có hai cái đạo hiệu, là quá đi cùng đi thương nghe liền nguy hiểm, cao bình là tuế trừ cung trưởng tịch đạo quan bề ngoài giống như trở thành rất nhiều năm cũng không thể thăng quan một mực chịu trách nhiệm tất cả cung quan đạo sĩ sổ sách lục đương cùng độ điệp lần lượt mời chẳng qua cao bình ngoại trừ chính thức trưởng tịch thân phận còn giống như có một tuế trừ cung độc nhất phần chức quan văn học dù sao chính là cái trước ta nghe cũng không có nghe qua đồ vật nếu ẩn quan đại nhân ở chỗ này hắn khẳng định hiểu được trong này bảy rẽ tám lừa gạt môn đạo nạp lan thiêu vi gật đầu nói là hạo nhiên thiên hạ bên kia một cái cổ xưa chức quan rất có chút ít đầu năm nón quan rất nhỏ chẳng qua không có điểm học vấn khẳng định không đảm đương nổi cái này quan hôm nay không quá dùng trình thuyên vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía nạp lan thiêu vi nạp lan thiêu vi cười mắng cái gì ánh mắt lão tử hiểu được văn học lai lịch có cái gì tốt ly kỳ khiến cho như là phát hiện trần bình an tiểu tử kia không hiểu đồng dạng trình thuyên cười ha hả nói muốn nói so kiếm thuật ngươi so với ẩn quan đại nhân tạm thời cao hơn một bậc ta nhận thức, nhưng muốn nói so đấu trong bụng mực nước, thực không so được, ngươi cũng chính là đụng phải cái trùng hợp." Nạp Lan Thiêu Vi giật ra chủ đề, "Ngươi cùng hắn đã từng quen biết?" Trình Thuyên gật đầu nói, "Tại trong lầu cùng bờ sông đều chạm qua mấy lần, là một cái hũ nút, cho chuyện được không có nhiều, về hắn, Tuế Trừ cung có chút nghe đồn, chỉ cùng cái kia gọi Cưng Tiểu Bạch thủ tuế nhân trò chuyện được đến, giống như ưa thích đánh cờ, Ngô cung chủ ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự trong đó, chẳng qua có một cổ quái quy củ, hai bên chỉ xuống trước 40 tay. Nạp Lan Thiêu Vi gật đầu nói, ta năm đó cũng thường xuyên cùng tôn cự nguyên mấy người bọn hắn đánh cờ, thắng nhiều thua ít. Trình Thuyên hỏi, ngươi cho là thật hiểu được trên bàn cờ bên cạnh có mấy cây tuyến. Nạp Lan Thiêu Vi tức cười nói, ngươi chính là lắm miệng. Trình Thuyên cười nói, so so chiêu. Nạp Lan Thiêu Vi, không để ý cái này kiếm khí trường thành chửi nhau ba thứ hạng đầu giáp cao thủ, chỉ là nhìn về phía cái kia trẻ tuổi tướng mạo trường tịch đạo quan, có cơ hội tìm hắn đánh cờ mấy cục. Quán tức lâu bên kia, Cao Bình lấy tiếng lòng mỉm cười nói, đợi nạp lan kiếm tiên ngày nào đó có rãnh rỗi, có thể tới bên này làm khách. Ta nghĩ cùng nạp lan kiếm tiên đối với kiếm khí trường thành cuối cùng một trận, cùng chung phân tích một chút. Nạp lan thiêu vi cười nói, ta không hiểu những cái kia vớ vẩn quanh có đấy, ngươi tìm lộn người, ngươi được tìm nghỉ mát hành cung đám đó người trẻ tuổi trò chuyện cái này. Cao Bình mỉm cười nói, nạp lan kiếm tiên khiêm tốn rồi, chính là một trận lý luận xuông, Nạp Lan Thiêu Vi từ chối cho ý kiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cao Bình chắp tay trí lễ sau đó, quay người đi vào quán tức lâu, đóng cửa lại về sau, vị này trưởng tịch đạo quan trong tầm mắt, là một bức chín châu bản đồ, hầu như hàng năm đều có rất nhỏ thay đổi. Tương lai tuế trừ cung mà hỏi Bạch Ngọc Kinh, cung chủ ngô xương hàng bản thân, có lẽ nhiều nhất chỉ chiếm một nửa. Mặt khác một nửa, đúng là cái này bức bản đồ bao quát thiên hạ cửu châu. Gió tuyết mênh mông, bông tuyết từng mảnh to như trưởng, một vị chân trần áo tím tăng nhân, đạp tuyết vô ngân, một mình hành tẩu tại hai châu vùng biên giới tuyến thượng, đi tới một chỗ linh khí mỏng manh một số gần như tại không rừng thiêng nước độc nơi, nhìn ra xa một chỗ vách núi. Trong núi có cao nhân, 90 thế hệ tăng, thâm cốc nguy ngồi. Muôn đời nghìn đời, gió cao không đoạn. Cùng nhã tương diêu thanh từ biệt, rời khỏi thanh thần vương triều khương đừng, muốn tới này nghe một chút đối phương ý kiến. Đạt được cái kia lập lời nước đôi đáp án về sau, Khương Đừng chỉ là cười trừ, tiếp tục đi xa lặng yên tiến vào u châu khu vực ở đằng kia tương truyền là một chỗ viễn cổ chiến trường di chỉ tranh giành quận một thứ tên là giáp ngựa doanh địa phương có tòa triền sông cầu một vị thôn phụ đi ra một cái đồng còng ngõ hẻm chọn trọng trách qua cầu trọng trách hai đầu đều chọn chỉ giỏ trúc trong giỏ sách bên cạnh ngồi hai đứa nhỏ khương đừng mỉm cười nói đây là chọn hai tổ tông đâu u châu xa xôi khu vực một chỗ tên là rót hư xem tiểu đạo quan ngoài cửa không rộng đích trên đường phố ở đằng kia nơi góc đường trống lên một cái sách sạp hàng, đã có giang hồ diễn nghĩa tiểu thuyết, cũng có tiểu nhân sách, tranh liên hoàn, chỉ thuê không bán, hoa một viên đồng tiền, có thể xem một quyển sách. Cao thấp băng ghế, đã ngồi chút ít mặc tả hài đồng, cũng có mấy cái chơi bời lêu lỏng thanh niên vô lại, ở đằng kia một bên lật sách một bên trò chuyện chút ít lời nói thô tục. Chủ quán là một cái khuôn mặt trắng nõn trẻ tuổi đạo sĩ, mày rậm mắt to, dáng người to lớn, tên là Lông Trùy, tạm thời chưa có đạo hiệu rót hư xem là nhỏ trong huyện thành bên cạnh tiểu đạo quan chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ lông chùy là này tòa tiểu đạo quan điển tạo cũng chính là quản thức ăn đấy nhưng tốt xấu là một cái thanh lưu vào phẩm đạo quan dọc theo đường bị người xưng hô là có thể có một lão gia hậu tố đấy mà sư phụ của hắn càng là đạo quán người tiếp khách đạo sĩ địa vị gần với quan chủ cùng giám sát viện cái ghế thứ ba trẻ tuổi đạo quan ở chỗ này bày sách bày kỳ thật cũng kiếm không được mấy cái tiền còn trẻ lúc coi như cái kia chạy sơn nhân, vào núi hái thuốc, chảo con rết, bệnh con dế mèn lồng, cái gì kiếm tiền việc đều chịu làm. Theo lý thuyết, lại là cái đạo quan, tướng mạo cũng không kém, không đến mức cô độc mới đúng, có thể vấn đề ở chỗ, hàng xóm láng giềng, đều nói cái này họ mau điển tạo lão ra, giống như có chút não không có, nếp nhăn, thường xuyên sững sờ ngẩn người, hoặc là đang ăn cơm, thoáng cái sẽ mặt đầy nước mắt, vấn đề là cũng không có tiếng khóc, dần già, cũng liền không có ai dám xin cưới bằng không thì có đội điệp đạo quan lão ra, cái nào không phải là bánh trái thơm ngon. Lông chùy bàn tay bày để đó một giấy dầu bao tương thịt, bên trong thả bảy tám tỏi muối, đang tại nhai kỹ nuốt chậm. Trên đường đã đến một vị thanh niên đạo sĩ, đầu đội cứng rắn xuôi theo tròn cái mũ hỗn nguyên khăn, lộ ra búi tóc, lấy một nhánh vàng dương mộc châm vắt ngang chi. Sư khác đạo sĩ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn tiểu đạo quan tấm biển, mỉm cười nói, khá lắm ấp dư rót hư, lấy có thừa lấy bổ sung chưa đủ, cầm dư chi đạo, ấp mà tổn hại chi, lại vừa miễn ở cao long chi hối hận, càn khôn chi khiên. Thanh niên đạo sĩ quay đầu cười nhìn về phía cái kia lông trùy. Lớn châu tiểu quốc, quận lớn huyện nhỏ, nho nhỏ đạo quán, nhưng là một vị đại tu sĩ. Không phải là đã có, mà lại là nhưng là. Bởi vì đạo quán mọi người, cùng đạo quán bản thân, chính là chỗ này vị đạo sĩ biến thành. Lông trùy quay đầu nhìn về phía vị kia thở dài, thu quán rồi. Bọn nhỏ lập tức không vui, lông trùy đành phải nói ra, lần sau mỗi người xem ba quyển sách cũng không lấy tiền. Dù sao cũng không có cái gì lần sau rồi. Bọn nhỏ vui mừng hớn hở, giải tán lập tức. Đến nỗi mấy cái thanh tráng cũng không có so đo cái gì, ảo lấy tính tình, hùng hùng hồ hồ vài câu cũng liền đi rồi. Chủ yếu là cảm thấy cái kia xứ khác đạo sĩ, không giống như là cái loại lương thiện. Thanh niên đạo sĩ cười nói, phí hết lão đại sức lực, mới tìm tới nơi này. Khó trách lục trưởng giáo tìm không thấy ngươi. Lông chủy nói ra, hắn không phải là tìm không thấy ta, là tạm thời không cần tìm ta. Thanh niên đạo sĩ cười nói, dù sao cũng thế, đều là bần đạo tới trước một bước. Thanh thần vương triều bảo hộ không được người đấy, diêu thanh băn khoăn quá nhiều, cảnh giới cũng kém có điểm ý tứ, vì vậy liền cùng bần đạo lên tiếng chào hỏi. Bần đạo địa phế núi, đại trận một mở, ngươi xa hơn cung hoa dương lão tổ động một trốn, bảo vệ ngươi trăm năm thời gian, nghĩ đến vấn đề không lớn. Dù sao mở ra sơn môn đại trận hết thảy tiêu phí, bần đạo cũng có thể cùng thanh thần vương triều thanh lý. Lông chùy cười lạnh nói, ngươi sẽ không lo lắng sau một khắc, hắn đang ở trước mắt rồi hả? Vừa đến bần đạo trận pháp tạo nghệ, cùng che đậy thiên cơ thủ đoạn, cũng không tính quá kém. Thanh niên đạo sĩ đi đến sạp hàng bên kia, chọn lấy đầu ghế dài ngồi xuống, mỉm cười nói, còn nữa, rõ ràng cùng Bạch Ngọc Kinh không hợp đấy, đã có huyền đô quan cùng tuế trừ cung, nhiều hơn nữa ra một cái địa phổi núi, cũng không coi vào đâu, chân vô địch nha. U Châu cái nào đó quốc lực nội tình không thua tịnh Châu Thanh Thần Vương Triều Đại Quốc, trong đó Hoàng Đông Dương Thị từ xưa chính là miếu đường chủ tâm xương mà Dương Thị từ trước là cung hoa Dương lớn nhất khách hành hương không đơn thuần là tiền nhan đèn địa phế núi phần đông đạo quan đều đến từ Hoàng Đông Dương Thị chỉ cần rơi vào cái nào đó trong một trăm năm bạch ngọc kinh trên tay có thể phạt cũng không phạt đấy tất nhiên trọng phạt có thể giết cũng không giết đấy phải giết những thứ này kỳ thật cũng không có cái gì dù sao ai cũng rõ ràng dư đấu cũng không tận lực nhằm vào người nào chỉ là luận sự vấn đề ở chỗ cái này đạo lão nhị mỗi lần vấn trách vi phạm lệnh cấm người theo như lệ hoặc giết hoặc trọng phạt ngoại trừ luận sự còn có thể truy cứu dạy không nghiêm sư chi qua làm cho cả đỉnh núi cúi đầu điều này cũng không có gì địa phế núi đã từng có cái bị bóc lột trừ thiên hạ đạo sĩ độ điệp chọn đời không được mướn người vì đạo quan người trẻ tuổi không phục không phải vì chính hắn mà lại là vi sư tôn cùng đỉnh núi cứ phải cùng đạo lão nhị đòi hỏi một câu trả lời hợp lý cùng công bằng mà người này chẳng những xuất thân hoàng đông dương thị cũng là vị này thanh niên đạo sĩ nhỏ nhất đệ tử. Kết quả náo loạn một trận, cái này họ Dương năm đó đạo quan chẳng những tội thêm một bậc, lại liên lụy gia tộc quân cờ không dạy, phụ chi qua, không đến mức khiến Hoàng nông Dương thị tổn thương ngân động xương, ít nhất năm đó, một vị đức cao vọng trọng lão đạo sĩ, thanh minh thiên hạ một trong mười người, lần kia liền đứng ở Bạch Ngọc Kinh biên giới, nhìn xa xa này tòa Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu. Mà hắn chính là địa phế núi cung hoa Dương lão tổ tông, cao cô, đạo hiệu lớn núi cao công nhận vài tòa thiên hạ luyện đan người thứ nhất. Lông chủy lắc đầu nói, ngươi còn là quá xem thường người kia. Cao cô mỉm cười nói, không bằng đổi lại cách nói, là cao cao ngạo đánh giá chính mình rồi. Lông chủy giật giật khóe miệng, cái này chê cười nghe không tệ. Thuần dương đạo hữu từng nói, một hạt kim đan tại ta bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Cao cô nói ra, chúng ta may mắn sinh làm người, lại có thể lên núi tu đạo, việc mong muốn, nói toạc trời đi, truy cứu căn bản, nhưng... Mà vì bảo trì nhân tính, đến nỗi ngươi, bạch cốt chân nhân, dù sao bất đồng cái xác không hồn, là ở tìm kiếm nhân tính, chứng đạo tự mình. Đạo hữu, chấp nhận. Lông chùy trầm mặc một lát, nói ra, đợi ta ăn xong tương thịt cùng tỏi muối. Đại ly Hồng Châu dự trương quận, mới kẻ đặt đốn củi viện. Mà cùng Hồng Châu tương lên ngu châu, trước đây nằm dựng lên hàng dệt bằng máy cục, trên danh nghĩa trông coi một châu cảnh nội ngự dụng, quan dùng cần thiết dệt đồ dùng giám sát hàng dệt bằng máy, Người nhậm chức đầu tiên chủ quan là một vị tên là Lý Bảo Trâm trẻ tuổi quan viên, xa trường xuất thân, có võ hơn bên người. Nhưng mà đã liền một châu thích xứ, đều không có tư cách chọn đọc tài liệu giờ người này hồ sơ. Lý Hàng Dệt bằng máy ở tiền nhiệm thời điểm, chỉ dẫn theo hai vị thiếp thân tùy tùng, làm Hàng Dệt bằng máy nha thự tá quan, đều họ chu. Đại ly ngu châu khu vực, căn cứ địa sách ghi chép về địa phương ghi chép, thường xuyên tại ngày gần giữa trường ngu giữa thời gian, vô duyên vô cớ trời có nổ mạnh tiếng to như lôi, bởi vậy được gọi là ngu châu. Khuya hôm nay ở bên trong, hàng dệt bằng máy quan lý bảo trâm mang theo hai gã nha thự tá quan, cùng một chỗ bái phòng dự trương quận đốn củi viện. Một hàng ba người gặp được Lâm Chính Thành, Lý Bảo Trâm chấp vãn bối lễ, chắp tay thi lễ nói, Lâm thúc thúc, tiểu chất mạo muội bái phòng. Ngồi ở thư phòng bên cạnh lò lửa gác đêm Lâm Chính Thành, chỉ là gật đầu thăm hỏi mà thôi. Thấy kia Lý Bảo Trâm giống như ý định tiếp tục đứng đấy nói chuyện, Lâm Chính Thành cầm lấy cặp gấp than sờ chút vài cái than củi, lăng không ấn xuống vài cái, ý bảo ba vị khách tới thăm liền đừng đứng đây nữa, dù sao tối nay không nói chuyện công vụ, cũng đều là cùng hương, tùy tiện ngồi xuống trò chuyện tốt rồi. Kỳ thật lấy hai bên thân phận là không thể nào nói chuyện gì công sự đấy, mới thiết lập ngu châu hàng dệt bằng máy cục cùng hồng châu đốn củi viện, cùng loại sớm nhất long tuyển quận hầm lò đốc tạo thự, đều thuộc về đại ly triều đình một loại trầm xuống cơ cấu, nha thự mật báo, tới thẳng thiên thính, nếu là hai vị chủ quan một mình tiếp xúc, mưu đồ bí mật mấy thứ gì đó, thuộc về quan trường tối kỵ. Nhưng mà người bình thường tình qua lại, cũng không phải dùng quá mức tận lực xa lánh, đến nỗi trong lúc này trừng mực bắt chẹt, liền xem từng người công môn tu hành đạo hạnh rồi, tựa như tối nay trận này gặp mặt, Lâm Chính Thành cùng Lý Bảo Trâm hai bên đều chủ động lục đương, hơn nữa coi như là bọn hắn cố ý giấu giếm, hàng dệt bằng máy cục hoặc là đốn củi viện, cũng nhất định sẽ có có chút quan lại, sẽ để cho Hoàng đế bệ hạ biết được việc này dựa theo đại ly mới chém gió luật điển, ngu châu hàng dệt bằng máy cục, nếu so với dự trương quận đốn củi viện phẩm chất cao hơn một mảng lớn, thân là hàng dệt bằng máy quan chủ quan lý bảo châm, quan hàm chính là từ tứ phẩm, hơn nữa một ít ẩn nấp quyền hành, nói lý hàng dệt bằng máy là nửa cái đại tướng nơi biên cương, cũng không tính khoa trương. Bốn người ngồi vây quanh bên cạnh lò lửa, chậu than bên trên kẹp lấy một chương lưới sắt, nướng chút ít phát ra màu vàng kim ong ánh bánh mật, đậu hũ khối, đại khái coi như là ăn khuya rồi đôi kia họ chủ phụ nữ sớm đã thoát ly ti tiện tịch đi theo nhà mình công tử lý bảo trâm sông sáo bên ngoài hơn 20 năm trải qua công môn tu hành đánh bóng cùng một ít không thấy đao quang kiếm ảnh khác chiến trường chém giết hôm nay chu hà cùng con gái chu lộc theo thứ tự là một vị kim thân cảnh vũ phu cùng một vị sáu cảnh vũ phu cái sau tại đầu năm nay vừa mới phá cảnh lão vũ phu tuổi gần 60, hai tóc mai hơi màu trắng lâm chính thành quay đầu nhìn về phía lão nhân kia cười nói: "Chu Hà, chúng ta thật nhiều năm không gặp mặt rồi a." À. Chu Hà cười gật đầu nói, khoảng cách lần trước gặp mặt, như thế nào đều nên có 20 năm rồi. Năm đó Lâm Chính Thành là sớm nhất một đám rời khỏi Ly Châu Động Thiên trấn nhỏ bản thổ người, đem đến kinh thành bên kia. Chu Hà mặc dù là phố phúc Lộc Lý gia hộ viện, thuộc về gia sinh tử, nhưng mà trước kia tại trấn nhỏ, Lâm Chính Thành là đốc tạo nha thự tá quan, thường xuyên phụng buổi quan đốc tạo đi thăm dò xem hầm lò cửa, mà Lý gia lại có chính mình Long Diêu, đều là chu hà đang xử lý cụ thể sự vụ vì vậy hai bên thường xuyên gặp mặt cũng không mạch sinh lâm chính thành quay đầu hỏi chu lộc có từng lập gia đình nữ tử hơi có vẻ câu nệ nhẹ nhàng lắc đầu còn không từng lập gia đình lâm chính thành gật đầu nói biết rõ ngươi từ nhỏ liền lòng dạ cao chu lộc thần sắc thẹn thùng lý bảo trâm kỳ thật tương đối hâm mộ đôi này phụ nữ có thể cùng lâm chính thành ôn chuyện vài câu không giống chính mình hôm nay tới cái này đốn củi viện cũng chỉ là bái cái đỉnh núi về lâm chính thành cái này thâm tàng bất lộ cũ đốc tạo thự quan lại lý bảo trâm chỉ thông qua một chút đã biết rõ đại khái nước sâu nước cạn rồi tựa như đường đường chính tam phẩm ngu châu thích xứ đều không thể chọn đọc tài liệu chính mình cảnh nội một cái từ tứ phẩm hàng dệt bằng máy quan hồ sơ cái này là lý bảo trâm lực lượng mà lý bảo trâm làm năm đó chấp trưởng bảo bình châu toàn bộ đông nam gián điệp tình báo chủ quan đã từng tiếp xúc đến không ít đại lý gián điệp tình báo cơ mật hồ sơ từ lâm chính thành cái kia phần nhìn như tỉ mỉ xác thực tầm thường lý lịch ở bên trong, cùng với sau đó Lâm Chính Thành tại Đại Ly Kinh Thành tiệp báo sử nhậm chức, Lý Bảo Trâm rồi lại gửi ra một loại cực kỳ ẩn nấp bất thường, thậm chí sinh ra cái nào đó khiến Lý Bảo Trâm cảm thấy lưng phát lạnh suy đoán. Cái này còn trẻ lúc trong trí nhớ không nói cười tùy tiện Lâm thúc thúc, nói không chừng chính là quốc sư thôi sàm. Xếp vào tại ly châu động thiên một viên mấu chốt quân cờ, mà viên này nhìn như không chút nào thu hút quân cờ, lại vô cùng có khả năng trình độ nhất định trên ảnh hưởng đến toàn bộ đại ly triều đình xu thế, đây là Lý Bảo Trâm một loại quan trường trực giác. Lâm Chính Thành liếc mắt ngồi nghiêm chỉnh Lý Hàng dệt bằng máy, không tính trẻ tuổi, bất hoặc chi niên, quan cư trú từ tứ phẩm, nếu như bỏ qua một bên thiên tử tâm phúc thân phận, kỳ thật tại đại ly kinh thành cùng thủ đô thứ hai hai tòa triều đình, Hàng dệt bằng máy cục dù sao cũng là đại ly triều đình thiết kế cơ cấu, thuộc về trôi nổi tại quan trường biên giới khu vực ghẻ lạnh nha môn, vì vậy không giống tào canh tâm. Viên chính định những thứ này thượng trụ quốc dòng họ đệ tử, như vậy quá mức nhìn chăm chú, nhưng mà có ít người, xác thực giống như trời sinh chính là lan lộn quan trường liệu. Ngoài ra toàn bộ nội tình thâm hậu phố Phúc Lộc Lý Thị, một người duy nhất đặt chân quan trường, chính là Lý Bảo Trâm. Lâm Chính Thành dùng cặp gắp than nhẹ nhàng khuấy động lấy lửa than, che tại trong cho bụi, lạnh nhạt nói, một người vận dụng trí tuệ, chính là đốt than sưởi ấm, phải học được dấu tài, mới có thể cháy sạch lâu dài. Lý Bảo Trâm gật gật đầu, mỉm cười nói, ngoại trừ cần kiệm công việc quản gia, tiết kiệm lửa than bên ngoài, cũng muốn tăng trưởng trí tuệ, lên núi đốn củi đốt than là một loại, cùng người mua sắm than củi lại là một loại, ngoài ra, trời đông giá rét thời tiết đốt than sưởi ấm, trừ mình ra khống chế tốt hỏa hầu, cũng muốn lưu tâm vây lộ mà ngồi người bên cạnh, tận lực khiến tất cả mọi người không cảm thấy lửa than độ nóng quá bị phòng. Lâm Chính Thành gật gật đầu, suy một ra ba, là người thông minh, nói chuyện phiếm không uổng phí sức lực. Phố Phúc Lộc Lý thị trẻ tuổi tam huynh muội, xác thực điều ứng câu kia lời tiên tri. Lâm Chính Thành thuận miệng hỏi, trở thành nhiều năm như vậy quan, có cái gì không cảm ngộ? Không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Lý Bảo Trâm nói ra, đế vương tướng tướng, người buôn bán nhỏ, trên núi thần tiên, ma quỷ tinh quái, đều có nên chỗ. Thực tế muốn chú ý một chút, hạ hạ người có tốt nhất trí. Chu Lộc do dự một chút, còn là ôn nhu nói, Lâm thúc thúc, ngần này năm qua, công tử một mực ưa thích cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp cùng đại ly quan viên cùng xuất hiện ngược lại không nhiều lắm lâm chính thành cười nói tiềm long vật dụng lý bảo trâm thần sắc như thường lâm chính thành nói ra muốn được cái kiến long tại điền lời bình còn thiếu chút nữa ý tứ đương nhiên ta chính là cái đốn củi viện người hầu đấy chỉ là gặp cái đồng hương vãn bối nhịn không được nói vài lời cậy già lên mặt ngôn ngữ không phải là đại ly lễ bộ quan lớn lý hàng dệt bằng máy không cần quá cho là thật lý bảo trâm cười nói cũng là rời khỏi quê hương nhiều năm mới hiểu được quê hương lão nhân châm ngôn là bực nào quý giá không giống với bình thường địa phương người rời khỏi quê hương càng xa càng lâu sẽ cảm thấy quê hương càng nhỏ ly châu động thiên đám này người trẻ tuổi càng là có tiền đồ đấy đều không ngoại lệ đều sẽ cảm giác được quê hương chấn nhỏ lớn cùng với sâu không thấy đáy sau đó đại khái nói chuyện phiếm non nửa cái giờ lâm chính thành còn là ngôn ngữ không nhiều lắm phần lớn là lý bảo châm tìm lời nói trò chuyện chu hà cũng sẽ tận dụng mọi thứ nói chút ít chuyện cũ lâm chính thành thủy chung không có lộ ra không kiên nhẫn đích thực sắc mặt lý bảo trâm cáo từ rời đi mang theo chu hà cùng chu lộc rời khỏi đốn củi viện rời khỏi quận thành về sau lý bảo trâm vì chiếu cố chu lộc tế ra một cái phù chu trở về ngu châu cũng không phải thẳng đến hàng dệt bằng máy cục mà là đi hướng một chỗ đỉnh núi màn đêm nặng nề lý bảo trâm trong lúc rảnh rỗi ở đầu thuyền ngồi xếp bằng nhặt lên một hạt linh khí ngưng tụ mà thành quang cầu phù chu gió thổi chớp giật, tại trong bầu trời đêm kéo lê một vệt lưu huỳnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Phụ nữ hai người, trầm mặc không nói, đều có tâm tư. Chu Hà đã đưa thân bảy cảnh vũ phu nhiều năm, đánh tiếp chịu đựng vài năm thể phách, có hy vọng lấy thuần túy vũ phu chi thân phúc địa đi xa, dựa theo nhị công tử an bài, chỉ cần trở thành viễn du cảnh, liền sẽ khiến hắn từ hàng dệt bằng máy cục chuyển bất luận cái gì địa phương võ quan chức quan sẽ không quá cao, nhưng mà có quân công võ huân bên người, lại là viễn du cảnh vũ phu, chắc hẳn sẽ không quá thấp. Như vậy tương lai đứng nhà thờ tổ, chém gió ra phả, cung phụng tổ tiên thần chủ vị, cũng không lại là hy vọng xa vời. Chu Hà một kẻ vũ phu, lấy năm đó ti tiện tịch thân phận, có này làm, cũng coi như dạng dỡ cửa nhà rồi. Chu Hà một mực cũng không phải là một cái có quá lớn dã tâm người, nếu như không phải là vì báo đáp lý ra ân đức, cũng cần vì con gái duy nhất Chu Lộc làm lâu dài cân nhắc, kỳ thật chu hà càng hy vọng có thể rời khỏi quan trường tại rời xa đại ly vương triều bò bình châu phía nam nào đó nước trên giang hồ đặt chân hoặc là khai sơn lập phái hoặc là mở quán thu đồ đệ chu lộc tâm tình phức tạp rời quê nhiều năm sớm đã không phải là thiếu nữ chu lộc ngẫu nhiên sẽ nhớ năm đó nàng nếu là không có rời khỏi chi kia đi học đội ngũ nhân sinh của mình gặp gỡ sẽ là như thế nào làm mùng một người đi đường rời khỏi trấn nhỏ đi qua sông long tu cùng sông thiết phù đi ngang qua kỳ đôn sơn cuối cùng đến trấn hồng trúc sau đó thì có trận kia phong ba như vậy mỗi người đi một ngà nếu như chưa từng tách ra nàng đi theo đại tùy thư viện lý bảo bình nàng cùng phụ thân lâm thủ nhất lý hòe còn có người kia chu lộc cảm thấy là lúc ấy hai nhóm người tuy rằng đồng hành nhưng chỉ có hai loại người trong lúc bọn hắn gặp được một cái mang mũ rộng vành đeo đao dắt con lửa nam nhân tự xưng a lương thiện lương lương là một gã kiếm khách lại tự xưng kiếm thuật vô địch tuyệt thế vô song nghiêm túc ngay cả mình đều cảm thấy đáng sợ một tay kiếm thuật huy sái tự nhiên hát nước không vào ướt một mảnh góc áo coi như là hắn kiếm thuật không tinh vì vậy mỗi lần đi ngang qua bờ sông lý hòe sẽ phải a lương đứng ở bên cạnh bờ chính mình đi nhặt một đống tảng đá khiến a lương tiết lộ một cái cái gọi là kiếm thuật hoặc là đếm trên đầu ngón tay đợi đến trời mưa xuống một mực ầm ầm náo đến cuối cùng đã liền chu hà thành thật như vậy người đều cảm thấy cái kia nhìn như sâu không lường được kiếm khách, chớ không phải là cái chỉ biết khoe khoang khoác lác bọn bịp bợm giang hồ. Kết quả ở đằng kia tam giang hợp dòng nơi, như cái kia nước sông phân chia hợp, giống như vừa vặn phân ra ba đầu hoàn toàn bất đồng nhân sinh con đường. Nàng cùng phụ thân, ảm đạm rời khỏi trấn Hồng Trúc, đi theo phố Phúc Lộc Lý thị nhị công tử. Lý Bảo Bình một đoàn người tiếp tục tiến về trước Đại Tùy Sơn Nhai thư viện. Đến nỗi cái kia cả lơ phất phơ sắc phôi, vậy mà ở đằng kia một ngày phá vỡ màn trời, đi hướng Thanh Minh Thiên Hạ, lại lại có thể cùng Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo đã hỏi quyền lại hỏi kiếm, lại vậy mà lấy kiếm tu thân phận, đưa thân 14 cảnh. Lâm Thủ Nhất làm qua trung bộ sông lớn đổ ra biển người coi miếu, đã là một vị nguyên anh cảnh tu sĩ, nghe nói gần nhất đã bắt đầu bế quan. Lý Bảo Bình, đã là thư viện quân tử, đã liền cái kia Lý Hoè, cũng không hiểu thấu đã trở thành đại tùy sơn nhai thư viện hiền nhân. Đến nỗi người nọ, càng là... Trong tương lai nhân sinh đường núi trên, một ngựa phóng nhanh. Nghe nói sau đó, Tại đại ly vùng biên giới, đi học trong đội ngũ lại nhiều ra ba người. Thiếu niên áo trắng Thôi Đông Sơn mang theo hai cái lô thị di dân. Vu Lộc cùng tạ tạ, cùng nhau đi xa đại tùy. Vu Lộc là lô thị vong quốc thái tử điện hạ, đã sớm là viễn du cảnh vũ phu rồi, đưa thân Sơn biên cảnh, nắm chắc. Tạ tạ từ lâu là một vị lục địa thần tiên. Ngoại trừ phố Phúc Lộc Lý gia tiểu chủ nhân Lý Bảo Bình, còn lại mọi người, quả thực chính là một đám không thể nói lý đấy. Quái vật, nhất là cái kia họ trần kẻ quê mùa, giày rơm đao bổ củi đã từng là một cái than đen tựa như gầy gò thiếu niên về sau biết được đối phương trước sau mua súng núi lạc phách ở bên trong rất nhiều đỉnh núi một chuyện dần dần đã có vài phần trên núi tiên phủ khí tượng trong nội tâm nàng thì có một ít băn khoăn nhưng mà cảm thấy chỉ cần đi theo nhị công tử liền có thể mọi sự không lo lại về sau núi lạc phách vấn lễ chính dương sơn chu lộc càng là lo lắng không yên chẳng qua phụ thân khuyên nàng không cần như thế nói người kia tính tình thuần pháp tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta phụ nữ lôi chuyện cũ đấy lại về sau một phong đến từ trung thổ thần châu sơn hải tông sơn thủy công báo khiến chu lộc triệt để hoàng hồn chu hà phát giác được con gái tâm sự nặng nề nhẹ giọng hỏi nghĩ cái gì chu lộc cười lắc đầu không có gì ngu châu cảnh nội có một chỗ phong cảnh danh thắng tên là thiên trúc phong một ngọn núi độc cao mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn sẽ có cái kia màu vàng biển mây phong cảnh tráng lệ một người trung niên rồi lại thượng vị cưới vợ thực quyền võ tướng nghỉ đêm trong núi đạo quán chuẩn bị ở chỗ này xem mặt trời mọc nam nhân xuất thân đại ly phiên thuộc nước cũng đã làm được ngu châu tướng quân địa vị cao quan văn liễu thanh phong võ tướng tào mậu đều là vô cùng có danh khí đại ly bản thổ lấy ra ngoài thân quan lớn dựa theo đại ly triều đình luật lệ võ tướng cực hạn là làm tuần thú sử quan chức cao nhất từ nhất phẩm đi tới một bước này cũng đã quan không thể phong chỉ có mấy cái thụy hào chức xuông cao thấp chú ý rồi Kế tiếp, chính là bốn xuất trinh bốn chấn bốn bình tổng cộng 12 vị tướng quân. Hôm nay nửa số đều đi theo tống trường kính đi man hoang thiên hạ, còn lại nửa số, đều đóng tại Bảo Bình Châu trung bộ dài dòng buồn chán vùng biên giới tuyến thượng. Sau đó chính là một châu tướng quân, nhưng mà cũng không phải là tất cả châu đều có. Đại ly chỉ ở cùng loại ngu châu lính như thế nhà vùng giao tranh thiết trí. Tào mậu tại lúc đêm khuya, vứt xuống mấy vị quân ngũ tùy tùng cùng một gã tùy quân tu sĩ, một mình rời khỏi ngọn núi kia giữa sắc kiến đạo quán, trèo lên đỉnh thiên trúc phong tìm một chỗ bằng phẳng địa phương đưa đến tảng đá làm băng ghế im lặng mà ngồi tào mậu đột nhiên nheo lại mắt một cái phù chu bỗng nhiên tới thoáng thay đổi quỹ tích không có đi hướng đạo quán nâng cao lộ tuyến tại đỉnh núi bên này bồng bềnh rơi xuống đất tào mậu thấy rõ phù chu bên trên ba người về sau thờ ơ ờ, không có đứng dậy đón chào ý tứ một gia thân ly châu động thiên phố phúc lộc từ tứ phẩm hàng dệt bằng máy quan luận quan hệ cá nhân chưa nói tới gặp qua vài lần mà thôi, sơ giao cũng không tính là, nói công sự, hai bên đều tại ngu châu bên này người hầu, ai cũng không quản được người nào. Lý Bảo Trâm ôm quyền cười nói, gặp qua tào tướng quân. Tào Mậu chỉ là gật gật đầu, cũng không mở miệng hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Lý Bảo Trâm dịch bước đi về phía trước, ngồi sổ một bên, Chu Hà Chu Lộc hai cha con, liền đứng ở cách đó không xa. Tào Mậu thấy kia Lý Hàng dệt bằng máy, vậy mà bày ra một bộ làm người câm tư thế, thật sự là không muốn bị một người ngoài đã quấy giày thanh tịnh khẽ nhíu mày đành phải hỏi có gì muốn làm Lý Bảo Trâm mỉm cười nói chính là muốn cùng một cái nhớ tình bạn cũ người tự ôn chuyện bằng không thì hạ quan liền trực tiếp đi nha thự tìm Tào tướng quân Ngu Châu tướng quân Tào Mậu là tuần thú sử Tô Cao Sơn dưới trướng lúc trước đi theo đại ly thiết kỵ một đường xuôi nam đến rồi một châu nhất phía nam Lão Long Thành sau đó một quốc gia tức là một châu đại ly vương triều không thể không lấy Lão Long Thành làm cứ điểm lấy một châu lực lượng chống cự man hoang thiên hạ yêu tộc đại quân đại ly biên quân liền vừa đánh vừa lui đến bảo bình châu trung bộ sông lớn đổ ra biển một xuôi nam một về phía bắc tại đây hai trận liên miên không dứt chiến sự ở bên trong tào mậu lập được liên tiếp chiến công tuy rằng không phải là đại ly vương triều bản thổ người rồi lại cuối cùng trổ hết tài năng trở thành tô cao sơn bộ hạ cũ chư tướng chính giữa trước nhất trình quảng đại một cái tào mậu sẽ ở hàng năm tháng riêng trong rút ra thời gian trước kia là đi đại ly kinh thành hội kiến vị kia đại tướng quân đàn bà quá hôm nay sẽ phải đi tô cao sơn nguyên quán quê hương bên kia chúc tết kinh thành quan trường bên trong không phải là không có rảnh rỗi nói vỡ lời nói có nói hắn là làm bộ dạng cho hoàng đế bệ hạ xem đấy là muốn mượn cơ hội lôi kéo khởi tô tuần thú bộ hạ cũ tự lập đỉnh núi cũng có một ít càng trói tai ngôn ngữ nói hắn là tại đốt lạnh lò tào mậu đều không sao cả tô tướng quân đối với chính mình có ơn tri ngộ tô tướng quân khi còn sống chúc tết cũng tốt chúc mừng cũng được chỉ nhi phố tô phủ cửa ra vào kín người hết chỗ không thiếu hắn một cái lúc này không giống ngày xưa tô tướng quân đi rồi chúc tết trong đám người bên cạnh thiếu đi người nào cũng không thể ít hắn một cái tào mậu nói ra lý hàng dệt bằng máy giống như chúng ta còn không có quen thuộc đến cái kia mức độ lý bảo trâm cười hỏi tào tướng quân khi nào áo gấm về nhà tào mậu mỉm cười nói lý hàng dệt bằng máy cớ gì nói ra lời ấy Thạch Hào quốc bây giờ hoàng đế Hàn Tĩnh Linh, đại tướng quân Hạc Vàng Chi Lưu, chống lại hôm nay Đại Ly triều đình một châu tướng quân Tào Mậu, là hoàn toàn không có biện pháp địa vị ngang nhau đấy. Giả sử Tào Mậu nguyện ý khôi phục thân phận, mặc dù cố ý lấy xuống ngu châu tướng quân thân phận, một thân một mình trở về Thạch Hào quốc, như vậy thay đổi triều đại cũng không phải là không có khả năng. Lý Bảo Trâm là đại ly gián điệp thủ lĩnh xuất thân, đương nhiên rõ ràng cái này ngu châu tướng quân chân thật thân phận, Tào Mậu tên thật Hứa Mậu đến từ năm đó cũ chu huỳnh vương triều phiên thuộc một trong thạch hào quốc tìm nơi nương tựa đại ly triều đình trước là chính tứ phẩm võ tướng phụ thuộc trong đó một vị hoàng tử trẻ tuổi hứa mậu có được một cái tổ truyền trường sóc công nhận ngựa chiến người thứ nhất thạch hào quốc triều đình và dân gian cao thấp đều biết cái kia tiên đế ngựa tứ danh hào hoành sóc phú thi lang hứa mậu vốn là hoàng tử hàn tĩnh tín tâm phúc hứa ra càng là thạch hào quốc biên quân chỉ trụ một trong hứa mậu rồi lại bị điên bình thường mang theo hai khỏa đầu lâu không tiếc thí chủ chuyển tìm đến đại ly biên quân thiết kỵ tại tô cao sơn bên kia từ trinh sát tiêu trưởng làm lên bằng vào thật quân công từng bước một tấn thăng làm hôm nay ngu châu tướng quân chẳng qua hứa mậu coi như thông minh biết rõ may danh ẩn tích sớm dùng tàu mậu cái này tên hiệu bằng không thì lấy hứa mậu làm sở tác vì một khi tiết lộ ra ngoài năm đó cũng đừng nghĩ tại đại ly biên quân bên trong lăn lộn dù sao thạch hào quốc năm đó vì cản trở đại ly thiết kỵ xuôi nam móng ngựa không tiếc đánh hết tất cả biên quân, cũng muốn khốn thủ kinh thành. Nhưng mà đại ly thiết kỵ, từ võ tướng đến giáo úy cùng sĩ tốt, ngược lại đúng không tiếc lấy trứng trọi đá thạch hào quốc tướng sĩ có chút kính trọng. Lý Bảo Trâm lắc đầu nói, hứa mậu huynh hà tất biết rõ còn cố hỏi. Tào mậu híp mắt nói, là hoàng đế bệ hạ ý tứ. Lý Bảo Trâm nhịn không được cười lên, nhặt lên bên chân một tảng đá, nhẹ nhàng ném sườn dốc ngoài. Bệ hạ đối với hứa mậu huynh luôn luôn tin cậy có ra, huống chi chúng ta đại ly biên quân từ tuần thú sử cho tới bình thường võ tốt gần nhất trăm năm đến nay bất luận xuất thân chỉ nhìn quân công bệ hạ há có thể bởi vì hứa mậu huynh thân phận tự nhiên đâm ngang không công tổn thất một thành viên công huân đại tướng cùng biên quân chỉ trụ tào mộ nói ra ta một cái mang binh đánh giặc đấy với ngươi một cái quản hàng dệt bằng máy đấy hôm nay lại là không trận chiến có thể đánh chính là thái bình quang cảnh có thể nước tiểu không đến một cái trong bầu đi lý bảo trâm cười nói Dùng ta quê hương bên kia nói, hai ta là lão cùng ca." Tào Mậu cười khẩy nói, "Cũng không phải đồng niên đồng hương, Lý Hàng Dệt bằng máy sao có nói vậy?" Lý Bảo Trâm nói ra, "Ta cùng với Hứa Mậu huynh là cùng cầm tinh a, tại ta quê hương bên kia, đừng nói là cùng thuộc tin tưởng rồi, chính là đều là ở rể con rể tới nhà, hai người trên đường đụng phải, cũng muốn tiếng la lão cùng ca." Chu Hà nghiêm mặt, Chu Lộc nhịn cười, công tử lại đang nói gâu nói vượn rồi. Tào Mậu không còn kiên nhẫn, "Nếu như không có việc gì cũng đừng tìm việc. Lý Bảo Trâm lại tìm mấy khối tảng đá, ném đến sườn dốc ngoài, ta và ngươi đều từng gặp được qua người kia, đều tại hắn trên tay đã bị thua thiệt. Tảo Mậu giữ im lặng, suy nghĩ bay xa. Trước kia lân cận thư giản hồ thạch hào quốc, trong gió tuyết, hai nhóm người gặp nhau trong hẻm nhỏ. Một thân màu xanh bông vải bào người trẻ tuổi, mang theo hai gã tùy tùng. Quỷ tu thiếu niên tàng dịch, khoác một chương gia cáo bùa chú nữ quỷ mã đốc nghi. Thượng vị phong vương liền phiên hoàng tử hàn tĩnh tín, cận vệ là cái kia thạch hào quốc võ đạo người thứ nhất kim thân cảnh vũ phu hồ hàm còn có hai vị tâm phúc tùy tùng có cái kia hoành sóc phú thi lang thanh danh tốt đẹp trẻ tuổi võ tướng hứa mậu cùng với quý phủ cung phụng tàng tiên sinh trận kia phong ba sau đó hứa mậu tự tay đem đám đó vương phủ tinh nhuệ tùy tùng hơn 40 kỵ tốt từng cái đánh chết lại lấy chiến đao cắt lấy hoàng tử hàn tĩnh tín đầu treo lên bên hông chọn lấy ba con chiến mã định lúc này rời khỏi quê hương thay đường ra vô cái xuất thân Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là hứa mộ tại đầy trời trong gió tuyết, cũng không có như vậy rời đi, mà lại là ngồi ở trên lưng ngựa, chờ cái kia đuổi theo giết hồ hàm áo bông nam tử phản hồi tại chỗ. Cái sau đem hồ hàm viên kia đầu vứt cho hứa mộ, hứa mộ cũng không có khách khí, tựa đầu sọ treo ở yên ngựa mặt khác một bên, đồng dạng là một khoản không nhỏ chiến công, lấy ra làm cái kia đầu danh trạng. Ngay lúc đó Thạch Hào Quốc, làm cũ Chu Huỳnh Vương triều trọng yếu phiên thuộc quốc chi một, từ hoàng đế bệ hạ, đến triều đình văn võ bá quan, lại đến các lộ biên quân chủ tướng, hầu như đều là chủ chiến nhất phái. Tuy rằng quốc lực cách xa, Thạch Hào Quốc không thể cho đại ly thiết kỵ tạo thành quá lớn thương vong, nhưng mà mặc dù bắc cảnh biên quân đánh hết, kinh thành bị Tô Cao Sơn đại quân vây khốn đứng lên, dù là quốc tộ đoạn tuyệt, cũng không cùng đại ly tống thị cúi đầu xưng thần. Ví dụ như Hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, liền từng dẫn hứa mộ một đoàn người, tự mình phục giết hai chi có được tùy quân tu sĩ đại ly biên quân trình sát. Chỉ có điều chiều hướng phát triển, kết cục chỉ có thể là lấy trứng trọi đá mà thôi. Mà rơi cái hộ chủ bất lợi hứa mậu, mặc dù có thể may mắn còn sống lẻn vào kinh thành, gặp được cái kia thạch hào quốc hoàng đế, không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là bị trực tiếp ban được chết, hoặc là bị ném đến chiến trường, đẹp kỳ danh viết lấy công chuộc tội, dù sao đều là cái chết, dù sao đã chết cái nguyên bản, có hy vọng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước hoàng tử điện hạ, có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Hứa mậu liền dứt khoát đầu phục đại ly võ tướng Tô Cao. Sơn lý bảo Trâm lấy tiếng lòng nói ra trừ lần đó ra ta đã từng gặp qua một vị sa đao nhân họ tằng hắn từng đồng ý cho ta một cái chức quan nếu như không có suy đoán hắn đã từng đồng ý qua ngươi một cái chức quan đại ly tuần thú sự hứa mậu hỏi ngược lại còn ngươi thượng trụ quốc dòng họ hứa thị có một cái chuyển miệng tổ huấn đại khái ý tứ chính là hứa thị con cháu tương lai cần báo đáp một vị tới cửa đòi nợ ân công mặc kệ đối phương đòi hỏi cái gì Mặc kệ cách bao lâu năm tháng, nắm giữ gió tuyết trường sóc hứa thị con cháu, nhìn thấy người này về sau, xác định đối phương thân phận, liền đều phải vô điều kiện hoàn lại đối phương ân tình, mặc dù chết không hối hận, không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Này trường sóc, rơi vào tay hứa mậu trên tay, đã là đời thứ năm. Thạch hào quốc hứa thị, nhiều thế hệ trung liệt, tại biên quan ném đầu lâu rơi vãi máu nóng, vì các thời kỳ hàn thị hoàng đế chấn thủ vùng biên giới, đến rồi hứa mậu phụ thân đơn giản là cùng kinh thành quyền quý không hợp cũng chỉ có thể cáo lão hồi hương buồn bực sầu não mà chết mà vị kia mặc ra xa đao nhân chính là một mực giấu giếm thân phận tàng tiên sinh ở đằng kia trận gió tuyết đêm biến cố sau đó hai bên từng có một trận công bằng nói chuyện với nhau hứa mậu cuối cùng có thể tiếp tục giữ lại cái kia trường sóc tàng tiên sinh cũng cầu chúc hứa mậu một ngày kia có thể trở thành đại ly tuần thú sử xem xét thời thế làm không được anh hùng cũng chỉ phải lui mà cầu tiếp theo làm cái kia đúng thời cơ mà sinh, thuận thế lên kiêu hùng. Vị này tâm tư khó lường, làm việc bí hiểm tàng tiên sinh, tự xưng chỉ là lăn lộn giang hồ đấy, ở đâu có cơm ăn, liền đi ở đâu ăn xin ăn. Lý Bảo Trâm tiếp tục lấy tiếng lòng mật ngữ nói, ta với ngươi còn không quá giống nhau, ta cùng đồng hương đồng thủy tình đồng dạng, cũng đều là một vị xa đao nhân, chỉ là đồng hành bất đồng mạch, đều làm điều mua bán, nước giếng không phạm nước sông. Hứa mộ hỏi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, Phiền toái Lý Hàng dệt bằng máy lời nói rộng thoáng lời nói. "Xin mời Hứa Mộ huynh đồng tâm hiệp lực, được rồi, ta xong rồi, giòn đã nói được khó nghe điểm, chính là khẩn thiết xin Hứa Mộ huynh cùng ta, nói cho đúng đến, là cùng chúng ta làm cái kia lô tử, hợp lực bắt một cái cá lọt lưới." Lý Bảo Trâm nói ra, sau khi chuyện thành công, ta có thể cam đoan Hứa Mộ huynh khi còn sống vị cực nhân thần, sau khi chết hết sức lễ tang trọng thể, hơn nữa có thể khác mưu đường ra, ví dụ như một lần hành động trở thành bảo bình châu địa vị tôn sùng núi cao anh linh một trong, đến lúc đó là muốn làm nào đó cỗ đại ly địa vị cao sơn thần, còn là làm cái kia thạch hào quốc ngũ nhạc sơn quân, chỉ nhìn hứa mậu huynh ý của mình. Lý Bảo Trâm ném xong trong tay cục đá, vỗ vỗ tay, hào kiệt tuổi già, chí lớn không thôi. Này làm sao đủ, xa xa chưa đủ. Hứa mậu đưa tay chỉ màn đêm, thần sắc lạnh nhạt nói, thiên hạ thất phu tại lưng ngựa, trăng đầy nhân gian mấy nghìn châu, Lý Bảo Trâm nhẹ nhàng thở dài, coi như ta tối nay chưa từng tới nơi đây. Bởi vì này chính là hứa mậu đáp án. Thạch hào quốc hoành sóc phú thi lang hứa mậu cũng tốt, đại ly biên quân ngu châu tướng quân tào mậu cũng được, đều là một kẻ vũ phu, sinh tử vinh nhục đều tại trên lưng ngựa, xa trường trên. Trung thổ văn miếu, công đức dừng một chỗ bí cảnh. Một vị tù nhân, ngồi ở bên hồ, dùng rượu kia hỏng bét cây ngô đánh ổ. Hán tử trông coi một con cá đường, vi tản ra mồi xương mù hóa, vì vậy lần lượt quăng cần đề cần, đều là không cần. Hôm nay lại tới nữa thiếu niên kia, Lưu Xoa cũng không hỏi đến tên của đối phương, cũng không đi so đo một cái mới là dưới năm cảnh nho ra đệ tử, vì sao có thể đến chỗ này. Lưu Xoa cũng lời giải thích cái gì, nhìn qua thiếu niên chính là cái điển hình thường dân. Thiếu niên tò mò hỏi, nghe nói câu bất đồng cá, muốn dùng bất đồng cần câu. Lưu Xoa cười ha hả nói, cao thủ một cây căn, người thường bày hàng vỉa hè. Thiếu niên gật gật đầu, nghe xong chính là cao thủ nói lời. Man hoang thiên hạ, duệ lạc hà. Phi Phi bắt đầu bế quan. Sau đó đã đến một đám sứ khác tu sĩ. Giống như đã hẹn ở, cùng một ngày chạy đến duệ lạc hà, tới gặp bạch trạch. Giống như là một loại bất đắc dĩ ít kiến. Trong đó có một vị, cực kỳ trói mắt, thiếu niên bộ dáng, dáng người gầy gò, khoác một kiện cũ kỹ lông trồn, hai má có hai đống tai hồng, toàn bộ người lộ ra mười phần hoạt bát tức giận. Thiếu niên tiếng nói thanh thúy, thoải mái nói ra bạch lão gia cùng ngươi thương lượng chuyện này chứ sao thì ra là cái lớn lên giống thiếu niên cô nương bạch trạch cười nói nói một chút coi nàng ít thấy thoát ra vài phần nhăn nhó thần sắc nói ta ý định đi một chuyến hạo nhiên thiên hạ ta cũng không chủ động gây chuyện nhưng là từ cái kia kiếm khí trường thành bắt đầu ai dám ngăn trở ta liền chém chết người nào coi như ta vì man hoang thiên hạ xuất hiện lực chém chẳng qua bị đánh bị bắt bị đánh chết cũng làm ta tài nghệ không bằng người ngậm bồ hòn là được có thể ta nếu thuận lợi đi tới hạo nhiên thiên hạ cái nào đó châu ví dụ như bảo bình châu bên kia ta cũng sẽ không sằng bậy dù sao đại khái chính là như vậy cái y tứ bạch lão gia ngươi thông minh như vậy khẳng định biết rõ ta là như thế nào cái y tứ bạch trạch mỉm cười nói là đi tìm hắn nàng nhếch miệng mà cười một chương khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời bạch trạch nói ra chúng ta đây làm ước định tương lai đợi đến lúc ngày nào đó ta cùng lễ thánh đã đánh nhau ngươi tìm cơ hội phản hồi man hoang vì vậy chuyến này đi xa hạo nhiên ngươi nhất định trước đó vì chính mình tìm tốt một cái đường lui dù là ném đi nửa cái mạng đều được trở lại man hoang thiên hạ ở trước đó ta có thể cùng lễ thánh lên tiếng kêu gọi ngươi chỉ cần cam đoan về sau không cùng man hoang là địch cũng không ở hạo nhiên thiên hạ bên kia tùy tâm sử dụng hoành hành không sợ vượt cảnh du lịch chắc hẳn vấn đề không lớn nàng hiển nhiên rất là ngoài ý muốn thật giỏi a à. nàng chính là thuận miệng nói một chút đấy cùng bạch trạch đánh đã qua chào hỏi nàng liền chuẩn bị vừa đi chi, không nghĩ tới bạch trạch tốt như vậy nói chuyện, xem ra kính sưng một tiếng bạch lão ra, tuyệt đối không có phí công hô này. Chính là như vậy cái thiếu nữ, chính là viễn cổ yêu tộc kiếm tu giữa nổi trội nhất người, có được một đống lớn đạo hiệu, trắng cảnh, hướng chóng mặt, ngoại cảnh, trói loại linh. Bạch trạch dáng tươi cười ôn hòa, nói khẽ, xem ra là thiệt tình thích. Cũng không xác định có phải hay không ưa thích, chính là kia ra hỏa trốn tránh ta, một mực không có tay trắng cảnh lần đầu tiên có chút hẹn đỏ mặt. Đúng rồi, bạch lão gia, hôm nay ta là tạ con chó. Cái này tên mới, thế nào, rất thích hợp đi. Bạch trạch ừ một tiếng, gật đầu nói, gọi là một chuyện, ta không am hiểu. Trắng cảnh còn dễ nói, còn lại mấy cái từ vạn năm an nghỉ giữa tỉnh lại viễn cổ đại yêu. Từng cái một đấy, đều là đạo tâm rung động lắc lư, vẻ sợ hãi cả kinh, sắc mặt đều khó coi. Một cái có thể làm, cho kiếm tu trắng cảnh đều muốn cung kính tôn sưng một tiếng bạch lão ra đấy, cho dù là nói khách sáo, vậy cũng phải có tư cách khiến trắng cảnh cúi đầu chịu thua mới được. Bạch Trạch cười nói, nếu như không có đoán sai, mấy người các ngươi, tính cả trắng cảnh ở bên trong, trước đó đều thương lượng tốt rồi, nhìn xem có thể hay không hợp lại đến, cùng ta đính lập một cái minh ước, ví dụ như khuyên ta bất kể các ngươi quá nhiều, không sai biệt lắm điểm phải rồi hả? Trắng cảnh cười ha hả nói, bạch lão ra, bất quá bây giờ ta đổi ý rồi, đứng bạch lão ra bên này. Đều họ bạch nha, người một nhà, Từng cái một gắt gao nhìn thẳng trắng cảnh cái này đào ngũ một kích phản đồ, cái này là man hoang thiên hạ rồi. Không có một cái nào 14 cảnh dẫn đầu, chỉ dựa vào lấy số lượng nhiều, tại bên cạnh ta, ý nghĩa không lớn. Bạch Trạch híp mắt nói ra, hợp tình hợp lý, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trắng cảnh ở đâu quản đám đó minh hữu chết sống, chỉ là thật vui vẻ nói thầm một câu, "Tiểu Mạch, tiểu Mạch." Danh tự lấy, thiệt tình bình thường. Đốn củi viện, Lâm Chính thành một mình gác đêm làm năm đó trấn nhỏ hôn giả lâm chính thành đem rất nhiều chuyện đều nhìn ở trong mắt ví dụ như cái kia thiếu nữ lúc rất hỉ hoan hối hận chu lộc đến nay bị mơ mơ màng màng không biết chính mình chính thức lai lịch nàng vẫn cảm thấy năm đó đám đó bạn cùng lứa tuổi sở dĩ có thể có thành tựu của ngày hôm nay xuất thân cùng thiên tư vận khí cùng phúc duyên chiếm được rất nhiều thành phần ví dụ như vu lộc vong quốc thái tử thân phận lại tỷ như trần bình an là vì nhận thức ninh diêu kỳ đôn sơn thổ địa công ngụy bách may mắn trở thành văn thánh nhất mạch quan môn đệ tử, mới có sau đó liên tiếp cơ duyên lý lịch. Kỳ thật tại thanh minh thiên hạ bên kia, có một truyền lưu không rộng thành ngữ, gọi là đỏ thắm trần tốt, ngoài ra lại diễn sinh ra một cái tương đối lạ lời nói, đỏ thắm trần một nhà, vĩnh viễn bất phân vác. Bởi vì nếu bàn về xuất thân, chu lộc là coi như không tệ đấy, thậm chí có thể nói tại chấn nhỏ trẻ tuổi chính giữa, chỉ cần bỏ qua một bên Nguyễn Tú Lý Liễu, Lý Hy Thánh cái này một ít người không đi nói, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật, thậm chí nếu so với hẻm đào diệp tạ linh việc vui cửa hàng hồ phong bọn hắn rất tốt bởi vì chu lộc thuộc về nửa cái ly châu động thiên người nơi khác đến nỗi cơ duyên cũng là cho nàng đấy trước lục trầm đến bên này làm khách hãy cùng lâm chính thành bị để lộ càng nhiều nữa thiên cơ nguyên lai chu lộc đời trước kiếp trước đến từ thanh minh thiên hạ cổ chiến trường u châu tranh giành quận cho nên hắn đã không phải là cái gì tâm cao ngất mệnh so với giấy bạc càng không phải là cái gì tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh thậm chí đã liền nàng gọi là đều có lai lịch lớn có chút cùng loại phố Phúc Lộc Lý Bảo Bình so với Bảo Bình Châu, mà Chu Lộc cái tên này ban tên cho người, đến. Từ Bạch Ngọc Kinh một vị đạo Pháp cực kỳ tuyệt diệu, đã liền dư đấu đều có chút lễ nặng nữ quan. Bởi vì nàng là Bạch Ngọc Kinh, hoặc là nói là lục trầm vì đại sư huynh an bài chấn nhỏ hộ đạo nhân. Đương nhiên, cũng có thể có thể là chỉ là một trong. Dù sao thần cáo tông đạo sĩ chú lễ bên người, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ có một vị âm thầm hộ đạo nhân. Càng nhiều nữa, lục trầm cũng không nói gì thêm, nhưng dù là chỉ là ba người một trong lấy lục trầm đối trưởng giáo sư huynh kính trọng đủ để nhìn ra chu lộc thân thế không tầm thường tu hành thiên tư tốt thế cho nên lục trầm không tiếc tận lực vì sớm vài năm tiến vào ly châu động thiên chu lộc che đậy thiên cơ lâm chính thành lúc ấy nghe tam trưởng giáo ở bên kia thần thần đạo đạo vô cùng đau đớn hình dáng thì thầm hai câu đỏ thắm trần một nhà đỏ thắm gặp trần sự tình nhất định cung kính khiến lâm chính thành nghe hiểu được những lời này ngụ ý bởi vì Lý Hy Thánh vốn nên họ trần, cho nên Chu Lộc thân là, bạch ngọc kinh tiêu phí không nhỏ đại giới mang đến hạo nhiên, thiên hạ một viên mấu chốt quân cờ, đồng thời làm Lý Hy Thánh lên núi trên đường hộ đạo nhân, Chu Lộc đối với Lý Hy Thánh ở chi cung kính, là đề giữa chi nghĩa. Còn có một câu, nam gặp nam tại bạn bè, nam gặp nữ tại hôn, kết đỏ thắm trần tốt, vĩnh viễn không rời bỏ. Lâm Chính Thành lúc ấy liền ánh mắt cổ quái, lục trầm hậm hực mà cười, tự diễu một câu, loạn điểm uyên ương phổ. Bần đạo năm đó đây không phải nghĩ đến vì tương lai tiểu sư đệ, Bạch Ngọc Kinh bốn trưởng dạy kéo lang xứng một lần nha. Bởi vì Lý Hy Thánh chiếm cứ một bộ phận chấn nhỏ trần thị khí vận, cho nên Chu Lộc xuất hiện, vốn nên đã là một loại trả nợ, lại là một môn hoa quả nhân duyên, cùng loại Phật gia theo như lời kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, kiếp này bởi vì, kiếp sau quả. Muốn nói đỏ thắm gặp trần sự tình nhất định cung kính khiến, dùng tại Chu Lộc cùng hẻm nê bình trần bình an trên người, nguyên bản cũng là dùng thích hợp đấy ngoài ra chu lộc nếu có thể vì lý bảo bình một đường hộ đạo đến đại tùy thuận tiện tại sơn nhai thư viện du học tại bảo bình châu chính là một môn không lớn không nhỏ công đức tương lai tam giáo tổ sư tán đạo đợi nàng trở về thanh minh thiên hạ quê hương chắc hẳn lại có một phần thù lao từ trên trời giáng xuống tóm lại bạch ngọc kinh tuyệt sẽ không làm cho nàng uổng công một lần tha hương thiên hạ nếu như chu lộc nhân sinh lịch trình có thể hoàn thành từng bước đi đến một bước này nguyên bản có thể trở thành một cái cọc trên núi câu chuyện mọi người ca tụng chỉ là tới tay cơ hội, bắt không được, vậy đành phải không nói chuyện rồi, lục trầm sẽ giả bộ căn bản không có như vậy một sự việc. Tựa như cái kia linh bảo thành bàng đỉnh đệ tử đích truyền, tại bạch ngọc kinh chỗ cao nhất, lúc ấy trẻ tuổi đạo quan biểu hiện ra một loại không vận tự thông cứng cỏi đạo tâm, ngược lại khiến dư đấu cùng lục trầm xem trọng liếc. Lão Long Thành tôn gia thụ, bỏ lỡ một môn đồng đẳng với cả tòa lão Long Thành tài vận, tôn gia thụ cũng không như vậy ý chí tinh thần xa suốt, ngược lại ngộ ra một cái tạo mệnh tại trời, đứng mệnh tại mình đáng ngưỡng mộ đạo lý, lâm chính thành cũng lời cùng lục trầm quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi đối phương chuẩn bị xử trí như thế nào chu lộc là cứ như vậy đối với chu lộc vứt tới mặc kệ đang chuẩn bị một ngày kia mang về thanh minh thiên hạ lục trầm hỏi một đằng trả lời một nẻo chỉ nói một câu mơ hồ không rõ ngôn ngữ nhân sinh sẽ có rất nhiều kết quả rồi lại không có bất kỳ một cái nếu như lâm chính thành hỏi lục trưởng giáo không có ý định nói cho nàng biết chân tướng lục trầm lắc đầu sau này hãy nói đi hiện tại nói toạc ra chân tướng vô sự vô bổ. Sự tình một khi lâu dài xem, đúng sai thị phi, tốt xấu lệch chính, liền đều muốn một đoàn bột nhão rồi. Lâm Chính Thành nghi ngờ nói, nếu như Chu Lộc như thế trọng yếu, Lục trưởng giáo vì sao đối với nàng bỏ mặc mặc kệ, chờ mắt nhìn xem Chu Lộc hướng đi một cái cùng mong muốn không hợp lối rẽ. Làm cái kia phong lý bảo châm gửi cho Chu Lộc mật tín, là một cái cực kỳ mấu chốt bước ngoặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Lại không thấy phòng mắc chưa xảy ra, Lục Trầm tại bầy quầy bán hàng trong những năm đó, cùng Chu Lộc chưa bao giờ có cùng xuất hiện, coi như cố ý không đi cân nhắc Chu Lộc tâm tính, không đi mài rũa một khối bị long đong ngọc thô chưa mài rũa, Trấn Hồng Trúc trận kia phong ba, Lục Trầm cũng không có bất kỳ mất bò mới lo làm chuồng cử động. Lấy Lục Trầm đạo Pháp, không đến mức suy tính không đến, chỉ nói Chu Lộc tập võ một chuyện. Lục Trầm nếu như muốn chỉ điểm một phen, lúc trước Chu Lộc võ đạo ba cảnh đầu, liền tuyệt đối sẽ không đi được như vậy va va chạm chạm bởi vì dựa theo quốc sư thôi giảm suy đoán thanh minh thiên hạ thập đại võ học tông sư lục trầm cái nào đó phân thân tất nhiên chiếm cứ một chỗ cắm rùi chỉ là không phù hợp bần đạo ước nguyện ban đầu lối rẽ rồi lại có thể là ở kiếp này chu lộc chính đồ loại sự tình này đạo lý này lại làm như thế nào tính lục trầm cười nói người tu đạo kiếp sau chân đi mấy bị thông suốt hay không cuối cùng còn là gieo gió gặt bão còn cần tự cầu nhiều phúc giống như nhìn về phía trước một vạn năm đều là tất nhiên tựa hồ hướng sau xem một vạn năm đều là ngẫu nhiên đạo lý có thể là mỗi năm một đổi câu đối xuân phúc chữ là một trận lặng yên qua lại gió xuân mưa phùn là vẫn luôn tan chảy hầu như không còn vào đông tuyết đọng là vừa đi không quay lại nước chảy là may may vá vá lại một năm nữa chỗ ở cũ là nhìn như đẩy ngã xây dựng lại rồi lại thủy chung giữ lại nền tảng mới phòng còn có thể là ly châu động thiên chấn nhỏ đường phố ưa thích môn hộ liền tới cửa làm khách cải nhau thế trộn lẫn qua miệng tòa nhà không thích liền đường vòng là cái kia lương thực khách điếm, tiệm vải, quán rượu, việc tăng lễ cửa hàng, việc vui cửa hàng, là phố phúc lộc cùng hẻm đào diệp đá xanh, cũng có thể là hẻm hạnh hoa bùn đất đường. Thậm chí có thể là trên mặt bàn phân gà, cửa nhà góc chân tường cướp chó, có thể là một cái tích đầy bụi bặm chén rượu, là nhỏ trong ngõ bên cạnh cái kia năm này qua năm khác tích thủy dấu vết, là một đôi chẳng muốn tẩy trừ, mỗi lần ăn cơm tiện tay hướng dưới nách một vệt trúc xanh chiếc đũa. Nhưng mà chân tướng, sẽ chỉ là trời mùa hè bộc phơi nắng người nghèo phía sau lưng kiêu dương, là tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lúc ánh mắt thiêu cháy, mặc ngươi có trăm ngàn đạo lý, ngàn vạn lý do, mặc kệ có hiểu hay không đạo lý, đều được thụ lấy. Chấn nhỏ bên kia có một câu tiếng địa phương, bị lớn tuổi lão nhân thường xuyên treo ở bên miệng, ánh mắt thấy không rõ lỗ tai điếc, đã là cái bồ tát rồi. Biểu hiện ra, cái này là một câu tràn ngập tự diễu ý vị ngôn ngữ, người chi tướng chết, gần đất xa trời đã cùng làm bằng đất sét, tượng gỗ Bồ Tát không sai biệt lắm. Nhưng mà nếu như hướng ở chỗ sâu trong tinh tế nghiên cứu, đây cũng là một cái vô cùng có thâm ý lời nói, chẳng qua là khi châm ngôn truyền đi quá lâu, quá mức đời đời tương truyền, người trẻ tuổi sớm đã không làm thực, nghe qua coi như là, thậm chí đã liền nói loại lời này lão nhân, cũng chỉ cho là một câu hơi vài phần thương cảm, hoặc là triệt để đã thấy ra vui đùa lời nói. Chỉ sợ đầy đất tiếng địa phương tiêu tán, chính là một tòa cố hương tiêu vong, tựa như một cái lão nhân mất đi, rơi đất vì an. Năm đó chấn nhỏ tòa nào đó long diêu hầm lò cửa, có một mỗi lần làm việc tay chân sau đó vĩnh viễn quần áo sạch sẽ sư phụ già, còn có cái quanh năm suốt tháng đều cùng than củi, bùn đất cùng hầm lò hỏa vì hàng xóm thợ làm gốm học đồ. Sau đó ở đằng kia kiếm khí trường thành đầu tường, một vị tiên sinh hai học sinh. Tiên sinh uống rượu trước tiên ngôn ngữ một câu, hai vị đắc ý học sinh, thôi đông sơn cùng tào tỉnh lãng trước sau phụ sướng. Bần nhi y trung châu, bản từ tròn minh tốt sẽ không tự tìm cầu, rồi lại mấy người khác bảo. Mấy hắn bảo, cuối cùng vô ích, mời quân nghe ta nói. Bẩn không nhiễm, ánh sáng rõ ràng, không cách nào không từ trong nội tâm sinh, mở miệng liền làm sư tử kêu. Hẻm nê bình bên trong sư tử kêu. Thanh minh thiên hạ, ung châu cùng tràn đầy châu vùng biên giới tuyến. Hai vị nữ tu, nhàn nhã dạo chơi, kề vai sát cánh lên cao. Nữ quan khuôn mặt mơ hồ không rõ, như mây thủy phiêu dao động không chừng. Một kiện nước mây bào, tiên sơn vạn chồng đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay 14 cảnh đại tu sĩ một trong, đã tham gia lần trước bờ sông nghị sự Ngô Châu. Bên người nàng đi theo một vị dung mạo vũ mị trẻ tuổi nữ tử, đế vương mũ miệng, mặc màu vàng long bào, thì là ung châu ngư phù vương triều đương kim thiên tử, Chu Tuyền. Tại thanh minh thiên hạ, nữ tử đăng cơ kế thừa chính thống, 10 phần bình thường. Chu Tuyền đầu vai đỗ lấy một cái màu tím chim yến, bên người vây quanh một cái hư thật không chừng màu vàng cá bơi, đã sinh trưởng ra hai cái hàng thật giá thật dâu rồng lân trùng trung kim cá vũ trùng giữa tử yến luôn luôn bị coi là vật loại thần tiên cho nên cái này hai loại linh vật luyện hình đắc đạo tương đối dễ dàng nghe đồn hai bên đi to lớn đạo chỗ cao cái trước tái sinh cá long biến may mắn trở thành chân long cái sau có thể thay ra đổi thịt hóa thành trong truyền thuyết chu tước cái trước coi như số lượng phần đông cái sau nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hai bên cùng một chỗ lên núi chỉ là núi này nhưng là ở vào sông lớn đổ ra biển đáy nước một cái sơn mạch khá lắm thanh minh mênh mông cuồn cuộn không thấy đáy nhật nguyệt chiếu dọi kim ngân đài mà sơn thần từ miếu vậy mà kiến tạo tại đáy nước cũng là thanh minh thiên hạ chỉ có cảnh tượng nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha